Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên. Tập 11. Chương 222 âm bài. Kỳ thật tại Thái Lan, nam nhân biến thành nữ nhân, rất nhiều đều là vì có thể ăn nữ nhân cơm, cũng không phải là vì đơn thuần giới tính biến hóa, bởi vì có rất nhiều người liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Hi Á cũng là một cái trong số đó, hắn tại Thái Lan rất nghèo, có đôi khi gần như liền cơm đều không kịp ăn, ăn bữa trước không có bữa sau thời gian thường xuyên có về sau Kiên chỉ mượn một lão bản tiền đi làm biến thành nữ nhân phẫu thuật, hy vọng có thể ăn nữ nhân cơm, điều kiện là hắn muốn tại lão bản chàng tử tiếp sinh ý, chào hỏi nam nhân. Hy á phẫu thuật sau kỳ thật cũng không tính đặc biệt đẹp đẽ, thậm chí có chút xấu, đến Thái Lan tìm loại này bất nam bất nữ nam nhân, đều là vì nếm cái tươi, dù sao Thái Lan ra cửa chuyên sinh loại đồ chơi này, mà lại có ít người là có loại kia kỳ quái đam mê, liền thích loại này buồn nôn đồ chơi, nhưng bất kể như thế nào người đều là xem mặt, Hi Á bởi vì bề ngoài không đẹp, cơ bản trên một tháng đều tiếp không được mấy khách nhân, tiền kiếm được cực kỳ ít. Cứ việc giá tiền của hắn đã so người khác thấp, nhưng vẫn là không có khách nhân. Hi Á cái này nhưng sầu muộn, hiện tại liền ăn cơm tiền đều kiếm không đủ, càng đừng đề cập còn lão bản tiền, lão bản cũng không phải cái gì người tốt. Nếu như trả lại không lên tiền, đoán chừng không có quả ngon để ăn. Về sau Hi Á tại người khác giới thiệu, nhận biết Phật bài kỳ thật tại Thái Lan khắp nơi đều là Phật bài, Hy Á đương nhiên biết Phật bài, nhưng đều là một chút chính quy, như mọi người biết rõ sùng địch Phật bài tượng thần Phật bài các loại, chính xác đến nói là Hy Á nhận biết âm bài. Thái Lan âm bài chủ yếu có cổ mạn đồng, cử vĩ hồ chờ tạo thành, còn có một số lấy chiêu hoa đào, lệch tài, đánh bạc vận các loại loại âm bài. Âm bài là chỉ chế tác quá trình bên trong hoặc ra chỉ quá trình bên trong gia nhập âm vật thánh vật, mà âm vật một loại chỉ là như mộ địa thổ, quan tài đinh loại hình vật Siêu âm bài bình thường là chỉ âm bài chế tác quá trình bên trong gia nhập người chết giàu, người chết cho cốt Hoặc không bình thường tử vong nhân sĩ hoặc một chút thai anh các loại tài liệu Có lẽ duyệt đọc đến nơi đây ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái cùng phản cảm Sẽ cho rằng dạng này Phật bài chế tác phương thức làm trái Phật ra từ bi không hợp nhân đạo Cảm thấy không hiểu Thái Lan Phật tự cao tăng làm sao lại sử dụng dạng này âm vật đến chế tác thánh vật làm phật tự cao tăng chế tác âm bài nguyên nhân mọi người cần trước lý giải phật gia nhân quả vô luận lớn nhỏ thừa phật giáo phật ra một mực cáo niệm chúng sinh nhân quả luân hồi thế gian vạn vật trần thế chúng sinh hết thảy biến thiên đều là có nhân quả những cái kia không phải bình thường tử vong chết oan sinh mệnh bọn hắn đều có bọn hắn tự thân nhân quả nếu như là những cái kia không hiểu phật lý không biết đạo hành thiện tích đức sau khi qua đời không thể tiến vào luân hồi không thể đầu thai hồn phách hy vọng người nhà có thể giúp bọn hắn nhiều làm việc thiện tích đức, về hướng công đức cho bọn hắn, để bọn hắn sớm ngày có thể thoát ly khổ hải, chuyển thế đầu thai. Nhưng nếu như người nhà của bọn hắn không biết giúp bọn hắn làm việc thiện tích đức, hoặc căn bản cũng không hiểu cái này nhân quả sự tình, kia những hồn phách này sẽ rất khó thoát ly khổ hải. Mà Phật tự cao tăng chế tác âm bài nguyên nhân lại phân làm mấy cái. Một, đem âm vật chế tác, vào ở, ra chỉ ở Phật bài bên trong, khiến cho thánh vật có thể trợ giúp bảo hộ đến tại thế dương người. 2. Mượn âm bài người đeo làm việc thiện tích đức, giúp đỡ không thể tiến vào luân hồi âm linh tính gộp lại công đức sớm ngày chuyển thế đầu thai. 3. Thông qua âm bài để âm linh cùng người đeo ở giữa kết giao nhân quả, làm bạn vì tu, công đức đồng căn, chung kết thiện duyên, cùng phải thiện quả, phù hợp Phật Pháp y tứ. Tại quá khứ Phật tự cao tăng chế tác âm bài, chọn tự nguyện nhập linh âm linh, mà âm linh đa số không cách nào tiến vào luân hồi du lịch linh, bọn hắn kinh đại sư điểm hóa sau tự nguyện nhập linh Phật bài mặc mặc bảo hộ người đeo, bởi vì cùng người đeo làm bạn vì tu, làm việc thiện chỗ tích công đức vì đồng căn, cùng phải thiện quả ngày bọn hắn cũng có thể tiến vào luân hồi thoát ly khổ hải. Đây cũng là Phật tự cao tăng nhóm chế tác âm bài bản ý. Âm bài cũng có mấy loại thường gặp chủng loại, đầu tiên là cổ mạn đồng, cổ mạn đồng là tới từ Đông Nam Á có hơn 100 năm lịch sử pháp Phật, cũng được xưng là kim đồng tử hoặc là Phật đồng tử, dùng Phật Pháp tịnh hóa qua tiểu hài cho cốt cùng một chút Phật giáo thánh vật chế tác trở thành hài đồng dáng vẻ, trải qua tăng nhân hoặc Pháp sư gia trì, làm sầy thai hoặc ngoài ý muốn chết đi hài tử quỷ hồn vào ở, giao cho thiện tin cung cấp nuôi dưỡng, có thể bảo đảm gia đình bình an. Cung cấp nuôi dưỡng người cũng sẽ bởi vì cung cấp nuôi dưỡng cổ man mà vì mình cùng hậu thế tích phúc. Tăng nhân xưng cổ mạn đồng quy y Phật Tam Bảo, lấy hương hỏa làm chủ ăn, trời sinh tính thiện lương, cùng tiểu quỷ có bản chất khác biệt, cung cấp nuôi dưỡng người cần thường mang lòng từ bi, làm nhiều chuyện tốt, tích đức làm việc thiện, nghiêm túc cung cấp nuôi dưỡng, phúc báo không cản, công đức vô lượng. Loại thứ hai gọi lục cát, lục cát cũng là cổ man, loại cũng có người gọi đi ngang qua, nhưng thật ra là chúng ta bình thường nói người thai quỷ tử, chính là không có xuất sinh mà tại ma ma trong bụng chết hiểu tiểu hài, sư phó làm một cái lục cát thì thật phải đi qua rất nhiều phức tạp thủ tục nhất định phải là muốn ngoài ý muốn tử vong ma ma, đem bụng cắt, lấy ra tiểu hài, chế luyện 18 ngày, mà tại phụ nữ mang thai khoa khai đao lấy ra tiểu hài là không được, cho nên lục cắt là quỷ tử bên trong cao dai nhất đồ vật. Bởi vì người thai quỷ tử không có xuất sinh liền chết hiểu, cho nên oán khí lớn nhất, sư phó muốn dùng một đoạn thời gian dài đem người thai quỷ tử từ trường chuyển hóa, đem oán khí tiêu trừ, mới có thể chờ người hữu duyên gạo cung cấp nuôi dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng phương thức cùng cổ man không sai biệt lắm. Loại người này thai quỷ tử phần lớn là A Tán, Sư Phó làm, bởi vì oán khí tương đối lớn, cho nên tự chủ năng lực cùng cảm ứng đều tương đối mạnh, linh lực liền không cần nhiều lời, vật liệu cũng là dùng toàn bộ BB thi thể đi thiêu khô, lại thêm những tài liệu khác chờ một chút, Lục Cát có thể nói là cổ man bên trong vương một quỷ công. Lục Cát cũng có mang theo hình cùng cung phụng hình, nếu như là tân thủ, không nên tùy tiện cung cấp nuôi dưỡng, bởi vì có nhất định tính nguy hiểm. Loại thứ ba là khôn bình tướng quân, khôn bình tướng quân nhưng thật ra là cổ man ba ba, nghe nói khôn bình xuất thân từ cái tướng lĩnh gia đình, trời sinh thông minh, chính trực. Tuổi còn nhỏ hắn đã rất giảng nghĩa khí, tuyên bố sau khi lớn lên tất hiệu lực quốc gia, là đế vương bảo mệnh. Hắn từ nhỏ đã học tập võ công, đến niên kỳ dài lúc đã là thập bát ban võ nghệ đều tinh thông, đối cưỡi ngựa bắn tên càng có hắn, bộ, bách phát bách chúng. Bởi vì hắn từ nhỏ tập võ nguyên nhân, cho nên hắn dáng người tráng kiện, khôi tráng rắn chắc, tăng thêm hắn trời sinh anh tuấn phi phàm, thật nhưng nói là một tiêu chuẩn mỹ nam tử. Cũng bởi vì gia đình bối cảnh trợ lực, Khôn Bình tự nhiên mà vậy cũng làm bị mắc lừa một tướng lĩnh, về sau muốn bởi vì giảm vốn có công mà bị phong là quân. Tướng quân hắn chẳng những uy dũng thiện chiến, hình dạng càng là tuấn lãng bất phàm, thâm thụ nữ hài tử hoan nghênh, bởi vậy Khôn Bình thê thiếp nhiều không ai bằng, mà lại trong đó một tên thê tử càng là nước láng giềng tướng quân nữ nhi. Một lần Khôn Bình tướng quân tiếp vào quốc gia mệnh lệnh, muốn tiến đánh thê tử quốc gia, liền cầu khẩn trượng phu không muốn tiến đánh quê hương của mình, nhưng quân mệnh làm khó, Khôn Bình tướng quân không có tiếp nhận thê tử cầu khẩn, thấy trượng phu không tiếp thụ mình cầu khẩn, liền tại soái Bình tướng quân trong đồ ăn hạ độc, nhưng Khôn Bình tướng quân là thiên thần hóa thân, có thiên thần bí phù hộ, cho nên chưa thể độc hại Khôn Bình tướng quân, sự kiện đã bại lộ, Khôn Bình tướng quân vận may phấn, liền đem thê tử giết chết, nhưng nằm xuống về sau Khôn bình tướng quân mới phát hiện thê tử đã có thai, liền đem chết đi nhi tử, chế thành ngàn xương cốt mang theo mang theo, làm kỷ niệm. Đây chính là hiện nay người xương kim đồng tử chi quỷ tử Thái Lan gọi cổ mạn đồng lai lịch, khôn bình tướng quân mang theo nhi tử làm xương cốt kim đồng tử về sau, bách chiến bách thắng, mỗi khi gặp gỡ nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an. Cho nên khôn bình mới có thể được xưng là cổ mạn đồng chi phụ, mà bộ phận khôn bình Phật bài lưng sau có cổ mạn đồng chi pháp tướng, cũng không phải là này khôn bình Phật bài chiêu nhập cổ mạn đồng, chẳng qua là làm khôn bình tướng quân là cổ mạn đồng chi phụ đánh dấu mà thôi, lẫn nhau phụ thuộc, lực lượng càng mạnh. Nhưng là khôn bình tướng quân Phật bài tại đông nam một vùng đều gọi chi vì câu nữ Phật bài, nói cách khác, đeo khôn bình Phật bài có thể lớn nhất chiêu gạo khác phái duyên cùng nhân duyên, nghi thích hợp các nam sĩ đeo. Loại thứ tư là linh tu loại, kỳ thật chính là thành niên lớn linh, cũng chính là đại quỷ tuổi chừng là 20 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, cũng có phận chia nam nữ, kỳ thật cũng cùng cổ man, dạng, đều là chút chết oan người, nhưng bởi vì sau khi chết trong nhà không có tiền an táng, không chiếm được siêu độ, người nhà cũng không nghĩ bọn hắn làm cô hồn giã quỷ, lúc này liền đều sẽ mời lòng giả từ bi rồng sóng hoặc là a tán đám thợ cả hỗ trợ giàn xếp linh hồn. Sư phó liền sẽ dùng cho cốt của bọn hắn chờ một chút vật liệu làm một cái thuộc về bọn hắn mình pháp tướng, lại đem linh hồn thu vào đi, chờ hữu duyên người đến cung cấp nuôi dưỡng, vì đó tích lũy công đức, chờ mệt đến nhất định thời gian về sau, liền có thể lại lần nữa luân hồi hoặc bay về phía thế giới cực lạc. Nữ linh đại đa số hữu chiêu khác phái duyên, chiêu tài chính tài hoặc lệch tài nhận người duyên, trong nhà hộ viện, bảo đảm bình an chờ tác dụng, cung cấp nuôi dưỡng phương thức cũng tương đối đơn giản, dùng một chút nữ hài tử thích đồ trang điểm, nước hoa loại hình, còn có cơm trắng, sáp ong nến, hương, liền có thể. Nam linh chính là nhận người duyên hộ chủ chiêu tài chính tài hoặc lệch tài công kích phòng tiểu nhân chờ tác dụng có sẽ còn tai báo cung cấp nuôi dưỡng phương thức cũng là dùng nam hài tử tương đối thích đồ vật lại thêm cơm trắng thịt rượu khói hương sáp ong nến là được rồi ghi chú cống phẩm không định mỗi ngày thay đổi mỗi ngày cung cấp hương thời điểm đem sáp ong nến nhóm lửa liền có thể nhớ lấy đừng dùng thịt tươi thịt chó mèo thịt khỉ thịt hoặc thịt bò cung cấp nuôi dưỡng loại thứ năm gọi hồn phách súng cũng chính là mọi người thường nói âm binh, là hộ thân phù bên trong thủ hộ lợi khí. Kêu gọi thời cổ quân hồn nạp tại tiểu nhân giống bên trong bổ sung danh tự cùng tâm chú, không cần cung phục, tùy thời kêu gọi tùy thời xuất hiện, thuộc về so sánh có tính kỷ luật thủ hộ linh thể, có thể làm mang theo người chống cự, cắt tà linh quấy rối cùng tai họa, tình huống bình thường, quân hồn sẽ giấu ở pháp tướng bên trong. Nhất định phải niệm động tâm chú mới có thể khởi động quân hồn bảo hộ như vào trước khi ngủ niệm động hồn phách cho tâm chú quân hồn tức thủ hộ đang ngủ cửa phòng cùng thần phật so sánh với quân hồn sẽ cơ quân kỳ nguyên nhân càng vô tình mà có thể nói bất kỳ cái gì cái linh thể đối người tiếp cận bao quát là gia thần báo mộc đã có thủ hộ linh ý đồ phù hộ hoặc là cố ý đồ tổn thương người tà linh hết thảy đều sẽ bị quân hồn một chân đá đi chỉ cần là quyết tâm tiếp cận linh thể của ngươi mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý đều sẽ gặp quân hồn vô tình công kích mang theo hồn phách dũng cùng thuê chỉ linh thể bảo tiêu không khác tất cả chuyện của ngươi chỉ cần là cùng nhân sinh của ngươi an toàn không quan hệ hồn phách cho cũng sẽ không nhúng tay loại thứ sáu gọi yến thông tại Thái Lan tên là yến thông tình yêu thần cùng tương quan truyền thuyết có lẽ hiện mình hiếm ai biết truyền thuyết yến thông thần là Myanmar thần linh phái ghi chép bên trong âm dương hợp phúc đức chính thần bề ngoài là nam nữ ôm hết pháp tướng nam xương lại yến là thiên địa hỏi ra dương khí tụ hợp biến hóa mà thành nữ lại xưng là thông, là từ âm khí tụ hợp biến thành. Căn cứ cổ đại thần linh phái chi ghi chép, chỉ cần thành tâm cung phụng hoặc mang theo yến thông tình yêu thần lại thêm mỗi ngày mật niệm yến thông tình yêu thần chú, liền có thể lệnh khác phái sinh ra cực lớn lực hấp dẫn, làm khác phái đối với mình sinh ra mê luyến hâm mộ chi tình. Cổ đại Thái Lan Pháp Sư sử dụng các loại tình yêu cây nhị, kinh phấn, dược thảo, điều khắc thành đôi nam nữ ôm nhau ôm, cho tại tình cảm trên đường khó khăn chắc trở trùng điệp, tình yêu vận không được tốt, đời sống tình cảm khiếm phụng nam nữ mang theo, thường thường đều có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể đem tình yêu của mình vận, số đào hoa, vợ chồng vận chờ đến lấy cải thiện. Cũng có mang theo người tại mang theo sau trong khoảng thời gian ngắn có thể được nhiều vị khác phái hâm mộ cùng lọt mắt xanh, cực kỳ linh nghiệm là cố ý cải tạo tình yêu vận người thiết yếu thánh vật. Yến thông Phật bài thần kỳ công dụng, làm người yêu đối với mình trung thành, trung tâm vĩnh cửu không thay đổi, làm đối phương si tâm mê luyến, đột nhiên yêu không thể tự thoát ra được, làm vợ chồng hòa thuận, ân ái càng hơn lúc trước, có thể thành toàn yêu đương, tạo nên mị lực, dễ dàng đạt được khác phái lọt mắt xanh, lớn vượng hoa đào. chương 223, Mời âm linh Tại Thái Lan có thể đeo Phật tự cao tăng tặng cho âm bài đám người đều phải là người có duyên. Bởi vì âm bài bên trong âm linh tính đặc thù cung phụng lúc cần lấy khí làm thức ăn, hương hỏa tự nhiên cần đạt được bảo hộ, nhưng quan trọng hơn chính là người đeo tâm tính cùng hành vi, bởi vì đeo âm bài giữa Trần Thế đi gây nên liền chẳng những ảnh hưởng tự thân công đức, bởi vì đồng căn âm linh cũng sở thụ ảnh hưởng. Giống như âm linh trợ giúp bảo hộ lấy một vị người đeo làm việc thiện tích đức cùng một vị âm linh bảo hộ lấy người đeo làm ác làm hại, cả hai Trần Thế chung tu kết quả là không giống. Mà Phật tự Cao Tăng cũng thụ âm linh cùng người đeo nhân quả ảnh hưởng, cho nên tại quá khứ Phật tự Cao Tăng đối với âm bài chế tác cùng tặng cho là phi thường thận trọng lại chú trọng duyên phận cùng nhân quả. Cụ thể mà nói, muốn mời âm bài có khá nhiều chú ý hạng mục bộ phận như sau một đầu tiên mặc kệ cung thỉnh cái gì thánh vật chính quy vẫn là âm bài tự thân nhất định phải đi phải chính làm bưng trừ thường xuyên niệm kinh chỉ chú làm việc thiện tích đức là nhất định hai phật bài chính quy là không cần cung phụng mà âm bài là cần cung phụng đối với khác biệt thời gian cùng khác biệt âm linh có khác biệt giảng cứu ba âm bài một loại không cùng thân đeo nếu như đi trường hợp cần đeo bình thường treo ở bên hông, âm bài vật liệu cùng bản linh đều là âm tính, không nên gần đầu cùng tâm. 4. Âm bài không thể cùng chính quy cùng một chỗ đeo, cũng không thể cùng chính quy đặt chung một chỗ. Âm bài đeo cần càng nhiều thiện căn cùng duyên phận nếu người đầy đủ lý giải quá khứ Phật chùa cao tăng chế tác âm bài nguyện cảnh cùng Phật Pháp nhân quả cũng có cơ duyên gặp gỡ một tôn đã nhập linh Phật tự cao tăng âm bài, có thể tìm ra Phật tự cao tăng tư vấn có thể hay không trần thế trung tu cùng kết thiện quả, gây nên hết thảy không thể cưỡng cầu cùng ác nghiệp, để tránh lầm mình lầm linh. Âm bài cùng chính quy khác biệt, âm bài tương đối phức tạp, mà lại âm tà, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bá đạo, cần kính sợ cùng cẩn thận cung phụng. Hy Á hoàn toàn hiểu rõ âm bài về sau, lập tức liền lên tâm tư, nếu như mình có thể làm đến một khối âm bài, kia việc buôn bán của mình khẳng định liên tiếp cao thăng, đến lúc đó còn sợ không có khách nhân sao. Coi như hắn dáng dấp lại xấu, Đoán chừng cũng có nam nhân nhào lên. Thế là Hi Á bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi tìm kiếm lấy âm bài, về sau rốt cục để hắn gặp một vị A Tán đại sư. Cái này A Tán trong tay vừa vẫn có một khối âm bài, là Nữ Linh, vừa vặn thích hợp Hi Á. Nữ Linh âm bài hiệu quả chính là chiêu khắc phái duyên, chiêu tài chính tài hoặc lệch tài, nhận người duyên, trong nhà hộ viện, bảo đảm bình an chờ tác dụng, cung cấp nuôi dưỡng phương thức cũng tương đối đơn giản, dùng một chút nữ hài tử thích đồ trang điểm nước hoa loại hình, còn có cơm trắng, sáp ong nến, hương, liền có thể. Chẳng qua để hy á nhức đầu là, khối này âm bài muốn 5 vạn thái thủ, tương đương nhân dân tệ muốn hơn một vạn. Lúc đầu hy á liền nghèo, hắn đi đâu muốn nhiều tiền như vậy. Lấy sạch túi cũng liền kia hơn 2 ngàn thái thủ, liền âm bài một cái sừng cũng mua không nổi. Về sau hy á thực sự không có cách nào, đành phải lại kiên trì hỏi lão bản mượn. Lần trước tiền đều không trả thanh, lần này lại sách vay tiền, lão bản nghe xong lập tức liền nổi trận lôi đình, kém chút không có đem hắn cho đánh chết tươi, may mắn hắn chạy nhanh, không phải đoán chừng mạng nhỏ khó đảm bảo. Nếu như đòi tiền, Hy Á cũng liền lão bản con đường này, con đường này đi không thông về sau, hắn lại cũng không nghĩ ra những biện pháp khác, qua không có mấy ngày, cái kia A Tán liền đem âm bài bán cho người khác, Hy Á xem như triệt để vô vọng, hắn mặt xám như cho ngồi tại A Tán sư phó trước cửa, một hồi khóc, một hồi cười, cùng một người điên đồng dạng. A tán sư phó thực sự không đành lòng, liền hỏi hy Á đến cùng có khó khăn gì, cái này âm bài cũng không phải bảo mệnh phù, không có liền không có thôi, không cần đến cùng chết cha mẹ đồng dạng A. Hi Á khóc nói mình gặp phải, còn nói nếu như không có âm bài giúp hắn đổi vật, vậy hắn liền chết chắc, không phải chết đó chính là bị lão bản đánh chết. A tán sư phó nhìn hy Á đáng thương, thế là liền giúp hắn lâm thời nghĩ một cái biện pháp, Hắn nói chế tác âm bài chi phí cao nhất chính là tìm chết oan âm hồn, nếu như cái này từ hắn đến tìm, kia A tán sư phó liền thu hắn một vạn thái thủ được, mà lại số tiền kia cũng có thể về sau lại cho. Hi Á nghe xong còn có cái này chuyện tốt, trong lòng vui mừng, vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng hắn một người bình thường đi đâu tìm chết oan âm hồn, mà lại coi như tìm được, hắn lại như thế nào cầm trở về? A tán sư phó gõ một cái đầu của hắn nói, chế tác âm bài âm linh muốn mời về mà không phải cầm trở về, phải có thành kính tâm cùng tôn kính, nếu không xảy ra đại sự. Sau khi nói xong, A Tán Sư Phó liền cho Hy Á một cái con quay. Cái này con quay hết thảy có bảy loại nhan sắc, nhìn qua rất tiên diễm. Nhưng là Hy Á nhìn vài giây đồng hồ sau liền cảm giác tại trời đất quay cuồng. Choáng đầu đống đống, kia con quay rõ ràng đứng im bất động. Nhưng hắn lại cảm giác kia con quay đang không ngừng chuyển động, dọa đến hắn không còn dám nhìn. A Tán Sư Phó đem con quay giao cho Hy Á sau đó lại giáo vài câu chú văn cho hắn nói nếu như con quay tại chuyển động đó chính là lân cận có chết oan âm linh lúc này hắn liền phải bắt đầu niệm chú văn chú văn đọc xong sau liền bắt đầu mời âm linh mời xong liền lập tức đi đầu đều không cần hồi nếu như con quay dừng lại nói rõ nàng không nguyện ý đi theo ngươi nếu như con quay tiếp tục chuyển nói rõ nàng đã đi theo phía sau của ngươi trực tiếp đem nàng mang về là được a tán sư phó còn dặn dò hy á nói hắn muốn chế tác chính là nữ linh âm bài, cho nên âm hồn nhất định phải tìm nữ, đừng sai lầm. Hi Á nhẹ gật đầu, nói mình đều ghi nhớ. Thế là mấy ngày kế tiếp, Hi Á cũng không đi làm sinh ý, nhìn xung quanh nơi nào có chết oan người. Nếu như là vừa mới chết, kia âm linh khẳng định ngay tại thi thể lân cận, không thể nhanh như vậy đi xa. Đại khai đến ngày thứ bảy, thật đúng là để Hi Á cho tìm được, đây là một vị Trung Quốc nữ hài, nàng chết tại một đầu trong ngõ nhỏ nhìn nàng trên thân liền một tấm vải đều không có, Hy Á minh bạch chuyện gì xảy ra, để Hy Á cảm thấy hưng phấn là, trong tay hắn con quay thế mà đang điên cuồng chuyển động, nói rõ hắn lân cận là có âm linh. Chết oan nữ hài, cái này chính thích hợp dùng để chế tác âm bài, Hy Á đã vì chính mình cảm thấy cao hứng, cũng vì cô gái này cảm thấy bi ai, Thái Lan có nhiều chỗ cũng không thái bình, nữ hài từ tất cần phải chú ý an toàn, cũng không biết nàng là đến du lịch vẫn là làm gì, liền mệnh tang nơi này. Hi Á cho nữ hài đắp lên một bộ y phục về sau, liền bắt đầu mời Âm Linh. Hắn nhất định phải đuổi tại cảnh sát trước đó, nếu không kế hoạch của hắn liền phải ngâm nước nóng. Hi Á đọc xong, a tán sư phó giáo chú văn về sau, liền đối không khí hô mời Âm Linh đi theo ta đi. Hô xong hắn cũng không quay đầu lại bước nhanh đi về phía trước, đi đại khái sau 3 phút con quay vẫn là không có dừng lại, như cũ tại không ngừng chuyển động. Hi Á trong lòng vui mừng, lập tức rõ ràng chính mình đã thành công. Hi Á một mực dơ chuyển động con quay đi vào A Tán sư phó nhà, A Tán sư phó nhìn một chút Hi Á phía sau, sau đó nhíu mày, không nói gì thêm liền tiếp nhận con quay, hắn mở cửa, gọi Hi Á tránh ra, một bộ đón khách tư thế, giống như trong nhà đến khách quý đồng dạng. Chương 224: Ăn người. Hi Á biết hắn hiện tại là đang nghênh tiếp chế tác âm bài âm linh, cho nên hắn vội vàng thức thời tránh ra, một lát sau, âm linh giống như đi vào, A Tán sư phó mới đi vào theo hắn gọi Hy Á 7 ngày sau lại đến, sau đó liền đóng cửa lại. 7 ngày sau đó, Hy Á đúng hẹn mà tới, A Tán sư phó quả nhiên đem một khối âm bài giao đến Hy Á trên tay. Cái này âm bài là một khối chính chính phương phương màu vàng bảng hiệu, chính diện khắc một vòng mặt quỷ Phật đầu, mặt trái thì khắc một vòng nữ nhân ảnh chân dung, hai mặt nhìn qua đều có chút quỷ dị. Hy Á vừa tiếp xúc đến âm bài thời điểm, cầm trên tay cảm giác có chút lạnh buốt A tán sư phó gọi hắn tranh thủ thời gian đeo lên, không có việc gì không nên lấy xuống. Nhớ kỹ sớm tối muốn cung phục, nếu không âm bài lý mặt đồ vật đói lên sẽ ăn người. Hi Á dọa đến liền vội vàng gật đầu nói mình sẽ ghi nhớ. Âm bài rất tà môn, Hi Á nhưng không dám thất lễ. Sau này trở về, Hi Á dựa theo A tán sư phó sớm tối đều cung phục. Việc buôn bán của hắn không hiểu càng ngày càng tốt, gần như vừa đến khách nhân đều là điểm hắn. Cái này còn không chỉ, trừ nam khách nhân. Thế mà nữ cũng thích tìm hắn, cái này một tới hai đi, Hi Á không ra mấy tháng liền kiếm được đầy bồn đầy bát, vốn là muốn trở thành nữ nhân dễ kiếm tiền, không nghĩ tới bây giờ mình nam nữ thông sát, thật đúng là nhờ có trên người mình khối này âm bài. Hi Á kiếm đủ tiền về sau, ngay lập tức liền trả hết lão bản kia món nợ, sau đó ra ngoài làm một mình, bởi vì tích lũy khách hàng, tăng thêm không có lão bản ở bên cạnh bơm nước, giá tiền của hắn đương nhiên phải so người khác thấp. Cho nên làm ăn chạy không được, cũng không lâu lắm thời gian, Hi Á liền kiếm không ít tiền. Trước kia Hi Á chỉ là cái ăn không no quỷ nghèo, nguyện vọng duy nhất chính là có bữa cơm no ăn, không cần bị chết đói. Hiện tại không giống, có tiền, ánh mắt của hắn cùng cách cục tự nhiên bắt đầu biến cao, mặc dù làm ăn chạy, nhưng dù sao cũng là vất vả tiền, mỗi ngày đều muốn hầu hạ nhiều như vậy nam nhân, mà lại đều là chút trong lòng không nam nhân bình thường, đừng đề cập có bao nhiêu vất vả hắn biết rõ chén cơm này không thể thường ăn, phải nỗ lực leo lên trên, hắn cần trèo một cái đại gia nhiều tiền, như thế về sau liền áo cơm không lo. Kỳ thật Thái Lan giống hắn loại này bất nam bất nữ đồ chơi rất nhiều, có chút kẻ có tiền liền có loại kia yêu thích, thích nuôi một hai cái loại này người tới chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn dáng dấp đẹp mắt, không phải quỷ mới muốn ngươi. Nhức đầu là âm bài chỉ là đề cao hy á khác phái duyên, cũng không có đem hắn bộ dáng chân chính biến xinh đẹp, liền hắn gương mặt này kẻ có tiền căn bản không để vào mắt, âm bài đoán chừng đều không dùng được, cho nên hắn cần phải làm là biến xinh đẹp, biến thành một cái cực đẹp nữ nhân, như thế nàng mới có ngày nổi danh. Nếu không cả một đời chỉ có thể làm người khác đồ chơi, kiếm điểm kia vất vả tiền mặc dù áo cơm không lo, nhưng Hi Á biết chén cơm này ăn không lâu dài, âm bài cũng không có khả năng bảo bọc hắn cả một đời. Hi Á nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Lúc trước hắn nghe người ta nói nếu như ám toán bài cung phụng thi dầu, người chết cho cốt cùng thay anh những vật này, sẽ để cho âm bài hiệu quả càng thêm bá đạo, thậm chí có thể hoàn thành chủ tâm nguyện của người ta. Ngay lúc đó Hi Á đã cử chỉ điên rồi, căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều, một lòng nghĩ trèo lên trên, tìm kim chủ, dã tâm càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn quên đi âm bài cấm kỵ, cái này khiến hắn đi một con đường không có lối về. Hi Á hạ quyết tâm về sau liền không lại cung phụng trước kia những cái kia phổ thông cống phẩm mà là tại chợ đen bên trong mua được thi dầu người chết cho cốt cung phụng ngay từ đầu âm bài xuất hiện hiện tượng quỷ dị hoàn toàn chính xác để hy á có chút sợ hãi thế nào đây chính là hy á cung phụng cống phẩm thế mà thật bị âm bài cho ăn đầu mấy lần còn không có cái gì dị thường về sau hy á phát hiện những cái kia cống phẩm tất cả đều không gặp mà lại âm bài chậm rãi biến thành màu đỏ những cái kia quỷ đầu phật ảnh chân dung thì tất cả đều biến đen hắn còn có thể loáng thoáng trông thấy một nữ nhân đầu lâu tại âm bài nổi lên động chẳng qua hy á lại càng ngày càng xinh đẹp mà lại hắn càng lúc càng giống nữ nhân so nữ nhân còn muốn có nữ nhân vị dáng người trở nên càng ngày càng tốt nam nhân trông thấy hắn đều thẳng nuốt nước miếng trừ một ít địa phương vẫn là nam nhân bên ngoài cái khác gần như cùng nữ nhân không khác đồng thời so rất nhiều nữ nhân đều xinh đẹp gấp mấy chục lần Hi á biến hóa để hắn đối âm bài sợ hãi quét sạch sành xanh đồng thời càng ngày càng ỉ lại âm bài, chẳng qua âm bài giống như không còn ăn những cái kia thi dầu cùng người chết cho cốt, Hy Á đành phải đi bệnh viện đem một vài chết đi thai anh trộm ra cung phụng âm bài. Ngay từ đầu cũng vẫn được, đồng thời giống như cung phụng thai anh để âm bài hiệu quả càng thêm bá đạo, Hy Á đồng thời bị mấy cái đại lão bản nhìn chúng, muốn đoạt lấy hắn, phòng ở cùng xe tùy tiện đưa, thậm chí có còn cần xe vận mấy dương tiền đi nhà hắn, cũng chỉ vì có thể cùng hắn vượt qua một đêm. Cứ như vậy, Hi Á lắc mình biến hóa trở thành có tiền phú bà, hắn càng ngày càng không thỏa mãn, hắn còn muốn bỏ cao hơn, hắn muốn làm minh tinh, còn muốn dùng tiền thay cái làm quan làm, hắn không nghĩ lại trở thành người giàu có đồ chơi, nhưng âm bài cũng giống như hắn, giống như càng ngày càng không thỏa mãn, âm bài không nghĩ lại ăn thai anh, nó muốn ăn người. Lần thứ nhất có loại cảm giác này thời điểm là Hi Á ban đêm ngủ lần kia, hắn ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, hắn lập tức từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, Lúc này hắn phát hiện đen nhánh gian phòng bên trong bên giường ngồi sổ một bóng người, nàng chậm rãi tới gần hi á, sau đó nghĩ cắn một cái tại hi á trên đùi. Hi á giật nảy mình, điều kiện phản ứng hướng cái bóng đen kia đá một chân, cái bóng đen kia lập tức liền biến mất, biến thành một đảo hắc khí vọt về hi á cổ âm bài bên trên. Hi á lập tức hiểu rõ ra, cái này âm bài muốn ăn hắn. Hắn tưởng rằng âm bài muốn phản phệ, nhưng hắn về sau mới phát hiện, không phải phản phệ. Cái này âm bài chính là đơn thuần muốn ăn người. Có một ngày trạng vạng tối, hắn một mình trải qua một đầu ngõ nhỏ, ngõ hẻm kia còn có một cái bảy, tám tuổi cậu bé đang chơi đùa, hắn lúc ấy cũng không để ý, nhưng lúc này trên cổ hắn âm bài lại đột nhiên xông tới một đạo nữ nhân bóng đen. Bóng đen kia thẳng đến cậu bé mà đi, sau đó bóng đen chăm chú bao lấy cậu bé, chờ bóng đen từ trên người hắn rút ra thời điểm, kia cậu bé thế mà biến thành một bộ bạch cốt ngã trên mặt đất. Bóng đen là từ âm bài bên trên chạy đến, nó ăn người. Nó đem cậu bé cho ăn. Bóng đen ăn xong cậu bé về sau, lại vọt về âm bài bên trong, lúc này âm bài triệt để biến thành tinh hồng sắc, một vòng nữ nhân đầu khép lại biến thành một nữ nhân ảnh chân dung, đầu kia giống rất rõ ràng, là một nữ nhân Trung Quốc mặt, tóc tai bù xù, khuôn mặt giữ tợn lộ ra quỷ dị mỉm cười. Hy á lần này thật dọa sợ, hắn cuối cùng đã rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc thật sự nếu không tìm trước đó cái kia A tán sư phó, đoán chừng âm bài kế tiếp ăn chính là hắn. Chương 225, tà môn âm bài. Vì phòng ngừa cái này âm bài lại có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, Hi Á đem nó hái xuống bỏ vào trong ngăn tủ, sau đó vội vội vàng vàng đi tìm trước đó cái kia A tán sư phó, đem tất cả mọi chuyện đều chi tiết nói cho hắn. A tán sư phó nghe xong, tức giận đến chân đều muốn đem sàn nhà cho đập mạnh nát, hắn chỉ vào Hi Á đầu mắng: âm bài cho ăn thi dầu người chết cho cốt thai anh kia không thành siêu âm bài sao còn có ta không phải gọi ngươi đừng đem âm bài hái xuống sao ngươi làm sao liền không nghe đâu vậy vậy phạm những cái này cấm kỵ ta sẽ như thế nào Hi á vội vàng hỏi a tán sư phó lắc đầu cái này sự tình phiền phức lớn chẳng những người muốn chết khả năng liền ta đều muốn đi theo ngươi bồi lên tính mạng ta là chế tạo khối này âm bài người ngươi làm như vậy liền ta đều muốn muốn hại chết Hi á nghe xong dọa đến đầu ông một tiếng hắn lúc ấy chính là muốn mượn âm bài công hiệu thượng vị mơ mơ hồ hồ liền cung phụng không đồ tốt không nghĩ tới phải bồi thường bên trên tính mạng kia vậy phải làm thế nào a tán sư phó ngươi khẳng định có biện pháp nhanh lên nghĩ một chút biện pháp ta cũng không muốn chết ta thật vất vả mới trở nên lại đẹp lại có tiền ta không muốn chết Hi á kêu khóc nói Hi á sắp chết đến nơi cũng còn nghĩ đến những cái này để a tán sư phó không khỏi có chút thất vọng hắn vốn là nghĩ đến hy á đáng thương giúp hắn một chút không nghĩ tới cho mình gây một thân phiền phức còn có thể dựng vào tính mạng nhưng cái này sự tình đã quan hệ đến mình hắn không thể không xuất thủ lần nữa khối kia âm bài ở đâu chúng ta lấy được tại trước mặt của nó đem nó cho hủy đi không phải hai chúng ta khả năng đều muốn mất mạng a tán sư phó hỏi hy á xoa xoa nước mắt nói âm bài bị hắn đặt ở trong nhà trong tủ chén dẫn đường A tán sư phó mang lên một chút pháp khí, sau đó liền để Hy Á ở phía trước dẫn đường. Hi Á vội vàng mang theo A tán sư phó tiến về mình căn phòng lớn, đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên Hi Á ngừng lại, thân thể run lập cập, bởi vì chính mình khối kia âm bài thế mà bị đặt ở trên đường cái. Mình rõ ràng đã khóa gấp ngăn tủ, khối này âm bài là thế nào chạy đến. Chẳng lẽ nó đã sẽ tự mình dài chân đi rồi, cái kia cũng quá tả môn đi. Hi Á cũng quản không được nhiều như vậy. Hô một câu, A Tán sư phó sau khi dừng lại liền chạy đi nhặt trên đường cái khối này âm bài. Nhưng hắn vừa đi ra ngoài, đột nhiên liền bị người túm trở về. Sau đó bị mạnh mẽ văng ra ngoài. Hắn còn không có lấy lại tinh thần liền có một chiếc xe hơi lao vùn vụt mà qua, đem A Tán sư phó đụng bay ra ngoài. Hi Á lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, chờ hắn kịp phản ứng về sau, A Tán sư phó đã cả người là máu nằm tại bên lề đường. Hi Á lập tức chạy tới muốn đem A Tán sư phó đưa đi bệnh viện, nhưng A Tán sư phó lại một tay lấy hắn tay đè chặt, không cần lại tốn sức, ta đã không có cứu. Ngươi là âm bài chủ nhân, nó sẽ không như thế nhanh liền xuống tay với ngươi, liền xem như ăn thịt của ngươi, cũng là từng khối từng khối ăn. Ghi nhớ, cái này âm linh là Trung Quốc, tìm tới thi thể của nàng, đem âm bài đeo lên trên cổ của nàng, sau đó trở về quốc gia của nàng, tìm tới cố hương của nàng để nàng mồ yên mà đẹp. Còn có, mỗi ngày đều muốn cho nàng đốt rất nhiều người chết tiền. Cầu nàng khoan thứ ngươi, bọn hắn kia có câu chuyện sư gọi có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có thể không có thể còn sống sót, liền phải nhìn vận mệnh của ngươi. A tán sư phó sau khi nói xong liền tắt thở, lúc này Hy Á đột nhiên nghe được trên đường cái chuyển đến một trận vui cười âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tiếng cười là từ âm bài lý mặt phát ra tới, dọa đến hắn liền A tán sư phó thi thể đều mặc kệ, nhanh chân liền chạy chạy về nhà về sau hắn kéo ra ngăn tủ xem xét phát hiện âm bài còn rất tốt nằm tại trong tủ chén căn bản không hề đi ra ngoài nhưng âm bài phía trên lại thêm một người ảnh chân dung nhìn đầu người giống mặt có điểm giống a tán sư phó tà môn quá tà môn âm bài quả nhiên không thể dùng linh tinh lần này hy á trong lòng rốt cục hối hận hắn sợ hãi tới cực điểm nhưng hắn vẫn là đem âm bài cho một lần nữa mang lên về sau hắn tìm được âm bài bên trong âm linh thi thể sau đó nhanh chóng mang theo nữ thi đi vào trung quốc trong thời gian này đúng như a tán sư phó nói như vậy âm bài lý quỷ bắt đầu từng khối từng khối ăn hy á thịt trên người ngay từ đầu là ăn bắp đùi thịt cắn một cái sau hy á liền tỉnh lại phát hiện đùi đẫm máu nhiều một cái lỗ máu trên đùi thịt không gặp một khối cái này nhưng làm hắn dọa đến cả đêm cũng không dám ngủ băng bó sau liền mở mắt đến hừng đông hắn lại không dám đem âm bài đem xuống sợ sẽ mất mạng còn có mấy lần, âm bài lý mặt quỷ phân biệt ăn hắn trên bàn chân thịt cùng trên bụng thịt, bắp chân còn không có nghiêm trọng, bụng kém chút đem hắn ruột đều cắn đứt, đi bệnh viện nằm hai ngày mới ra ngoài. Đi vào Trung Quốc về sau, Hy Á liền tìm tới chính mình khi còn bé bằng hữu A Thanh, sau đó hai người cùng một chỗ tìm kiếm nữ thi người nhà, hy vọng có thể đưa nàng mồ yên mà đẹp, cũng hóa giải tràng nguy cơ này, không nghĩ tới mấy ngày tìm đến, dù sao Hy Á có tiền, không có chuyện gì là tiền giải quyết không được. Để nữ thi mổ yên mà đẹp về sau, Hi Á liền đến nơi này xin nhờ A Thanh đi giúp hắn mua người chết tiền, dù sao hắn sẽ không tiếng chung, sẽ chỉ tiếng Thái không tiện lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. A Thanh nói xong đầu đuôi sự tình về sau, ta thở dài, lắc đầu. A Thanh hỏi ta làm sao rồi? Ta cười khổ một cái, sau đó nói A Thanh người bạn này Hi Á đoán chừng vẫn là phải chết, ta mặc dù không hiểu âm bài nhưng người chết tiền đối ác quỷ là vô dụng, chỉ có bình thường quỷ tài có thể sử dụng tiền thu mua. Nữ hài kia là chết oan, oán khí rất lớn, khi á cho nàng cho ăn những vật kia, đã để oán khí của nàng lớn mấy lần, đặc biệt là thai anh, những cái kia còn chưa ra đời liền chết hiểu tiểu ra hỏa oán khí lớn nhất, âm bài quỷ hút sau kia còn phải, vài phút biến thành oán khí cực lớn ác quỷ. khi Á làm những sự tình này đều là không có ý nghĩa, đoán chừng vẫn là khó thoát ác quỷ ăn mòn vận rủi, nhưng hắn không phải cho quỷ ăn hết, ăn hết hắn chính là mình tham luyến. A Thanh nghe đột nhiên có chút khổ sở, bắt đầu cúi đầu khóc ồ lên, nói Hi Á từ nhỏ cùng với nàng cùng nhau lớn lên, nàng bởi vì năng lực đặc thù, có thiên phú, cho nên được chọn chúng học tập hàng đầu mới lấy thoát khỏi nghèo khó vận mệnh, nhưng Hi Á cũng không có, vận mệnh của hắn rất thê thảm, là bởi vì sinh hoạt khổ lâu, hắn mới có thể biến thành dạng này, cũng không thể chỉ trách hắn. Hi Á là một cái nam nhân bình thường nhưng hắn vì sống sót, thế mà đi cải tạo mình, để cho mình biến thành nữ nhân, thử hỏi cái này cần trải qua bao lớn đau khổ mới có thể làm quyết định như vậy, có lẽ hắn không nghĩ lại trở về trước kia loại đau khổ này sinh hoạt, cho nên mới sẽ biến thành như thế. Mập mạp xem xét A Thanh khóc lại không được, vội vàng giúp nàng bắt đầu đối ta cầu khẩn lên, muốn ta ra tay giúp cái kia hy á. Ta lườm hắn một cái, nam nhân này tâm thật là lớn, hắn thật đúng là không sợ cái kia bất nam bất nữ đem mình cho lục rồi chương 226, cổ quái hy á. Âm bài sự tình ta không rõ ràng lắm, vừa rồi nghe A Thanh nói, giống như cái đồ chơi này thật đúng là rất tà môn, mạo muội nhúng tay cũng không tốt lắm, dễ dàng đem cái mạng nhỏ của mình đều làm mất, nhưng nếu như hy á mời ta hỗ trợ vậy liền không giống, hắn là ta hộ khách, ta cái này mở âm hành cửa hàng khẳng định phải ứng hộ khách yêu cầu, đem sự tình xử lý tốt. Ta đem mình ý nghĩ nói ra, A Thanh nghe cao hứng cực, nói cái này hoàn toàn không có vấn đề, thế là tranh thủ thời gian gọi điện thoại cùng Hi Á liên hệ. sau khi cúp điện thoại, A Thanh nói Hi Á đi cho nữ thi thiêu chết người tiền, gọi chúng ta đi mộ địa tìm hắn. chuyện tiền dễ thương lượng, chỉ cần có thể đem âm bài sự tình giải quyết triệt để cái khác cũng không có vấn đề gì. đã dạng này, vậy chúng ta đi tìm hắn đi. bất quá thời gian phải nắm chắc, ta buổi chiều còn phải đi học. ta trên lưng hai vai bao sau đó cùng mập mạp, A Thanh bọn hắn cùng một chỗ tiến về Hy Á nói tới mộ địa. Mộ địa rất lớn, đoán chừng Hy Á suốt tiền đem nữ thi hậu táng, cái này mộ địa phong thủy cùng vị trí đều không phải người bình thường có thể táng nổi, khi còn sống mua được phòng người, sau khi chết cũng không nhất định có thể ở lại nổi nơi này, xem ra Hi Á thật mượn nhờ âm bài vớt không ít chất béo, hiện tại thân gia hẳn là được cho cái tiểu phú hào. Bởi vì cái này mộ địa diện tích phi thường lớn, gần như có mấy cái sân đánh gôn rộng như vậy, trong lúc nhất thời chúng ta cũng tìm không ra Hi Á, A Thanh muốn đánh điện thoại, nhưng lại bị ta cho ngăn cản, mộ địa không tốt gọi điện thoại, dễ dàng đánh tới âm phủ đi, kia đến lúc đó nghe khó mà nói là ai. Đã không thể gọi điện thoại, vậy chúng ta đành phải kiên trì tìm, may mắn bây giờ không phải là thanh minh thời tiết, gần như không có người đến tảo mộ, chỉ cần thấy được người cơ bản liền có thể kết luận là hi á. Tìm đại khái nửa giờ sau, chúng ta trông thấy một nữ nhân ngồi xổm ở trước mộ giống như tại đào lấy cái gì, nhìn bóng lưng có vẻ như chính là hi á. Hy á, rốt cuộc tìm được ngươi. ba Thanh lẩm bẩm một câu tiếng chung về sau, lại dùng tiếng thái cùng Hy á chào hỏi, sau đó chạy vội tới, nhưng ta một tay lấy nàng cho giữ chặt, bởi vì ta ngắm đến mộ bia phía sau quan tài thế mà chạy đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ có người tới trộm mộ hay sao? Nhưng cái này giữa ban ngày, cái kia không người nào dám tới làm loại chuyện này. Còn có, Hy Á vì cái gì thở ơ, thậm chí còn ngồi xổm ở nơi đó làm gì, Ta cẩn thận quan sát một chút, phát hiện kia mấy túi người chết tiền căn bản liền không đốt, tất cả đều tản mát đang nhìn trên mặt đất, bị gió thổi phải đầy đất đều là. Không thích hợp, sự tình cực kỳ không thích hợp. A Thanh không hiểu nhìn ta, không rõ ta vì cái gì lôi kéo nàng, nhưng ta cũng không có giải thích, mà là cho mập mạp một ánh mắt, ra hiệu hắn đi trước xem xét một chút. Ta cùng mập mạp cộng tác có một đoạn thời gian, hắn nhìn ta biểu lộ dạng này, lập tức liền minh bạch sự tình có chút không đúng cho nên hắn đi rất chậm, nhanh đến Hi Á sau lưng Thời Điểm. Hắn từng bước một lách đi qua, làm mập mạp vây quanh Hi Á trước mặt Thời Điểm. Đột nhiên sắc mặt xoát một chút liền trở nên tái nhợt, còn che miệng một bộ muốn nhả dáng vẻ. Kỳ quái là Hi Á giống như hoàn toàn không có phát sắc mập mạp đến, y nguyên ngồi xổm trên mặt đất. Dựa vào mập mạp chết bầm này, có chuyện gì ngược lại là nói nha, đại nam nhân che lấy cái miệng làm gì? Một lát sau mập mạp mới đột nhiên cùng chỉ giống như con khỉ nhảy lấy tới không biết có phải hay không là bị dọa thảm chạy tới phương thức cực kỳ khoa trương ăn 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 người kia bất nam bất nữ người thái lan ăn người mập mạp ấp úng hô toàn thân đều đang run rẩy giống như trông thấy cực kỳ rung động một mộ ăn người ở đâu ra người người sống vẫn là người chết lúc này ta lại liếc một cái mộ bia đằng sau lộ ra một nửa quan tài giống như minh bạch cái gì, ta đi, Hi Á sẽ không phải là. Lúc này, Hy Á đột nhiên hoa một tiếng hướng chúng ta quay lại, cầm trong tay của hắn lấy một tay nắm, trên bàn tay chỉ còn lại hai đầu ngón tay, còn có một cây tại trong miệng hắn gặp, mặt khác hai ngón tay đã chẳng biết đi đâu, khả năng đã vào trong bụng. Hy Á trước mặt còn đặt vào một bộ nữ thi, thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ, đoán chừng đã bị Hi Á gặm không ít, người đã chết thật lâu, đã sớm không có huyết dịch, Hi Á bên khóe miệng tất cả đều là một chút buồn nôn mủ dịch, chàng diện này đã buồn nôn vừa kinh khủng, đừng nói mập mạp, liền ta cùng A Thanh hai cái này học qua âm thuật người đều cảm giác tê cả ra đầu, lòng bàn chân phát lạnh. Trừ đó ra, Hi Á trên cổ còn mang theo một khối âm bài, kia âm bài dưới ánh mặt trời hiện ra lấy quỷ dị tinh hồng sắc, âm bài phía trên có cái quỷ dị nữ nhân đầu, nữ nhân đầu bên miệng còn có cái đầu nhỏ giống, tựa như là một cái nam nhân. Cái này đồ án đại biểu cái gì? nam nhân kia ảnh chân dung là giúp Hy Á chế tác âm bài A tán sư phó sao. Không đúng, A Thanh không phải nói Hy Á đem âm bài treo về nữ thi trên cổ mới hạ táng sao. Xong, xem ra chúng ta tới chậm một bước, kia âm bài lý mặt quỷ căn bản không chịu bỏ qua, nàng lại ra tới, hiện tại đoán chừng đã khống chế Hy Á, ăn người, chính là nàng yêu thích, nhưng ta không nghĩ tới nàng thế mà muốn ăn rơi thi thể của mình, cái này quỷ thật sự là quá tả môn. Nếu như ta hôm nay không giải quyết được nàng, vậy hôm nay hi Á nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cái này quỷ oán khí cực nặng, liền giữa ban ngày cũng có thể đỉnh lấy mặt trời mọc, không biết có phải hay không là bởi vì âm bài nguyên nhân nàng mới có như thế đại năng nhiệt nhưng ta biết có thể không liều chống chúng ta trước hết nhõng nhẽo. Nữ quỷ mỹ nữ, người có cái gì oan khuất có thể nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi, đến lúc đó xong tâm nguyện của ngươi, ngươi liền có thể đi đầu thai. Ta đối Hy Á nói đến. hi Á y nguyên không để ý tới ta, Tiếp tục tại kia ăn, còn ngẫu nhiên liếm liếm ngón tay, giống như cực kỳ mỹ vị. Tiểu ca, cái này đồ chơi giống như không quá để mắt ngươi nha. Mập mạp ở bên cạnh nói. Cát, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tại Thái Lan có thể túm hai lần, đến nơi này liền dung không được ngươi làm càn. Không cần biết ngươi là cái gì quỷ, ca chiếu giết. Ta một tấm hoàng phù trực tiếp đánh ra, sau đó tay làm trảo hình, đi theo hoàng phù đằng sau, trực tiếp chụp vào hy á cuống họng. Hy Á phun ra một đầu ngón tay, ánh mắt trở nên hung ác lên, lập tức liền từ dưới đất sông lên, cùng một con như chó điên. Hắn né tránh hoàng phù về sau, cũng không sợ ta, liền đứng đôi kia lấy ta cười hắc hắc, cùng cái kẻ ngu đồng dạng, nhưng cười đến lại rất quỷ dị. Ta không biết hắn vì cái gì không tiếp tục tránh, nhưng đã quản không được nhiều như vậy, ta tay đã trực tiếp bóp ở trên cổ họng của hắn, sau đó đem hắn đẩy về sau, thẳng đến theo trên mặt đất. Thiên linh linh, địa linh linh, hoàng phù giúp ta giết âm linh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, phá. Ta một cái tay khác lập tức lật ra một tấm hoàng phù, sau đó thẳng đến hy á chán mà đi. Ngay tại lúc này, đột nhiên từ âm bài bên trong vươn một con màu xanh biếc tay, nó trực tiếp liền tóm lấy ta đặt tại hy á trên cổ tay, sau đó hướng âm bài lý kéo. Lúc này Hi á cười đến càng lớn tiếng, cuống họng liền cùng động cơ đồng dạng, không ngừng phát ra quỷ dị tạp âm. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hy Á căn bản là không có bị quỷ nhập vào người, hắn vẫn luôn là thật tốt, chẳng lẽ ta lại bị đùa nghịch rồi. Chương 227, Oán khí trùng thiên. Ngươi, vì cái gì, ta không hiểu hô lớn, cái này Hy Á căn bản liền không có bị quỷ khống chế, hắn chỉ là hấp dẫn ta tới, sau đó thừa cơ hiến cho trên cổ hắn khối kia âm bài. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên phát hiện khuôn mặt của hắn giống như cùng hôm qua có chút khác biệt, trở nên hơi có chút xấu xí mũi miệng cùng khuôn mặt đều có chút không được tự nhiên, chẳng lẽ hắn? Hi Ái Nguyên cười lớn, biểu lộ liền như là một người điên. Hắn đang không ngừng nói tiếng Thái, kinh A Thanh Phiên dịch chúng ta mới hiểu được. Nguyên lai hắn nói mình không thể không có âm bài, không thể không có. Hắn hiện tại đã bất nam bất nữ, không nghĩ lại biến dạng, càng thêm không nghĩ trở lại cuộc sống trước kia. Lúc đầu hắn cũng không có nghĩ qua muốn hại ta, nhưng ai kêu ta cho gặp phải, âm bài đột nhiên muốn ăn thịt người hắn đành phải làm theo không phải âm bài liền phải đem hắn cho ăn nghe hắn chúng ta ở đây ba người đều cuối cùng đã rõ nguyên lai hy á đem âm bài cùng thi thể mai táng về sau không có âm bài hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục thành lúc đầu xấu dạng hắn sợ hãi khủng hoảng thế là lại đem âm bài cho đào ra tới cái này âm bài tà môn như vậy cũng không biết hắn mang lên sau chuyện gì xảy ra thế mà đem trong quan tài thi thể cho ăn a à, thanh minh bạch sự tình ngọn nguồn về sau phi thường đau lòng, mà lại có chút áy náy, là nàng khuyên ta đến giúp Hi Á, không nghĩ tới ngược lại muốn bị Hi Á bị cắn ngược lại một cái. A Thanh bắt đầu điên cuồng dùng tiếng Thái cùng Hi Á giao lưu, hy vọng hắn có thể quay đầu lại, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng nhìn Hi Á trên mặt vặn vẹo biểu lộ cùng kia điên cuồng cảm xúc, ta biết A Thanh khuyên can cũng không có hiệu quả gì. Hừ, đã dạng này, vậy ta cũng không cần đối với hắn tại khách khí, muốn ăn ta vậy phải xem ngươi nữ quỷ này lớn bao nhiêu bản lĩnh con kia màu xanh biết tay khí lực càng lúc càng lớn âm bài liền cùng một cái vòng xoáy đồng dạng không ngừng đem ta hướng bên trong hút ta gần như có nửa cái cánh tay hõm vào đúng vào lúc này ta đột nhiên nghe thấy oa một tiếng từ âm bài lý mặt vươn một nữ nhân đầu nữ nhân đầu biểu lộ dữ tợn thất khiếu chảy máu một hơi răng nanh thẳng đến cổ của ta dựa vào thật đúng là gấp gáp nhanh như vậy liền nghĩ ăn ta rồi không kéo vào lại ăn thật được không? Ha ha! Làm nữ nhân đầu nhanh đến đạt ta cổ thời điểm, đột nhiên ta chống không cái tay kia trượt ra một chuỗi màu đen Phật Châu. Sau này Phật Châu là ta tại chợ đen mua, tại từ trong miếu cung phụng qua ba tháng, còn bị đắc đạo cao tăng từng khai quang, hiệu quả còn có thể, nhưng hoa ta tám ngàn khối đại dương, vừa ý đau chết ta, cho nên không đến tình huống khẩn cấp ta là sẽ không dùng. Ta lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đem Phật Châu bộ tiến nữ nhân đầu trên cổ, lập tức nàng liền hoảng sợ hét to, cả khuôn mặt đều chen thành một miếng thịt kẹp bánh bao không nhân. Phật Châu đúng vào lúc này phát ra một chùm kim quang, sau đó đem nữ nhân đầu bao chùm, truyền đến một tiếng hét thảm về sau, nữ nhân đầu cùng màu xanh biếc tay liền cùng lúc biến mất. Phật Châu tản mát đầy đất, đồng thời mỗi một viên đều tản ra khó ngửi mùi khét, vừa vặn một trận gió thổi qua đến, trên đất Phật Châu thế mà cùng cho bụi đồng dạng, bị thổi tan. Nguy hiểm thật, nữ quỷ này quả thật rất hung thế mà liền Phật Châu trong nháy mắt đều biến thành bụi bặm. Phật Châu mặc dù không có, nhưng khối kia âm bài cũng xuất hiện mấy đạo nhỏ bé khe hở, đồng thời từ bên trong chảy ra nồng đậm máu tươi tới. Hy Á trông thấy cổ âm bài có chút xấu, thế mà tức hồn hển chỉ vào người của ta dùng tiếng thái nói nhỏ nói gì đó, giống như đang mắng ta, đồng thời ngay tại chỗ cầm lấy một khối tảng đá vụn sông lên muốn cùng ta liều mạng. Gia hỏa này đúng là điên, lòng tham không đáy, coi là âm bài có thể tiếp tục để hắn bảo trì dung nhan, tiếp tục phát tài sao. Âm bài chỉ có điều đang lợi dụng hắn thôi, một ngày nào đó, hắn sẽ bị phản phệ, hiện tại còn không biết quay đầu, u mê không tỉnh ngộ cuối cùng bỏ mệnh. Hy á cầm tảng đá tức hồn hển hướng ta lao đến, muốn cùng ta liều mạng, nhưng ta không chút nào hư hắn, thậm chí đứng tại chỗ không động chút nào. Ngay tại lúc này, A Thanh đột nhiên đứng dậy, nàng hai tay bắt lấy Hi á cầm tảng đá cánh tay, sau đó một cái ném qua vai bắt hắn cho ném xuống đất, tận lực bồi tiếp một cái vang dội cái tát. Nàng dùng tiếng thái mắng hy á một câu, ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng cuối cùng A Thanh hướng nàng phun một bãi nước miếng ta liền minh bạch, A Thanh đoán chừng muốn cùng hắn quyết liệt, vừa rồi một câu kia hẳn là cũng không phải cái gì tốt lời nói. Cũng khó trách A Thanh tức giận như vậy, liền ta đều có chút nổi giận, thật sự là hảo tâm làm lòng lang giả dạ thú, chúng ta muốn giúp hắn, còn kém chút cho hắn bày một đạo, nếu không phải ta còn có chút quyền vờ nhỏ sự tình, đoán chừng hôm nay liền cho ăn âm bài lý mặt con quỷ kia. A Thanh đánh xong hi á về sau, liền lôi kéo chúng ta đi, hi á giống như tại dùng tiếng Thái nói gì đó, nhưng chúng ta nghe không hiểu, A Thanh cũng không để ý đến, trực tiếp cũng không quay đầu liền dắt lấy hai ta ra mộ địa. Chúng ta thực sự cũng không có bất kỳ cái gì lý do tiếp tục lưu lại, chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt, chẳng qua ta vẫn là đối trên cổ hắn âm bài có chút lo lắng cái đồ chơi này mặc dù bị ta Phật Châu gây thương tích nhưng nó tà môn trình độ có thể thấy được chút ít khả năng sẽ còn tiếp tục hại người nhưng ta giống như đã không xen vào ra mộ địa về sau Ba Thanh khóc thành nước mắt người mập mạp không đứng ở bên cạnh an ủi nói là cái bất nam bất nữ người khóc cái gì a à. ta không để ý đến để hai người bọn họ cha mẹ chồng giày vò đi quay đầu nhìn một chút mộ địa trên không phát hiện toàn bộ thiên không đều bao phủ mây đen kia mây đen còn ngưng tụ thành một nữ nhân đồ án Bước đồ án kia chính là vừa rồi muốn ăn nữ nhân của ta đầu. Cái này oán khí, ta thao, quả thực oán khí trùng thiên A. Ta ở trong lòng kinh hô một tiếng, nhưng lập tức kia đóa mây đen liền không gặp, trên bầu trời vẫn là mặt trời trói trang, mây trắng bồng bềnh, nửa đóa mây đen đều không nhìn thấy, tựa như vừa rồi chính là ảo giác, nhưng ta biết, đó cũng không phải ảo giác, thậm chí có chút hối hận vừa rồi cứ như vậy rời khỏi. Nếu như Hy Á trở về Thái Lan còn tốt, không cần ở đây làm yêu, nhưng vạn nhất hắn đi không nổi lưu tại nơi này, kia âm bài khẳng định sẽ chọc cho ra đại sự tới. A Thanh tại mập mạp an ủi dưới, cảm xúc cuối cùng ổn định, thế là chúng ta ba liền đón xe trở lại trong tiệp, không mấy ngày sau, thật đúng là như ta chỗ nghĩ như vậy, khi Á xảy ra chuyện, hắn không thể quay về Thái Lan. Đại khái là ba ngày sau, A Thanh liền tiếp vào Hy Á chết đi tin tức, hắn về Thái Lan cưỡi máy bay ngoài ý muốn rơi vỡ, chẳng qua kỳ quái là, trên máy bay tất cả mọi người không gặp, chỉ tìm được hi á thi thể, những người khác toàn bộ biến mất, liền một điểm vết tích cũng không tìm tới. Cái này nguyên do sự việc tại quá quỷ dị, trả lại tin tức báo chí, tại lúc ấy thậm chí gây nên không nhỏ oanh động. Những người khác không rõ là chuyện gì, nhưng ba người chúng ta biết sau tất cả đều dọa đến trợn mắt liếu lưỡi, cái này âm bài sẽ không phải là đem toàn máy bay người đều ăn đi. Cái này âm bài tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trong tay, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hi Á ở đây cũng liền A Thanh một người bạn, thế là ta vội vàng đi gọi A Thanh đem Hi Á thi thể cho lĩnh trở về, nhưng khi A Thanh lĩnh về Hi Á về sau, lại nói trên cổ của hắn căn bản cũng không có âm bài. Chương 228: Tự gây nhiệt, không thể sống. A Thanh nói, máy bay từ trên trời rơi xuống đến rơi vỡ, Hi Á thi thể cũng sớm đã chia năm xẻ bảy trên thân gần như liền một khối hoàn chỉnh đều không có kia âm bài khẳng định cũng rớt xuống địa phương khác đi rồi chẳng qua hy á hành lý ngược lại là tìm được a thanh lĩnh sau khi trở về chúng ta vội vàng mở ra bên trong cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều có chính là không thấy được âm bài chẳng qua hy á đều là treo ở trong cổ bình thường sẽ không thả đến túi hành lý bên trên a thanh còn tại hy á túi hành lý bên trong tìm được một bản sách nhỏ mang mật mã khóa cái chủng loại kia Chúng ta cũng lười thử lại mật mã, trực tiếp tìm công cụ cho cậy mở. Sách nhỏ bên trên tràn ngập thái văn, chỉ có A Thanh có thể xem hiểu, chẳng qua nhìn hắn cái này đông lệch ra ngã về tây bút tích, ta liền biết chữ của hắn hẳn là viết so mập mạp đều xấu. A Thanh sau khi xem xong, đột nhiên sắc mặt một trận xanh xám, tiếp lấy tức giận đến nghiến răng. "Ta vội vàng hỏi làm sao rồi? Cái này sách nhỏ có phải là ghi chép cái gì bí mật?" A Thanh nhẹ gật đầu nói kia âm bài lý âm hồn khi còn sống là hy á giết ta cùng mập mạp sau khi nghe có chút kinh ngạc nữ nhân kia là hy á giết không phải nói là bị người cái kia về sau chết trong ngõ hẻm sao chẳng lẽ trước đó nói lời đều là lừa gạt a thanh hắn tại sao phải làm như vậy a thanh nói đêm hôm đó hy á đi ngang qua một đầu ngõ nhỏ thời điểm hắn trông thấy mấy nam nhân tại đối một nữ nhân rối loạn sự tình hy á chẳng những không có tiến lên ngăn cản ngược lại một mực trốn ở bên cạnh nhìn chờ đám kia nam nhân xong việc về sau nữ nhân cũng đã hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích hoàn toàn không còn chi giác Hi á không có tiến lên đối với nữ nhân cứu chữa mà là cầm lấy một cục gạch mạnh mẽ đánh tới hướng nữ đầu người liên tiếp nện vài chục cái thẳng đến nữ nhân kia toàn bộ đầu lâu đều đã trở nên máu thịt be bét hắn mới hốt hoảng chạy ra ngõ nhỏ sau đó đem cục gạch ném tới trong sông ngày thứ hai Thi Á liền đi tìm được cái kia A tán sư phó, sau đó nói thích hợp chế tác âm bài âm hồn tìm được, hắn lừa gạt A tán sư phó, không dám đem tình hình thực tế nói ra. Còn có, hắn đi mời hồn thời điểm cũng không dám trực tiếp đi, sợ âm hồn bắt hắn cho nhận ra, thế là hắn mua một bình thi nước phun tại trên thân. Thái Lan thi nước có hiệu quả, là thi dầu chế tác mà thành, phun trên người mình có thể che giấu người sống khí tức, để âm hồn phân biệt không ra đây là người sống vẫn là người chết chủ yếu là để âm hồn không nhận ra hy á đến cái này hắn mới thành công mời hồn nghe a thanh ta lập tức một quyền nện vào trên mặt bàn kém chút không có đem cái bàn đánh ra một cái hố a thanh đây là cái gì chó má bằng hữu cái này còn là người sao giết cái kia vô tội nữ nhân còn hại chết giúp hắn a tán sư phó đây quả thực không bằng heo chó a thanh nói nàng cũng không có nghĩ đến hy á lại biến thành dạng này có lẽ hắn cũng là sinh hoạt bắt buộc hắn tại sách nhỏ bên trên còn nói mình cũng không muốn giết người nhưng nếu như hắn lại tìm không đến âm hồn chế tác thành âm bài kia chết chính là hắn lão bản đã mỗi ngày tại hướng hắn đòi nợ không có tiền còn chính là một trận đánh đập hai ngày đánh một lần trên người hắn tất cả đều là máu ứ động đã không có một chỗ là tốt còn tiếp tục như vậy hắn sớm muộn muốn bị đánh chết tươi Hi Á không muốn chết hắn muốn sống sót vậy người khác liền phải chết kỳ thật hắn về sau rất ái náy đặc biệt là hại chết a tán sư phó về sau hắn mỗi ngày đều sầu não uất ức, ban đêm thường xuyên thấy ác mộng. Ta nhổ vào, còn sầu não uất ức, trễ hơn làm chế ác mộng, nếu như hắn có một chút hối cải chi tâm, cái kia cũng sẽ không một lần nữa đem âm bài cho móc ra, hiện tại ngược lại tốt, hại vừa bay cơ người, kia được bao nhiêu cái tính mạng. Nếu như trên máy bay người thật sự là âm bài ăn, kia vấn đề liền lớn, cái này âm bài bị bất luận kẻ nào nhặt được đều là một trận tai họa thật lớn, oán khí của nó càng lúc càng lớn, Trước đó tại mộ địa thời điểm liền đã hoán khí trùng thiên, hiện tại phải đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Mặc kệ Hy Á có phải là bị sinh hoạt ép, nhưng trời làm nhiệt còn có thể sống, tự gây nhiệt thì không thể sống, Hy Á cũng đã được đến vốn có trừng phạt, chết không toàn thây Về sau có một đoạn thời gian rất dài A Thanh đều tại truy tìm âm bài ở nơi nào, bởi vì nàng so ta hiểu rõ hơn âm bài, loại trình độ này âm bài tà môn trình độ thậm chí đã vượt qua siêu âm bài, tạo âm lực lượng cực kỳ khủng bố chẳng qua đáng tiếc là, nàng vẫn luôn không có tìm được, thẳng đến về sau, khối kia âm bài xuất hiện lần nữa thời điểm, nhấc lên một trận đặc biệt lớn khủng bố tai nạn, nhưng đây đều là nói sau. Thời gian kéo về đến bây giờ, ta cùng A Thanh còn có mập mạp từ mộ chàng sau khi trở về, ba người đều đối hy á chán ghét tới cực điểm, đồng thời quyết định không còn để ý chuyện này, để hắn tự sinh tự diệt được, dù sao loại người này cũng chết không có gì đáng tiếc. Sau khi trở về, không bao lâu ta liền đi lên lớp, Lần này buổi trưa ta vừa tới phòng học, đột nhiên một đám nam đồng học tất cả đều xông tới, nói ta trâu bò, liền chủ nhiệm lớp đều có thể xuống tay, đây quả thực đến vô địch tình trạng, quả nhiên tình thánh chính là tình thánh, cái khác tiểu cô nương đoán chừng đều đã không hứng thú, muốn tìm cái độ khó lớn một chút khiêu chiến một chút, đáng tiếc, không thành công, không phải cái này đoán chừng phải nhất chiến thành danh, lại lần nữa oanh động trường học. Ta lập tức một trận cuồng choáng, ai nhàm chán như vậy tìm cọp cái khiêu chiến độ khó kia vừa xảy tay không trực tiếp bị ăn sạch sao. Cái này mẹ nó đều do trương tiểu mạn kia xấu bụng nữ, quả nhiên từ côn luân sơn trở về xấu bụng trình độ càng thêm lớn, nàng còn học âm thuật trở về, kia còn phải, về sau phải đề phòng nàng điểm. Ta cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, cho bọn hắn một cái liếc mắt, sau đó để bọn hắn cút nhanh lên, bọn gia hỏa này ngược lại tốt, cùng chó dược cao đồng dạng, gắt gao kề cận ta, còn gọi ta nói ra chuyện xưa của mình, Lúc ấy hạ thủ thời điểm là một cái như thế nào mưu trí lịch trình, xúc cảm có được hay không, có cảm giác hay không đặc biệt thoải mái. Dựa vào, hoàn thủ cảm giác, còn thoải mái, lão tử vừa nghĩ tới liền cảm giác muốn nhà. Không có cố sự, liền đơn giản một cái xoái chữ xuyên qua cuộc đời của ta, cút. Chiều ta bọn hắn quát, may mắn lúc này chuông vào học cũng vang, không phải bọn hắn thật đúng là không chịu đi, còn có mặt dày mày dạn cầu ta thu bọn hắn làm đồ đệ lão tử nào có ở không để ý tới bọn hắn, kia 10 vạn chữ kiểm điểm còn không có viết đâu. Đúng vào lúc này, chủ nhiệm lớp đi đến, nàng hướng ta hung hăng chừng mắt liếc, dọa đến ta toàn thân phát run, kìm lòng không được giật cả mình, thật là xui xẻo, xế chiều hôm nay thế mà còn là tiết học của nàng, không biết nàng lại sẽ làm sao tra tấn ta. Chẳng lẽ lại gọi ta ra ngoài đi? Chẳng qua chủ nhiệm lớp chừng ta liếc mắt sau giống như liền không tiếp tục để ý ta, mà là hướng về ngoài cửa vẫy vẫy tay, lúc này đi vào một cái cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi tác nữ hài. Nữ hài mặc một thân quần áo màu tím, màu đen ủng ra, một đầu tóc dài xóa vai, tinh xảo khuôn mặt nhìn qua có chút kiêu căng bướng bỉnh, ngoài miệng vẽ lấy nồng đậm môi đỏ cao, trong mồm còn nhai lấy kẹo cao su, xem chúng ta nhếch miệng nhẹ nhàng cười. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là lớp chúng ta mới tới học sinh chuyển trường, nàng họ có chút đặc biệt, khả năng tất cả mọi người chưa từng nghe qua, nàng họ quỷ, gọi quỷ lê, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Chủ nhiệm lớp sau khi nói xong, các bạn học đều tại thì thầm với nhau, sau đó liền vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm, chỉ có ta một người nhìn xem nữ hài sướng sờ. Quỷ họ cô nương, còn có một cái. chương 229, nam nhân sát thủ. Nhìn trước mắt cái này cùng ta tuổi không sai biệt lắm nữ hài, ta không khỏi giật cả mình, nàng thế mà họ quỷ. Ta vốn cho rằng quỷ nương chết rồi, thế giới này liền không còn có họ quỷ nữ hài, không nghĩ tới thế mà còn có quỷ họ cô nương, chẳng qua ngấm lại cũng đúng, quỷ họ là y thuật thế gia, là một cái gia tộc, không có khả năng chỉ có một cái nữ hài, hoặc là trừ nàng, đằng sau còn có rất nhiều đâu. chẳng qua ta có chút mê mang, nhị thúc gọi ta nếu như gặp phải họ quỷ cô nương nhất định phải cưới, nhưng ta hiện tại cùng lâm tuyết yêu đương, vậy ta nên làm cái gì? chẳng lẽ muốn ta hiện tại vung lâm tuyết? không được, ta cùng với nàng vừa mới bắt đầu. Sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc, mà lại ta cũng tuyệt đối không thể thương tổn nàng. Nhưng nếu như ta không nghe nhị thúc, lại cảm thấy không tốt lắm, cái này nên làm thế nào cho phải? Được rồi, mặc kệ, coi như ta thật muốn cưới người ta, người khác cũng không nhất định có thể coi trọng ta, cái này gọi Quỷ Lê nhìn qua một bộ kiêu căng bướng bỉnh dáng vẻ, đoán chừng liền nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái, nếu thật là dạng này ta còn cầu còn không được đâu. Quỷ Lê tùy tiện giới thiệu một chút về mình, sau đó đem kẹo cao su thổi một cái đại phao phao, tiếp lấy không nhìn tất cả mọi người trực tiếp đi xuống bục giảng, ngồi xuống chủ nhiệm lớp cũng sớm đã chuẩn bị trên chỗ ngồi. Bình thường mới tới học sinh chuyển trường đều là ngồi trước tại hàng cuối cùng, đến đằng sau chủ nhiệm lớp nhìn lại điều, mà ta cũng là ngồi tại hàng cuối cùng, cho nên quỷ lê liền vừa vặn ngồi tại bên cạnh ta. Nàng nhìn thấy ta về sau, thế mà lộ ra một cái chán ghét biểu lộ, liếc mắt sau thầm nói, hư, quả nhiên thiên hạ nam nhân đều đồng dạng, Nhàm chán, đi đến đó cái ban đều có một đám con ruồi chăm chú nhìn. "Ta đi, nói gì vậy?" Nàng ý tứ nói là ta giống con ruồi. Ta nhìn nàng chằm chằm. Đặc mèo có cái mới tới ta nhìn một chút không nhiều bình thường sao? "Hừ, ngươi là phân a, đến chỗ nào đều có con ruồi nhìn chằm chằm ngươi nhìn." Ta cũng không chút khách khí trả lời một câu, quản ngươi họ gì, cũng không thể vừa đến đã bị ngươi khi dễ đến trên đầu đi. Quỷ Lê nghe thấy ta nói như vậy về sau tức giận đến sắc mặt đều biến, mắt chừng phải so bóng đèn đều lớn hơn, một tiết khóa xuống tới đều là như thế để mắt chừng mắt ta, giống như cùng ta có thủ giết cha đồng dạng, để ta cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. May mắn rất nhanh liền nghỉ, ta đây mới thở dài một hơi, cái này muội tử có phải bị bệnh hay không? Ta là quốc bảo A, một tiết khóa liền như thế chừng mắt ta nhìn, không liền nói nàng một câu sao? Ai, vô luận hình dạng và khí chất, cùng quỷ nương đều tranh lệch nhiều lắm, các nàng là không phải một cái gia tộc. Sau khi tan học, ta vội vàng chạy ra phòng học hành lang, lúc này trong hành lang vừa vặn có mấy cái nam đồng học đang thảo luận quỷ lê sự tình, xem ra bọn hắn giống như biết rất nhiều nội tình. Ta vội vàng đưa tới, hỏi bọn hắn biết một chút cái gì, tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút. Từ khi ta có tiếng về sau, toàn bộ đồng học đều không lại xem thường ta là cái nông thôn cô nhi, có chút còn rất bội phục cùng ao ước ta, trước kia cũng không nguyện ý nói chuyện với ta hiện tại cũng là trái một câu tình thánh, phải một câu tình thánh kêu, ta một cùng bọn hắn giao lưu, nhưng làm bọn hắn vui xấu, cho là ta muốn dạy cái gì tuyệt chiêu cho bọn hắn thoát đơn. Tình thánh, cái này quỷ lê thế nhưng là cái nam nhân sát thủ, người có muốn hay không khiêu chiến một chút độ khó. Nói chuyện nam đồng học gọi lưu miệng, người khác đều gọi hắn đại khẩu lưu, tên như ý nghĩa chính là to mồm, lời gì đều nói, thủ không được bí. Có một lần hắn huynh đệ làm lớn một cái lớp bên cạnh muội tử bụng, hắn cho nói ra ngoài, kết quả hai người đều bị nghỉ học, về sau hắn huynh đệ kia dùng dính phân cây trổi đuổi theo hắn đánh một cái buổi trưa. Chuyện này qua đi hắn còn nói muốn ngậm miệng, kết quả nghẹn không được một tuần lễ hắn lại bắt đầu khắp nơi nói, chẳng qua hắn tin tức cũng xác thực nhiều, không biết hắn ở đâu nghe được. Ta vội vàng đối đại khẩu lưu nói, đừng nói nhảm, ta liền đối bạn học mới tới hiếu kỳ một chút, người tranh thủ thời gian cho ta nói một chút vì sao gọi nàng nam nhân sát thủ, nếu không nói nên lên lớp. Chưa ta, cái khác nam đồng học cũng đang thúc giục gấp rút hắn mau nói, đại khẩu lưu biết cửa này tử bán không đi xuống, liền đem quỷ lê sự tình nói ra. Cái này quỷ lê không chỉ dừng họ quái, liền người cũng trách, nàng giống như đặc biệt cử thị nam nhân, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất chuyển trường, nàng trước trước sau sau hết thảy chuyển 13 lần học, mỗi lần chuyển trường nguyên nhân đều là bởi vì đánh đồng học, mà lại là đánh nam đồng học. Có hai lần là nghiêm trọng nhất, một lần là bởi vì có cái nam đồng học nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, ngày thứ hai người nam kia đồng học thế mà mù, nhưng lại cha không ra là nàng làm, chỉ là người nam kia đồng học một mực kêu khóc quỷ lê, là quỷ lê. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng gia trưởng vẫn là nháo đến trường học, quỷ lê cũng không nói gì, sau đó liền tự mình chuyển trường. Lần thứ hai là có cái nam đồng học thế mà không sợ chết theo đuổi nàng, tiểu tử này thật sự là hầm cầu bên trong thắp đèn lồng, muốn chết phân tiểu tử này ngày thứ hai liền thái giám, các người hiểu, đời này đoán chừng cũng không có gì sống đầu, đoán chừng cũng chỉ có thể làm cái gì lão. Vẫn là dạng như vậy, y nguyên tìm không thấy là quỷ lê làm chứng cứ, nhưng tiểu tử kia cũng là như thế hô hào, quỷ lê, là quỷ lê. Gia trưởng lại nháo đến trường học, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, người gia trưởng này rất hung, chết sống không chịu để quỷ lê chuyển trường, quỷ lê vẫn là không nói gì, kinh khủng là, Hai vị gia trưởng ngày thứ hai liền song song tê liệt, vẫn không có chứng cứ có thể chứng minh là quỷ lê làm, cái này để người ta rất không rét mà run. Trừ hai cái này tương đối nghiêm trọng, còn có rất nhiều, tất cả đều có đủ loại khác biệt trình độ tổn thương, chỉ là không có nghiêm trọng như vậy, mà lại tất cả đều là chút nam đồng học, cho nên người khác đều gọi nàng nam nhân sát thủ, không có nam nhân kia dám tới gần cùng đắc tội nàng. Nghe đại khẩu lưu về sau, ta lập tức toàn thân giật cả mình, cái này mẹ nó làm sao không chỉ A nói sớm, lão tử mới vừa rồi còn đắc tội nàng, cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ cũng phải bị thái giám đi, nghĩ tới đây, ta liền cảm giác mặt trở nên lạnh lẽo, cái này quá khủng bố, coi như bị nàng lộng mù cũng không tốt ra, ta cũng không muốn đổi nghề làm người mù sờ xương, ta đi. Muốn hay không đi xin lỗi tốt đâu, chẳng lẽ ta đi vào phòng học liền chúng chiêu đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Đáng chết đại khẩu lưu, thế mà không nói sớm, kém chút muốn hại chết lão tử lớp thứ hai thời điểm nàng đã không chừng nhưng ta vẫn có chút nơm nớp lo sợ đắc tội nam nhân sát thủ ta có phải là tại tự chui đầu vào giỏ quá khủng bố ta phải cẩn thận một chút may mắn mãi cho đến tan học ta đều không có việc gì nhưng nàng ra phòng học thời điểm trải qua bên cạnh ta tay vỗ một cái thật mạnh bờ vai của ta sau đó phí hoài bản thân mình cảnh cáo nói đừng sợ ta tạm thời còn chưa nghĩ ra làm sao làm ngươi nói xong nàng cười lạnh vài tiếng, sau đó nhanh chân đi ra phòng học, nhưng ta có chút đứng ngồi không yên, quả nhiên, mới vừa rồi còn nói đến tội cái này cái gọi là nam nhân sát thủ. Dựa vào, ta làm sao xui xẻo như vậy, đắc tội một cái trương tiểu mạn còn chưa đủ, lại đến một cái nam nhân sát thủ quỷ lê, nhị thúc còn để ta cưới nàng, ta cưới nàng cái trùy, nói không chừng lão tử ngày mai liền thái giám, thật là mẹ nó dọa người A. chương 230, kém một chút. Không biết thi ngôn về có tới không, nàng nhận biết quỷ nương, nói không chừng cũng đối cái này quỷ lê có hiểu biết, ta trước tiên cần phải đi tìm nàng thương lượng đối sách, nhìn có thể giữ được hay không mình cỗ này thân thể hoàn chỉnh. Nhưng ta vừa đi ra cửa phòng học, Lâm Tuyết liền đi tới kéo lại cánh tay của ta, gọi ta theo nàng đi thư viện. Ở trường học, tình lữ hẹn hò chẳng qua mấy nơi, thư viện, bên hồ nhỏ, đình nghỉ mát, thao trường, đương nhiên, kỳ thật tiệm cơm cũng có thể tính một cái, chẳng qua dù sao cũng là trường trung học, tự nhiên không có như vậy trắng trợn. Cái này mấy nơi, ta cảm thấy thư viện là tốt nhất hẹn hò nơi trốn, bởi vì vừa nghỉ thời điểm, kỳ thật người tất cả đều đi tiệm cơm ăn cơm, thư viện căn bản là trống không, lớn như vậy một cái thư viện, còn có rực rỡ muôn màu giá sách, gần như cũng chỉ có hai người các ngươi, có phải là ngẫm lại đã cảm thấy. Hắc hắc, nghĩ tới đây, ta lập tức liền nuốt một ngụm nước bọt, đây thật là cơ hội tốt, rốt cuộc đều có thể cùng lâm tuyết hẹn hò tốt, ta lập tức đáp ứng nói, đoán chừng cũng chỉ có đồ đần sẽ không đáp ứng, ngẫm lại chàng cảnh kia, ta mẹ nó liền cơm đều không cần ăn. Ngay tại lúc này, đột nhiên Trương Tiểu Mạn chạy tới, đem Lâm Tuyết cho lôi ra, ta không cao hứng liếc nàng một cái, nói ngươi lại muốn làm sao. Trước đó lần kia trêu cờ ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Thế mà còn tới quấy rối. Trương Tiểu Mạn làm một cái mặt quỷ, sau đó nói, hừ, hừ, Lâm Tuyết cũng không phải một mình ngươi, ta muốn nàng theo giúp ta đi tiệm cơm ăn cơm không được a à. Còn có buổi sáng chuyện này ngươi không có chứng cứ cũng đừng lại ta nha. Là chính ngươi sinh lòng ý niệm không chính đáng, cho nên mới liền chủ nhiệm lớp lão nhân ra đều không buông tha, ai. Thật sự là tác nghiệt, lâm tuyết ngươi làm sao tìm được cái dạng này bạn trai. Ta, được rồi, không cùng ngươi kéo, lâm tuyết, chúng ta đi thôi. Ai, ngươi đừng nghĩ lấy cùng chúng ta cùng một chỗ ăn, ta nhìn thấy ngươi nhưng ăn không nổi, quẹ. Nói xong Trương Tiểu Mạn làm một cái nôn mửa biểu lộ, mạnh mẽ đem Lâm Tuyết cho kéo đi. Lâm Tuyết mặc dù một bộ cực không tình nguyện cảm giác, nhưng nàng cũng không có cách nào, nàng gọi ta cơm nước xong xuôi lại đi thư viện đợi nàng đi. Khi đó thư viện đều đầy ắp người, còn đi cõng lông, cái này xấu bụng nữ, rõ ràng có chủ tâm quấy rối nàng đại tiểu thư thân phận, khi nào đi qua tiệm cơm ăn cơm, kia cơm nàng ăn được sao? Móa! Được rồi, ta vẫn là trở về trong tiệm đi, còn có thể cọ một chút a thanh làm cơm. Trở lại trong tiệm về sau, a thanh không tại, chỉ có mập mạp tại đối cổng hút thuốc lá, cùng cái đại ngốc tử giống như, cũng thế, trong tiệm ba nữ nhân thế mà mẹ nó đồng thời không có, lập tức liền quạnh quẽ không ít. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là cùng mập mạp một người gọi một cái thức ăn ngoài, sau khi ăn xong mập mạp nói nhàm chán liền ra ngoài lắc, chỉ để lại ta một người tại cái này nhìn bầy, đến đại khái ban đêm lúc 8 giờ. Lâm Tuyết đột nhiên liền đến, nói muốn ta, tới bồi bồi ta. Ta trong tiệm này cũng thực sự nhàm chán, không có gì chơi vui, chỉ có thể hai người nhìn xem tivi. Chúng ta lẫn nhau tựa sát, ngẫu nhiên cho đối phương cho ăn hạ đồ ăn vật, về sau ta liền trực tiếp đem Lâm Tuyết ôm vào trong ngực, nhìn thấy nam nữ nhân vật chính hôn thời điểm, Lâm Tuyết đột nhiên lẳng lặng hai mắt nhắm nghiền. Nhìn xem nàng kia tinh xảo gương mặt, ta cũng không nhịn được, vừa định hôn vào đi, Trương Tiểu Mạn đột nhiên cùng quỷ hồn đồng dạng chui ra, làm ta sợ hết hồn, chờ Lâm Tuyết cũng phát hiện về sau, vội vàng cùng ta tách ra. Ta dựa vào, Trương Tiểu Mạn ngươi có phải là có tật xấu hay không, cùng cái quỷ đồng dạng, ngươi muốn hù chết chúng ta a? À? Ta vội vàng oán giận nói, liền kém như vậy một chút điểm, liền như vậy một chút điểm, cái này xấu bụng nữ lại mẹ nó tới chuyện xấu cũng không biết nàng có phải là có chủ tâm, nếu như không có nàng tại, Trừ thân thiết, nói không chừng còn có thể làm điểm tiến thêm một bước sự tình, thật ấm ức a. À. Tiểu Mạn, ngươi, làm sao cũng tới, Lâm Tuyết cổ cùng lỗ tai đều có chút đỏ lên, khả năng bởi vì chuyện vừa rồi bị Trương Tiểu Mạn phát hiện, có chút xấu hổ. Ta vừa rồi đi ngang qua, liền nghĩ tiến đến nhìn xem thần côn này chết không, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn xem, không nói lời nào, hi hi. Trương Tiểu Mạn nghịch ngợm nói. Không phải Trương Tiểu Mạn ngươi có phải hay không cố ý? Lúc này lão tử thật muốn một thương băng nàng. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong tiệm ánh đèn phốc một tiếng diệt, cái này đột nhiên lúc nào tới tắt đèn để hai nữ đồng thời ôm chặt ta, sau đó sợ hãi nhìn qua chung quanh. Ta nói chẳng phải diệt cái đèn sao, cần thiết hay không, hẳn là đèn xấu, hoặc là chốt mở xảy ra vấn đề. Ngay tại lúc này, hai nữ đồng loạt chỉ hướng phía sau của ta, mà ta cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì phía sau có một cỗ âm phong thổi đi qua ta chậm rãi xoay người qua sau đó ngẩng đầu về sau xem xét phát hiện là đêm đó lão thái bà quỷ thần côn cái này đây có phải hay không là quỷ trương tiểu mạn chỉ chỉ lão thái bà kia sau đó đem ta ôm càng chặt may mắn nàng vóc người đẹp xiết phải lại gấp cũng không đau cùng kẹo đường đồng dạng ta nói quỷ sợ cái gì người lần trước không liền cương thi đều gặp sao lại nói người tại côn luân ngũ quỷ kia không học âm thuật trở về rồi sao? Không rất trâu bò sao, còn sợ quỷ. Thôi đi, ta học chút nhỏ âm thuật mà thôi, ta lại không có học bắt quỷ, ai nha, người cái tử thần côn, lại dám chào phúng ta. Trương Tiểu Mạn trực tiếp cho ta một cái bạo lật. Âm thuật, đó là cái gì? Lâm Tuyết nghe chúng ta nói âm thuật, có chút không hiểu. Ta còn chưa kịp trả lời, con kia lão thái bà quỷ liền bắt đầu nói chuyện, tiểu tử, thực sự ngượng ngùng đêm đó nàng tới quấy rối cho nên nhi tử ta danh tự còn không có nói với ngươi đâu. Nàng, nàng là ai, mặt khác con quỷ kia sao, nàng cùng lão thái bà lại là quan hệ như thế nào. Nàng âm khí rất nặng, đoán chừng không phải bình thường tử vong, so lão thái bà này quỷ mãnh nhiều. Ha ha, đêm nay ta thừa dịp nàng không tại, vội vàng đến tìm ngươi, nhi tử ta gọi Hoàng Nghĩa Thành, ta là ba tháng trước chết, ta chỉ có thể cung cấp những tin tức này, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới nhi tử ta, cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, lão thái bà quỷ ném cho ta một tấm người chết tiền, nói nếu như tìm tới con trai của nàng, liền đốt trương này người chết tiền, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Người tốt cả đời bình an, lão thái bà quỷ sau khi nói xong, liền biến thành một trận âm phong biến mất. Tốt hiền hòa lão nãi nãi, nàng thật sự là quỷ sao. Lâm tuyết lắc đầu ở bên cạnh thở dài nói. Không chỉ dừng lão nãi nãi là quỷ, nơi này còn có một con ẩm ướt sắc quỷ đâu, tranh thủ thời gian buông tay. Ta vội vàng đối trương tiểu mạn mắng. Mặc dù ta cũng có chút không nỡ, nhưng ba người ôm ở cùng một chỗ còn thể thống gì, muốn cho người khác trông thấy cũng không tốt. Thôi đi, người mới là quỷ đâu, trương tiểu mạn trợn trắng mắt nói. Lão thái bà quỷ sau khi đi, đèn liền tự mình sáng lên, đều không có qua một phút đồng hồ, đột nhiên đèn lại diệt. Ta sát, chẳng lẽ kia quỷ lại quay trở lại đến rồi? để lọt cái gì không nói sao. Lúc này, đột nhiên không có mở quạt điện hô hô phá lên, trong tiệm cũng gần như cùng đánh bão đồng dạng, cái này gió lại lạnh lại thấu xương, thổi đến sau lưng ta phát lạnh. chương 231, Ba Hồn Ta vội vàng quay đầu nhìn về phía ghế salon một bên khác, phát hiện có một cái bóng đen ghé vào ghế sofa bên cạnh, cách trương tiểu mạn không đủ 2cm xa. Trương tiểu mạn dọa đến cùng lò xo so đồng dạng, lập tức liền nhảy đến hai chân của ta bên trên, sau đó ôm thật chặt ta thét to, "Quỷ! Quỷ a!" May mắn Lâm Tuyết ngay tại bên cạnh, bằng không, thật đúng là khó giải thích, nhức đầu nhất chính là, nàng ngồi tại không nên nhất ngồi địa phương, ta vội vàng một tay lấy nàng cho đẩy ra, miễn cho chờ xuống tình cảnh xấu hổ, bởi vì thân thể một ít bộ vị, không phải ngươi mình có thể khống chế. Nhìn thấy, "Quỷ gao gì, người thanh âm này, đoán chừng quỷ đều sợ ngươi." Ta đẩy ra Trương Tiểu Mạn rồi nói ra. Trương Tiểu Mạn nhếch miệng Hừ một tiếng, giống như có chút tức giận, nhưng cái này ghế sofa bên cạnh ngồi sổ một con quỷ, nàng cũng không tiện phát tác. Lâm Tuyết kéo cánh tay của ta sợ hãi mà hỏi, Lâm Nguyên, người trong tiệm này đến cùng là thế nào rồi? Vì cái gì một đêm đến hai con quỷ, có phải là phong thủy không tốt? Ta nói chính ta liền sẽ nhìn phong thủy, ta cái này cửa hàng vô luận vị trí địa lý vẫn là phong thủy cũng còn có thể, không tính là tốt nhất, dù sao giá tiền bầy ở cái này tốt cửa hàng giá cả nhất định có thể thượng thiên, thuộc về trung thượng cấp bậc, tuyệt đối không đến mức chiêu quỷ. Kia quỷ cũng không nói chuyện, một mực ngồi xổm ở nơi đó, cùng đầu gỗ đồng dạng, nhưng nàng trên người âm khí lại làm cho ba người chúng ta không rét mà run. Yêu nghiệt phương nào, vì sao năm lần bảy lượt đến ta trong tiệm? Ta bắt đầu đối con quỷ kia chất vấn. Con quỷ kia rốt cuộc nói chuyện, chẳng qua thanh âm của nàng cũng rất già nua, thậm chí cùng vừa rồi lão thái bà kia quỷ có điểm giống, nhưng trong giọng nói của nàng tràn ngập oán hận cùng lệ khí ta nghĩ đến tìm ta nhi tử con quỷ kia sâu kín nói nói còn có con dâu ta con của ngươi kêu cái gì nha ta có chút không hiểu làm sao hai con quỷ đều là đến tìm nhi tử nhi tử ta gọi hoàng nghĩa thành con dâu ta gọi lý thúy liên con quỷ kia lại yếu ớt nói một câu ta dựa vào hoàng nghĩa thành đây không phải là vừa rồi lão thái bà kia quỷ nhi tử sao Tại sao lại thành cái này quỷ nhi tử rồi? Hẳn là Hoàng Nghĩa Thành có hai cái mẹ, còn đồng thời chết rồi. Phi, không có khả năng, ta như vậy chú người ta có phải là có chút thất đức. Không được, ta phải xem nhìn cái này quỷ như thế nào, trước đó lão thái bà quỷ còn tự động lộ mặt, nhưng cái này quỷ lại một mực núp ở ghế salon cạnh góc bên cạnh, mà lại rụt lại cái đầu, ta rất khó thấy rõ ràng tướng mạo của nàng. Hạ quyết tâm về sau, ta lập tức lấy ra điện thoại di động sau đó cấp tốc mở ra đèn pin công năng coi ta chiếu hướng con quỷ kia thời điểm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái này quỷ thế mà cùng vừa rồi lão thái bà kia quỷ giống nhau như đúc là cùng một con quỷ sao tựa như là lại hình như không phải cái này quỷ rõ ràng muốn so vừa rồi con kia âm khí mạnh rất nhiều mà làm đèn pin quang đánh vào trên mặt nàng thời điểm trắng bệch như tờ giấy mặt biến thành u lục sắc nói rõ oán khí của nàng rất lớn ai thần côn là ta hoa mắt sao cái này không phải là vừa rồi kia lão nãi nãi sao? Trương Tiểu Mạn cũng có chút ngây ngốc, sợ hãi biến thành không hiểu. Ta lắc đầu, cũng biểu thị không biết, hai con giống nhau như đúc quỷ, nhưng trong đó một con muốn càng thêm mãnh. Tiểu tử, người tìm tới nhà của ta về sau, liền đi ta linh bài đằng sau đem ẩn tàng hoàng phù cho hái được, bằng không, ta sẽ một mực đi theo ngươi, thẳng đến ngươi tìm được nhà của ta mới thôi. Con quỷ kia hung hãn nói, ra mặt bên trên gân xanh liền cùng rễ cây đồng dạng một đầu một đầu nổi hẳn lên ta dựa vào người đi theo ta làm gì người muốn tìm nhà mình tìm đi ta mẹ nó vẫn là thám tử Tư A à. nàng thái độ như vậy ta có chút không tình nguyện quan tâm nàng cái gì quỷ cái kia chết nữ nhân tại linh vị của ta đằng sau thả phù chú ta căn bản tìm không thấy đường về nhà còn có ta cái kia đứa con bất hiếu ta nhất định phải giết bọn hắn con quỷ kia càng nói càng phẫn nộ nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức một cỗ âm khí từ trên người nàng bắn ra, đem tất cả cái bàn đều lật tung rơi, cửa sổ thổi đến rung động đùng đùng, tấm kia ghế sofa may mắn có ba người chúng ta liều mạng án lấy, bằng không thì cũng cho thổi lật. Ngừng, ngừng, tốt, ta giúp người tìm, người mau mau cút đi. Ta vội vàng thỏa hiệp nói, còn tiếp tục như vậy, ta đặc nương cái tiệm này đều không cần muốn. Ta vừa dứt lời, đột nhiên phù một tiếng, con quỷ kia liền không gặp, ánh đèn lại một lần nữa sáng lên, âm phong cũng đã dừng lại, nhưng trong phòng đồ vật cũng đã bị thổi đến lung tung ngổn ngang. Hai con giống nhau như đúc quỷ, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm tuyết quang gia vừa rồi thổi tới trên đầu nàng báo chí, không hiểu hỏi. Hỏi ngươi cái này thần côn bạn trai thôi, hắn không rất lợi hại sao? Trương tiểu mạn một chảo đến cơ hội, liền vội vàng bắt đầu khó xử ta, nhưng cũng thật không trùng hợp, ngay tại vừa rồi, ta liền đã nghĩ thông suốt vấn đề này. Hai con quỷ giống nhau như đúc, nhi tử cũng là cùng một người, cho nên không cần hỏi, hẳn là cùng một con quỷ không thể nghi ngờ, vậy tại sao lại biến thành hai con đây? Người có tam hồn thất phách, trong đó ba hồn phân biệt xưng là thai ánh sáng, thoải mái linh, u tinh, bảy phách xưng là thi cầu, phục thị, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế, chỉ vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, Sinh tồn ở vật chất bên trong, cho nên người thân qua đời, bảy phách cũng biến mất, mà ba hồn ly thể, trở thành mọi người trong miệng quỷ hồn. Ba hồn trở thành quỷ hồn về sau, cũng có một loại tình huống đặc biệt, đó chính là yêu hận cùng tồn tại, ba hồn không cân đối. Lấy một thí dụ, ví dụ như một cái nam nhân giết một nữ nhân, nhưng nữ nhân kia khi còn sống rất yêu nam nhân kia, cho dù là chết tại nam nhân trên tay, y nguyên có một tia hồn yêu tha thiết hắn, nhưng bởi vì là chết tại trên tay của hắn, một cái khác tia hồn liền sẽ hận hắn, oán khí cực lớn, hai hồn không cân đối, tự nhiên sẽ sụp đổ, thứ ba hồn cũng sẽ rời đi. Cái này ví dụ khả năng dùng tại tình yêu nam nữ bên trên cũng không phải là như vậy phù hợp, nhưng có một loại tình huống phi thường thích hợp, đó chính là mẹ con. Hài tử là mẫu thân trong tim thịt, ta tin tưởng chính là hài tử tự tay hại chết mẫu thân, nàng cũng y nguyên sẽ có một tia hồn yêu nhi tử, mà đổi thành một tia hồn nuốt không nổi một hơi này, liền sẽ sinh ra oán niệm, bắt đầu hận hắn. Lão thái bà này quỷ vô cùng có khả năng chính là loại tình huống này, nàng quỷ hồn đã sụp đổ, trở thành ba cái độc lập quỷ hồn, cho nên mới có vừa rồi loại tình huống kia, chỉ có điều nàng có phải là nhi tử Hoàng Nghĩa Thành giết, còn có chờ khảo chứng, chỉ cần tìm được hắn, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết nghe xong ta về sau, có chút cái hiểu cái không cảm giác, hai người gãi cái đầu nhỏ, người có chút mộc chẳng qua cái này không có quan hệ, Trương Tiểu Mạn nói nàng có thể tại trong vòng nửa canh giờ tìm tới cái này 3 tháng trước chết mẫu thân Hoàng Nghĩa Thành. Trương Tiểu Mạn sau khi nói xong, gọi một cú điện thoại cho Trương Hổ Thư Ký, nàng tùy tiện bàn giao vài câu, qua nửa giờ liền đến điện thoại, nói Hoàng Nghĩa Thành tìm tới A, à, liền tại ta chỗ này đi qua mấy con phố một cái cư xá. Dựa vào, có tiền chính là dễ làm sự tình, muốn để chính ta tìm, còn không biết phải tìm tới năm nào tháng nào. Thư Ký cho vị trí cụ thể về sau. Ta liền cùng Trương Tiểu Mạn, Lâm Tuyết các nàng cùng đi, việc này không nên chậm trễ, đêm nay liền đem cái này sự tình làm, miễn cho hai con quỷ một mực hướng ta trong tiệm chạy, bị đồng hành trông thấy, mất mặt. Chương 232, Quỷ dị Hải Nhi. Ta cùng Trương Tiểu Mạn, Lâm Tuyết các nàng dựa theo địa chỉ cùng đi đến một nhà cư xá bên trong, sau đó tìm được bảng số phòng gõ cửa một cái. Mở cửa là một người trung niên nam nhân, mang theo kính mắt, 1 mét 7 trái phải, mặc mộc mạc hắn đẩy kính mắt nhìn ba người chúng ta liếc mắt, sau đó hỏi chúng ta có chuyện gì. Ngươi là Hoàng Nghĩa Thành sao? Lâm Tuyết nhỏ giọng hỏi, nhìn thấy người xa lạ có chút sợ hãi cảm giác. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói hắn chính là Hoàng Nghĩa Thành, không biết chúng ta đêm hôm khuya khoát tìm hắn có chuyện gì. Ta không nghĩ rõ ràng, mở miệng có chút gấp, trực tiếp liền nói, mẫu thân ngươi tìm ngươi. Sau đó ta mới phản ứng được, Hoàng Nghĩa Thành mẫu thân đã chết rồi, người bình thường nghe thấy ta nói như vậy không được bão nổi quả nhiên hoàng nghĩa thành chừng ta liếc mắt mắng tiểu tử ngươi đêm hôm khuya khoát chính là không phải muốn tìm sự tình mẫu thân của ta đã qua đời ba tháng ta lúc đầu nghĩ giải thích nhưng tưởng tượng giống như giải thích cũng không có tác dụng gì người bình thường là sẽ không tin tưởng có quỷ chuyện này muốn hắn tin tưởng liền nhất định phải để hắn tận mắt nhìn đến ta đối hoàng nghĩa thành nói mẫu thân hắn linh bài đằng sau có dấu một tấm hoàng phù chỉ cần hắn đem hoàng phù hái được, tất cả sự tình đêm nay đều sẽ minh bạch. Hoàng Nghĩa Thành nửa tin nửa ngờ nhìn ta, sau đó quay người trở lại trong phòng, qua đại khái mấy phút đồng hồ sau hắn mới lại xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, lúc này trong tay hắn đã nhiều một tấm tràn đầy phù chú hoàng phù. Các ngươi, vì sao lại biết mẫu thân của ta linh bài phía dưới có một tờ linh phù, cái này sự tình liền ta cũng không biết, kỳ quái, tờ linh phù này đến cùng là lúc nào để lên. Hoàng Nghĩa Thành cao mày, tràn đầy sự khó hiểu. Ta nói mình cùng ngươi chưa từng quen biết, cái này sự tình ta tự nhiên sẽ không biết, đều là mẫu thân ngươi nói cho ta. Hoàng Nghĩa Thành có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu, nói chính hắn là phần tử trí thức, tin tưởng khoa học, mẫu thân hắn đã chết rồi, không có khả năng lại nói tiếp, hắn không tin trên thế giới này có quỷ. Ta cười cười, nói ngươi không cần tin tưởng, chờ xuống chính ngươi dùng mắt thấy là được, sau đó đem Hoàng Nghĩa Thành lôi đến phòng ở phía ngoài một cái góc trốn tránh, mà Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn thì trốn ở ta đằng sau, nắm thật chặt góc áo của ta. Linh bài phía sau Hoàng Phù đã giải trừ, Hoàng Nghĩa thành mẫu thân quỷ hồn rất nhanh liền có thể tìm được đường trở về, mà đổi thành một con hiền hòa quỷ hồn giao cho ta người chết tiền vừa mới cũng đã đốt, hai con quỷ hồn có lẽ sẽ đồng thời trở về, đến lúc đó hết thảy đều có thể tra ra manh mối. Chúng ta nấp tại bên cạnh đại khái sau một tiếng, Hoàng Nghĩa Thành đã không có kiên nhẫn, nói không nghĩ lại cùng chúng ta điên, cái này đều tránh một cái giờ, vẫn là cái gì cũng không có trông thấy, lại là hoàng phù lại là người chết tiền, cũng không biết chúng ta muốn làm gì, trên thế giới này căn bản không hề quỷ, hắn đợi thêm một vạn năm cũng giống vậy. Một, một vạn năm quá lâu, người không cần chờ, hiện tại. Liền có thể nhìn thấy, Lâm Tuyết đột nhiên chỉ chỉ cửa bên kia. Chúng ta vừa rồi tại cùng Hoàng Nghĩa Thành cãi lột, căn bản không hề chú ý tới cửa bên kia, nghe được Lâm Tuyết nói như vậy, chúng ta tất cả đều cửa trước bên kia phương hướng nhìn lại. Cửa phía trước đứng một người mặc áo đen phục lão thái bà, trên đầu của nàng mang theo một cái khăn lụa màu đen, còn mặc một đôi màu đen tiểu hài, một thân đen phối hợp nàng tấm kia trắng bệch như tờ giấy gương mặt, nhìn cực kỳ quỷ dị. Càng quỷ dị chính là, lão thái bà trong ngực còn giống như ôm lấy một đứa bé, kia hài nhi thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng bén nhọn tiếng khóc, nghe có điểm giống mèo kêu, rất là làm người ta sợ hãi. Hoàng Nghĩa Thành thấy cảnh này về sau, lập tức dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, trên trán che kín mồ hôi dị. hắn nuốt một ngụm nước bọt, đối với chúng ta nói, kia, kia thật là mẫu thân của ta, nàng quần áo trên người chính là hạ táng thời điểm xuyên, quỷ. Thật sự có quỷ, ta nói ngươi không cần sợ, liền xem như quỷ, đó cũng là mẫu thân ngươi, có câu nói rất hay, hổ dữ không ăn thịt con. Hoàng Nghĩa Thành nghe ta nói như vậy, mới hơi chấn định một chút, sau đó hắn lại hỏi, mẫu thân hắn vì cái gì không đi đầu thai, đều chết ba tháng, chẳng lẽ có cái gì oan khuất. Hoàng Nghĩa Thành vừa rồi còn luôn miệng không tin quỷ hồn, bây giờ lập tức liền đánh mặt mình, mà lại tiểu tử này tiếp thu đồ vật cũng thật nhanh, vừa rồi còn chưa tin có quỷ, hiện tại liền nói đến đầu thai nơi đó đi, thật là đùa. Ta nói cái này không nói nhảm sao, người bình thường lại biến thành quỷ trở về dọa người trong nhà nha. Lão thái thái chết khẳng định có cái gì mở ám, cho nên nàng mới biến thành quỷ hồn về nhà đến. Hoàng Nghĩa Thành nhíu mày, nói mẫu thân hắn tựa như là chết bệnh, hẳn không có cái gì oan khuất. Hoàng Nghĩa Thành nói phụ thân hắn qua đời sớm, toàn bộ nhờ mẫu thân của nàng một châm một tuyến đưa nàng nuôi sống, cung cấp hắn đi học đọc sách, chờ hắn đại học tốt nghiệp sau khi ra ngoài, mẫu thân cũng mệt mỏi ra một thân bệnh, cuối cùng cái này thân bệnh còn muốn mẫu thân của nàng mệnh. Ai, vốn cho rằng nở mày nở mặt, nhi tử rốt cục có tiền đồ, muốn hưởng phúc, nhưng không nghĩ tới vất vả cả một đời, phúc chưa kịp hưởng, liền chết bệnh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi, nghĩ tới cái này sự tình, Hoàng Nghĩa Thành liền tim đau, vừa rồi hắn trông thấy mẫu thân quỷ hồn còn rất sợ hãi, nhưng hắn bây giờ nói nói lấy đột nhiên liền nghĩ vào tới mẫu thân trước mặt quỷ xuống kêu một tiếng mẹ. Ta vội vàng kéo lại hắn, khuyên hắn tạm thời không muốn xúc động như vậy, mẫu thân của nàng trong ngực ôm cái kia hài nhi giống như có chút cổ quái, một cái lão nhân ra chết vì sao lại ôm lấy một đứa bé. Cái này hài nhi ở đâu ra, vì cái gì tiếng kêu sẽ cổ quái như vậy. Hoàng Nghĩa Thành mẫu thân một bên ôm lấy hài nhi, một bên lẩm bẩm trong miệng, tốt a, à, bảo bối, tốt. Hài nhi giống như cũng có thể nghe được tiếng người đồng dạng, mèo ô mèo ô khóc hai tiếng, cái này khiến ta càng thêm cảm thấy trong ngực nàng cái kia hài nhi có chút kỳ quái, bởi vì nghe rất giống mèo kêu. Hoàng Nghĩa Thành mẫu thân sau khi nói xong, liền bắt đầu đi gõ cửa, phanh 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 ba tiếng, giống như toàn đập vào Hoàng Nghĩa Thành trong lòng bên trên. Hỏng bét, vợ ta còn trong phòng đi ngủ, muốn để nàng hiện tại ra tới nhìn thấy mẹ ta, nhất định phải bị dọa chết tươi." Hoàng Nghĩa Thành nóng nảy nói. "Đã là như vậy, vậy chúng ta bây giờ cũng không thể tránh, không phải sợ Hoàng Nghĩa Thành nàng dâu mở cửa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh." Nhưng lại tại chúng ta muốn đi ra ngoài thời điểm, Đột nhiên hoàng nghĩa thành mẫu thân trong ngực hài nhi phát ra meo lên một tiếng, sau đó từ trong ngực nàng nhảy xuống tới. Cái này, đây là cái gì quỷ đông tây? Hoàng nghĩa thành nhìn thấy kia hài nhi về sau, dọa đến thiếu chút nữa ngất đi, môi đều trở nên cực kỳ tái nhợt, sắc mặt có chút phát xanh. Trừ hoàng nghĩa thành, ta phía sau hai nữ cũng dọa cho phát sợ, bởi vì cái này hài nhi dáng dấp thực sự là thật đáng sợ. Cái này cái gọi là hài nhi kỳ thật cũng không phải là bình thường hài nhi đầu mèo người thân, trên cổ tất cả đều là lại dài lại mật lông đen, tứ chi trụi lùi, mọc ra da, da dày, đầy miệng dài răng nanh, tay chân trên mặt đất bò, nhìn rất quỷ dị, nó hướng chúng ta gọi một tiếng mèo ô, giống như mèo kêu, lại giống hải nhi khóc lóc âm thanh. Cái này, tựa như là miêu anh. chương 233, miêu anh. Mèo chết thảm về sau, oán khí của nó liền có khả năng biến thành nửa anh nửa mèo hải nhi, đây cũng là vì cái gì trong cuộc sống hiện thực mèo tiếng kêu cùng hài nhi tiếng khóc như vậy giống nhau, mà cái này giống như chính là trong truyền thuyết miêu anh. Ta vội vàng hỏi Hoàng Nghĩa Thành, mẫu thân hắn có hay không nuôi qua mèo? Về sau thế nào rồi? Có phải là chết thảm rồi? Hoàng Nghĩa Thành nhẹ gật đầu, nói mẫu thân hắn hoàn toàn chính xác nuôi một con mèo đen, mà lại có hơn 3 năm. Mẫu thân cùng mèo tình cảm rất sâu, gần như mỗi ngày đều như hình với bóng, nhưng ở mẫu thân qua đời hai ngày trước, mèo liền mất tích, Hoàng Nghĩa Thành làm sao tìm được đều tìm không được, về sau mẫu thân cũng bởi vì bệnh tình này tăng thêm không ít. Mèo đen, ta nhìn miêu Anh trên cổ kia một vòng nhọn lông đen, vội vàng hỏi Hoàng Nghĩa Thành có phải là con này hay không mèo đen. Hoàng Nghĩa Thành lúc đầu có chút sợ kia miêu Anh, liền cũng không dám nhìn, nhưng ở sự kiên trì của ta dưới, hắn lại không thể không nhìn. Hoàng Nghĩa Thành nhìn chằm chằm miêu Anh nhìn một hồi, mới đột nhiên nhẹ gật đầu nói, đúng, cái này mèo đen chính là mẫu thân hắn nuôi mèo, may mắn miêu anh đầu là đầu mèo, không phải hắn thật đúng là nhận không ra, lấy trước như vậy đáng yêu một con mèo, làm sao liền biến thành khủng bố như vậy quỷ dạng, nhìn xem liền để người trong lòng run sợ, phía sau phát lạnh. Oán khí, là oán khí, con mèo này không phải mất tích, là bị người giết. Ta nói, bị người giết rồi, bị ai giết rồi, Hoàng Nghĩa Thành nhíu mày, có chút không hiểu, về sau hắn còn nói có phải hay không là mèo con buôn hoặc là cái gì khác người dở trò xấu. Ta lắc đầu, nói đã miêu anh về nhà ngươi, kia giết nó người liền trong phòng. Không có khả năng, trong này chỉ có vợ ta cùng nhi tử, bọn hắn là không thể nào giết mẫu thân của ta mèo, không có khả năng. Hoàng Nghĩa Thành giống như không quá tin tưởng lời của ta, nghe thấy ta nói như vậy cảm xúc có chút kích động, cái này cũng bình thường, dù sao người xa lạ nói xấu vợ con của mình, cho dù ai đều sẽ khống chế không nổi cảm xúc. Nói nhảm không cần nhiều lời, chỉ cần đi theo lão thái thái này đi vào trong phòng nhìn xem liền biết chuyện ra sao. Nhưng lúc này Hoàng Nghĩa Thành mẫu thân đối chúng ta cười hắc hắc, giống như sớm đã phát hiện chúng ta, nàng sau khi cười xong, miêu Anh liền ngăn tại chúng ta phía trước, đối chúng ta nhe răng trợn mắt, giống như chỉ cần chúng ta tiến về phía trước một bước, nó liền sẽ nhào tới xé nát đầu của chúng ta, cho nên chúng ta bốn người đều tạm thời không dám động. Lúc này mọi người chúng ta đều nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng bước chân, xong, Hoàng Nghĩa Thành nàng dâu thật đi qua mở cửa. Bình thường phòng viện, trước cửa cùng phòng bên trong đều có dán môn thần cùng câu đối, thậm chí có người phòng bên trong càng là thờ phụng Bồ Tát, thần tiên cái gì. Nếu như quỷ không xin phép mà vào, kia gặp được những vật này, hồn thể sẽ bị bắn ra đi, sau đó nhận cực lớn tổn thương, cho dù là nhà mình quỷ cũng không được. Nhưng là quỷ gõ cửa, chủ nhà mở cửa, kia nàng liền có thể tùy ý tiến vào, cho nên nếu như mọi người nửa đêm nghe được cổ quái tiếng đập cửa, tuyệt đối đừng mở cửa, một là đề phòng người xấu, hai là cẩn thận quỷ quái thừa lúc vắng mà vào. Cái gì, nhìn mắt mèo, thấy rõ ràng bên ngoài là ai lại mở cửa, ha ha, hoàng nghĩa thành nàng dâu chính là lấy cái này nói. Chúng ta nghe đến chân bước âm thanh càng ngày càng gần, không sai biệt lắm đến cửa bên này thời điểm, người liền ngừng lại, giống như tại xuyên thấu qua mắt mèo nhìn bên ngoài là ai, nhưng lúc này chúng ta đột nhiên nghe thấy Hoàng Nghĩa Thành nàng dâu nói một câu, Lão công, người thế nào ra ngoài không mang chìa khóa, ta đang ngủ đều bị đánh thức trở về mở cửa, phiền chết. Hoàng Nghĩa Thành nghe thấy lời này về sau, dọa đến sắc mặt đều phát xanh, hắn giống như minh bạch cái gì, vội vàng đối cửa bên kia hô lớn, Thúy Liên, không muốn mở cửa, đây không phải là ta, có nghe thấy không, mở ra cái khác cửa. Nhưng Thúy Liên giống như cái gì đều không nghe thấy đồng dạng, chỉ nghe thấy kẹt kẹt một tiếng, cửa liền bị mở ra, sau đó một trận âm phong thổi qua, lão thái thái không gặp, Thúy Liên vuốt vuốt mông lung mắt, có chút ngây ngốc, nàng kỳ quái hỏi, ai? Chờ một chút, chồng ta đâu? Ai? Chồng ta đâu? Hoàng Nghĩa Thành còn muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên phịch một tiếng, cửa bị đóng lại, Thúy Liên phát ra rít lên một tiếng, phòng bên trong tất cả đèn đều diệt, từ đó trong phòng rốt cuộc không có động tính, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Không được, mẹ, nàng là người con dâu, người không thể thương tổn nàng, mẹ. Hoàng Nghĩa Thành lập tức liền gấp, quên miêu anh còn tại phía trước cản trở, người khác lập tức liền liền xông ra ngoài. Uy, cẩn thận, người không muốn sống nữa. May mắn ta phản ứng lại, vội vàng lập tức đem Hoàng Nghĩa Thành bổ nhào. Hai người chúng ta vừa đổ xuống, đột nhiên miêu anh liền biến thành một đảo hắc ảnh nhào tới. Ta chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trên đầu thổi qua, miêu anh liền phóng tới phía sau hai nữ hài. Mau tránh ra, ta đã không kịp lại đi cứu hai người bọn họ, cho nên chỉ có thể đối với các nàng giống to câu để các nàng kịp thời né tránh. Nhưng Miêu Anh tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ hai cái nữ hài từ căn bản liền không khả năng trốn được. Lúc này Trương Tiểu Mạn phía trước, Lâm Tuyết ở phía sau, cho nên đứng mũi chịu sào chính là Trương Tiểu Mạn. Chờ Miêu Anh nhảy đến Trương Tiểu Mạn trước mặt thời điểm, nó đột nhiên há to miệng, nó kia miệng to đến làm người ta giật mình, trực tiếp sau Trương Tiểu Mạn đầu còn muốn lớn nhưng nó giống như không muốn đem trương tiểu mạn đầu cho toàn bộ nuốt vào mà là trực tiếp cắn về phía trương tiểu mạn mặt hỏng bét cái đồ chơi này muốn ăn trương tiểu mạn mặt cái này cái gì tà môn quỷ đông tây ta mặc dù ở trong lòng mắng nhưng lại đã tới không kịp cứu trương tiểu mạn mà nàng lại trốn không thoát cái này miệng vừa hạ xuống đoán chừng trương tiểu mạn cả khuôn mặt trực tiếp liền có thể biến thành bạch cốt a à, đi ra đi ra đi ra trương tiểu mạn trông thấy miêu anh hướng nó nhào tới vô ý thức một cái tay che mặt một cái tay khác thì lung tung tại trước mặt quơ kỳ thật đây là rất nguy hiểm lấy miêu anh miệng độ rộng cái này miệng vừa hạ xuống trực tiếp liền có thể đem tay mang mặt cùng một chỗ cắn rơi nhưng khó mà tin nổi là trương tiểu mãn lung tung vung vẩy tay trùng hợp một trưởng phiến đến miêu anh miệng bên trên nó lập tức liền cùng một trận gió đồng dạng bay ra ngoài chờ nó rơi xuống đất thời điểm miệng đầy răng cũng không thấy một nửa tứ chi chỉ lên trời trên mặt đất meo o meo kêu thấy cảnh này ta lập tức nhớ tới lần trước trương tiểu mạn biến thành cương thi thời điểm bộ dáng cũng là cái này uy lực hẳn là kiên năm cái lão quỷ chỉ là thanh trừ trương tiểu mạn cương thi trạng thái cũng không có thanh trừ lưu ở trên người nàng cương thi lực lượng đừng nói miêu anh là hồn thể liền lấy thực lực của nó trương tiểu mạn một cái bình thường nữ hài tử không có khả năng một bàn tay liền đem nó đập bay trương tiểu mạn trong cơ thể khẳng định có khác lực lượng miêu anh ăn phải cái lỗ vốn về sau trên mặt đất kêu rên một hồi sau đó lại dãy dụa bò lên, nó nhìn thoáng qua trương tiểu mạn, lại nhìn một chút đầy đất răng, lập tức thân thể giật cả mình, giống như có chút sợ hãi, thế là nó rất nhanh liền chuyển di mục tiêu, nhìn về phía cuối cùng bên cạnh lâm tuyết. lâm tuyết, cẩn thận, ta vội vàng lập tức luồn lên thân, hướng lâm tuyết tiến lên, nhưng kia miêu anh còn nhanh hơn ta, một giây không đến liền vây quanh lâm tuyết sau lưng, sau đó lại lần mở ra cùng tủ lạnh đồng dạng lớn miệng, meo đột nhiên một tiếng bén nhọn mèo kêu vạch phá bầu trời, toàn bộ cư xá viện tử truyền đến tất tất suốt suốt thanh âm, một đám chuột như là gặp ma trốn chui ra. chương 234, vào nhà. Một đạo màu trắng cái bóng tại không trung xẹt qua, giống như quỷ mị nhào về phía miêu anh, tại nửa giây bên trong liền truyền ra hai tiếng khác biệt mèo kêu. Chỉ là một tiếng to gió lại hung ác, là tại gầm nhẹ, một cái khác âm thanh thì là tại kêu thảm cùng kêu rên chờ chúng ta thấy rõ ràng tình trạng về sau, miêu anh một con mắt tử đã biến mất không thấy gì nữa, màu đen hốc mắt chảy ra như mực nước nồng dịch, trên mặt càng là nhiều một đạo đẫm máu vết cào, mà đổi thành một bên thì đứng một con màu trắng con mèo, cặp kia sáng người có thần uyên ương mắt như là ưng mắt hung hăng nhìn chằm chằm miêu anh. Miêu anh vốn nghĩ khi dễ một chút hai cái nhu nhược nữ tử, không nghĩ tới cái này hai nữ hài đều không phải đèn đá cạn dầu, tiện nghi không có chiếm được nửa điểm, lại bị đánh đầy người tổn thương, xui xẻo meo ô hai tiếng liền biến thành một đạo hắc khí tiến vào cư xá trong bụi hoa không gặp tiểu bạch làm sao ngươi tới rồi lâm tuyết cao hứng ôm lấy tiểu bạch sau đó dùng mặt không ngừng cọ, may mắn có ngươi không phải ta liền thảm tiểu bạch meo hai tiếng meo suy nghĩ giống như đang hưởng thụ lấy đại mỹ nữ phục vụ ta dựa vào cái này mèo chết chẳng lẽ tại chiếm lâm tuyết tiện nghi a chẳng qua cái này mèo thật là tà môn mỗi lần nó xuất hiện đều cùng linh dị dính điểm một bên mà lại nó giống như thành tinh đồng dạng, cùng phổ thông mèo hoàn toàn khác biệt, nhìn xem nó cặp kia huyên ương mắt, ta liền cảm thấy có điểm tà môn. Lão bà, lão bà của ta, mẹ, ngươi chớ làm tổn thương hắn, kia là ngươi con dâu, có chuyện gì ngài nói với ta. Hoàng Nghĩa Thành chậm tới về sau, rốt cục lại nghĩ tới vợ của hắn, vội vàng vọt tới trong nhà. Ba người chúng ta cũng theo sát sau đó, nhưng lâm tuyết trong ngực mèo nhưng thật giống như không tình nguyện lắm đi vào, chui ra lâm tuyết ôm ấp sau đó lập tức liền biến mất đi vào trước cửa về sau hoàng nghĩa thành đã lòng nóng như lửa đốt hắn cũng lời gõ cửa toàn bộ thân thể trực tiếp liền đụng vào nhưng môn kia giống như kiên cố hoàng nghĩa thành đụng mấy lần đều bị trực tiếp cho bắn ngược trở về đi ra để cho ta tới cái này cửa đã không phải là phổ thông cửa người đụng không ra ta đối hoàng nghĩa thành nói hoàng nghĩa thành nghe xong vội vàng cấp cho mở ta lập tức cầm trong tay hoàng phù một vòng sau đó giấy vàng liền biến thành giấy trắng, hoàng phù bên trên phù chú cũng tự động tách ra vì hai bên. Ta cắn nát ngón tay, sau đó dùng máu điên cuồng tại trên tờ giấy trắng viết, quỷ mời chưa có hỏi đường, người đến quỷ đón lấy, hôm nay người quý khách, ngày mai quỷ đưa tiến. Đây là quỷ gián, hiện tại hoàng nghĩa thành nàng dâu trên tay nàng, ta phải tiên lễ hậu binh, bằng không, sợ có cái gì sơ suất. Nếu như cái này quỷ gián nàng không thu, vậy liền không có cách nào, phải kiên trì giết đi vào ta viết xong quỷ gián về sau, vội vàng từ trong khe cửa nhét đi vào, một lát sau, trong khe cửa đột nhiên trông thấy ánh lửa, vừa rồi nhét vào quỷ gián giống như bị đốt thành cho. Ta lập tức trong lòng vui mừng, cái này đại biểu quỷ thu ta quỷ gián, bằng không, quỷ gián liền sẽ từ trong khe cửa bị ném ra. Quỷ gián đốt thành cho về sau, cửa một tiếng cọt kẹt liền mở ra, chúng ta bốn người vội vàng đi đến, nhưng phòng bên trong tối như bưng, cái gì đều nhìn không thấy. Hoàng Nghĩa Thành đưa tay đi mở đèn, nhưng vô luận như thế nào theo chốt mở đều không sáng. Ta nói trong phòng này âm phong trận trận, người cũng đừng giày vò, có quỷ đèn là sáng không dậy. Hoàng Nghĩa Thành nghe thấy có quỷ, lập tức rụt rụt đầu, giống như có chút sợ hãi, dù sao lần thứ nhất gặp quỷ, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Là mẫu thân của ta sao? Hoàng Nghĩa Thành cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta nói người không phải mới vừa nhìn thấy sao? Còn hỏi, Hoàng Nghĩa Thành nói nếu như là mẫu thân hắn quỷ hồn, tại sao phải trở về trong nhà giày vò, bọn hắn đều là thân nhân của nàng, làm sao lại trở về hù dọa bọn hắn nha. Ta nói ta đây cũng không biết, cụ thể là chuyện gì xảy ra, liền phải hỏi một chút các ngươi, lão thái thái oán khí có chút nặng, đoán chừng là trở về báo thù. Đúng vào lúc này, Lâm Tuyết đột nhiên nói một câu, thanh âm gì? Lâm Tuyết vừa dứt lời, chúng ta cũng nghe thấy, là kéo kẹt kéo kẹt thanh âm nghe tựa như là cái ghế. Là ghế bành, là nhà ta cái kia thanh ghế bành lay động thanh âm, mẹ ta khi còn sống thích nhất cái ghế kia, đều đã cũ nát không thành dạng còn không bỏ được ném, cho nên giao lên sẽ có loại kia đáng ghét kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, nàng thường xuyên ôm lấy mèo ngồi trên ghế lay động, sau đó nghe radio. Hoàng Nghĩa Thành nói: "Ta hỏi ghế bành ở đâu? Quỷ sau khi về đến nhà thích nhất ở tại mình khi còn sống thích địa phương, lão thái thái này vô cùng có khả năng an vị về trên ghế bành." Hoàng Nghĩa Thành nói tại mẫu thân hắn khi còn sống gian phòng, nói xong vội vàng mang bọn ta đi mẫu thân hắn gian phòng, cái nhà này hắn quen, mặc dù đen như mực không quá thấy rõ đường, nhưng đi theo Hoàng Nghĩa Thành lưng sau nhưng cũng đi được lại ổn lại nhanh. Đi vào gian phòng về sau, chúng ta còn không có đi vào lại đột nhiên nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, Hoàng Nghĩa Thành gọi một tiếng an tử, liền gấp đá một cái bay ra ngoài cửa. Gian phòng bên trong so bên ngoài còn muốn đen, mà lại âm phong trận trận, ta ước chừng nhìn thấy một người ngồi tại một cái trên ghế bành, sau đó không ngừng lung lay, đồng phát ra đáng ghét kéo kẹt kéo kẹt âm thanh. Người kia trong ngực giống như ôm lấy một đứa bé, sau đó miệng bên trong tại hử phát nữ nhân hoa. Nữ nhân hoa chập trần tại trong hồng trần nữ nhân hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Cái này ca phối hợp với quỷ dị không khí, thật sự là nghe được mấy người chúng ta tê cả ra đầu, thậm chí phía sau lưng đều chảy ra vô số mồ hôi lạnh, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn chăm chú ôm lại với nhau, giống như đặc biệt sợ hãi. "Ô ô, ba ba, ba ba." Người kia trong ngực Tiểu hài không ngừng khóc kêu ba ba, giống như chính là Hoàng Nghĩa Thành nhi tử An Tử. Hoàng Nghĩa vội vàng an ủi An Tử, sau đó hy vọng hắn có thể tới, nhưng đứa bé kia cũng không biết có phải hay không là dọa cho, vẫn là cho ôm chặt lấy. Vô luận Hoàng Nghĩa Thành gọi thế nào gọi, Tiểu hài cũng chỉ là khóc, cũng không chạy. Vì có thể thấy rõ gian phòng tình huống, trong lúc đó ta muốn mở ra điện thoại di động đèn pin công năng, nhưng chức năng này giống như mất linh đồng dạng, làm sao theo đều không có phản ứng. Về sau thẳng đến mắt chậm rãi thích ứng hắc ám, ta mới ước chừng thấy rõ ràng trên ghế bành người kia. Cái kia hẳn là là một cái trung niên nữ nhân, nàng mặc đồ ngủ nằm tại trên ghế bành, biểu lộ giống như có chút ngốc trệ, liền như thế ôm lấy an tử nằm tại trên ghế bành lung lay, mặc cho an tử khóc sống, miệng bên trong từng lần một hừ phát quỷ dị nữ nhân hoa bài hát này lão bà người đến cùng làm sao rồi làm gì mang hài tử tới đây không nghe thấy hài tử đang khóc sao nhanh thả hắn xuống tới hoàng nghĩa thành giống như cũng thích ứng hắc ám cũng nhận ra cái này là lão bà của hắn nàng không phải lão bà ngươi nàng hiện tại là mẫu thân ngươi ta nói nói mẫu thân ngươi đã bên trên lão bà ngươi thân hoàng nghĩa thành vốn là cảm giác có điểm gì là lạ hiện tại nghe ta vừa nói như vậy lập tức hiểu rõ ra lập tức bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất kêu khóc nói mẹ, người có chuyện gì liền nói với ta, không nên thương tổn con dâu của ngươi cùng cháu trai. chương 235, mẹ chồng nàng dâu không cùng. Đúng vào lúc này, trên ghế bành người nói chuyện, chẳng qua là một cái thanh âm giả nua. Ngươi còn nhớ rõ ta cái này mẹ sao? Ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi lại cưới cái lão bà đến hại tính mạng của ta. Hoàng Nghĩa Thành nghe xong lập tức mộng, cái gì? cái gì hại chết ngài ngài không phải chết bệnh sao ha ha ta mặc dù thân thể không tốt nhưng đều là một ít lão nhân bệnh nếu như đúng hạn uống thuốc căn bản liền sẽ không chết nếu không phải cái này số bà nương ta làm sao lại chết sau khi nói xong trên ghế bành người đột nhiên bắt đầu phiến miệng mình tử kia bàn tay tát đến ba ba vang mà lại giống như cũng không dự định đình chỉ một mực đang quạt số bà nương số bà nương số bà nương trên ghế bành người một bên quạt một bên hung hăng mắng đến cùng là chuyện gì xảy ra thúy liên nàng làm sao lại hại ngài đâu hoàng nghĩa thành một bộ không thể tin được dáng vẻ quả nhiên ngươi vẫn tin tưởng nữ nhân này ta thật sự là nuôi không ngươi đứa con trai này tốt vậy ta liền để nàng chính miệng nói với ngươi tiếng nói vừa dứt về sau đột nhiên một trận âm phong liền từ trên ghế bành thổi lên lập tức gian phòng bên trong liền có thêm một cái bóng đen bóng đen kia đứng tại ghế bành bên cạnh không nhúc nhích trên ghế bành người che lấy đau nhức mặt giống như tỉnh lại đồng dạng nhưng nàng nhìn thấy ghế bành người bên cạnh ảnh hậu dọa đến hoa một tiếng liền kêu lên sau đó vội vàng ba gõ chín bái mẹ thật xin lỗi thật xin lỗi người không nên quay lại tìm ta thật thật xin lỗi ngài xem ở cháu trai an tử phân thượng tha cho ta đi hắn còn nhỏ không thể không có mama ta về sau khẳng định mỗi ngày đều cho ngươi đốt vàng mã ngươi bỏ qua cho ta đi Hoàng Nghĩa Thành nghe thấy Thúy Liên tức giận đến nghiến răng, tiến lên dắt lấy cổ áo của nàng chất vấn: Ngươi nói cái gì? Mẹ thật là ngươi hại chết. Đến cùng cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ. Không phải ta hôm nay liền ngay trước nhị tử mặt đem ngươi cho làm thịt. Trước có quỷ dọa, sau có người uy hiếp, Thúy Liên rốt cuộc giấu không được, chỉ có thể đem sự tình một năm một người nói ra. Từ khi Thúy Liên gả vào cái nhà này đến nay, lão thái thái chính là ốm yếu, thân thể không tốt liền phải dùng tiền xem bệnh uống thuốc, cái này cũng chưa tính. nàng chẳng những cái gì việc làm không được, còn phải để Thúy Liên năm qua năm chiếu cố nàng. Dần ra, Thúy Liên liền đối nàng sinh ra một loại chán ghét cảm giác, cảm thấy nàng chính là cái bao phục. Liên lụy nhà nàng sao trổi, dù sao cũng sống đến từng tuổi này, không bằng chết sớm một chút dẹp đi. dạng này tiết kiệm tiền lại dùng ít sức, cũng coi là mình tích chút âm đức. về sau thời gian bên trong, Thúy Liên đối lão Thái Thái càng ngày càng kém nhẹ thì liền tuyên bố đem nàng đuổi ra khỏi nhà miệng, để nàng cùng chó lang thang đồng dạng, đừng trở về, nặng thì liền đối nàng vừa đánh vừa mắng, trọng yếu chính là, lão thái thái cũng không có đem cái này sự tình cùng nhi tử nói, cái này khiến Thúy Liên càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Có một lần, lão thái thái mèo chạy vào Thúy Liên gian phòng, làm đến khắp nơi đều là lông mèo, Thúy Liên bản thân liền chán ghét mèo, lần này để nàng càng thêm tức giận. Ghi hận trong lòng Thúy Liên thừa dịp lão thái thái không lúc ở nhà, đem mèo bán cho mèo con buôn. Lão Thái Thái sau khi về đến nhà không gặp mình mèo, lập tức liền gấp xấu, tìm cả bồi cũng không tìm được. Về sau nàng phát hiện Thúy Liên trên thân thế mà mấy cây lông mèo, Lão Thái Thái lập tức liền biết là Thúy Liên dở trò quỷ, thế là liền nói nàng vài câu. Thúy Liên không phải đèn đã cạn dầu, chết sống không nhận thì thôi. Còn cùng Lão Thái Thái rùm ben, cái này sự tình Hoàng Nghĩa Thành biết sau liền đứng tại Lão Thái Thái bên này nói Thúy Liên vài câu. Lúc đầu nhẫn nhục chịu đựng lão thái thái đột nhiên chất vấn từ bản thân đến liền rất khó chịu, hiện tại lão công hoàng nghĩa thành cũng trách chính mình, thế là Thúy Liên ngay tại trong lòng gieo xuống hạt giống cừu hận. Có một ngày, lão thái thái đột nhiên trong phòng bệnh phát, nàng vội vàng hô Thúy Liên cho mình lấy thuốc, nhưng Thúy Liên nở nụ cười gần về sau, chẳng những không cho lão thái thái lấy thuốc, ngược lại đem lão thái thái cửa phòng cho khóa lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà, nếu như lão công hỏi, Nàng liền nói mình không ở nhà, lão thái thái là mình ngoài ý muốn chết bệnh. Quả nhiên, chờ Thúy Liên sau khi về đến nhà, lão thái thái đã chết tại gian phòng bên trong, nàng thành công hại chết nhà của mình bà, hại chết cái này liên lụy người lão già. Chẳng qua về sau Thúy Liên lo lắng lão thái thái sẽ hóa thành lệ quỷ tìm nàng phiền phức, thế là tìm cao nhân muốn một đạo phù gián tại lão thái thái linh bài đằng sau, để nàng tìm không thấy đường về nhà. Thúy Liên sau khi nói xong, Hoàng Nghĩa Thành đã tức giận đến toàn thân đang phát run, ba giây qua đi, hắn đột nhiên gầm thét một tiếng, liền cùng một đầu bộc phát sư tử đồng dạng, sau đó thật nhanh xông vào phòng bếp, chờ hắn lại đi vào gian phòng thời điểm, trong tay đã nhiều đem đao. Hoàng Nghĩa Thành cùng như là phát điên cầm đao phóng tới Thúy Liên, ta xem xét đại sự không ổn, vội vàng ôm lấy hắn, không để hắn làm chuyện ngu xuẩn, quỷ có thể giết người, nhưng người giết người muốn đền mạng. Hoàng Nghĩa Thành tại ta cản trở dưới, may mắn không thể vò tới Thúy Liên trước mặt, nhưng hắn y nguyên dùng đao chỉ vào Thúy Liên mắng lấy, người mẹ nó cái số bà nương, người biết mẫu thân vì ta trả giá bao nhiêu không? Ta từ nhỏ đã không có cha, toàn bộ nhờ nàng một châm một tuyến đem ta nuôi sống, nàng ban ngày giúp người may vá quần áo, ban đêm liền đi thùng rác nhặt đồ bỏ đi, mùa đông một tay nứt ra cũng còn muốn kiên trì cầm kim khâu, người biết kia có bao nhiêu đau khổ sao? Toàn bộ mùa đông, ta liền chưa có xem môi của nàng hồng nhuận qua bệnh cũng không nỡ dùng tiền bên trên bệnh viện chết cắn răng trọi cứng chính là vì cho ta tránh khỏi tiền sinh hoạt chính là vì ngươi để ta có đọc sách người mẹ nó còn dám đuổi nàng xuất ra đây là nhà là nàng dựng lên không phải ngươi ngươi dựa vào cái gì đuổi nàng ngươi muốn sớm không nghĩ hầu hạ ngươi liền nói ta tìm người khác người mẹ nó cho lão tử xéo đi ngươi tại sao phải hại nàng vì cái gì lão tử hôm nay không phải chém chết ngươi thả ta ra thả ta ra lão công ta biết sai, ta thật biết sai. Thúy Liên cũng dọa đến quá sức, hiện tại quỷ cùng người đều muốn giết nàng, nàng đoán chừng hiện tại trên mặt một điểm huyết sắc không có, chỉ có thể kêu khóc nhận lầm. Ha ha, biết sai, hiện tại biết sai có làm được cái gì, người đều chết. Một mạng thường một mạng, người trả cho ta mẫu thân mệnh đến, thả ta ra. Hoàng Nghĩa thành một bên giấy rụa lấy, một bên dùng đao chỉ vào Thúy Liên mắng. Được rồi, nhị tử, bỏ đao xuống. Đúng vào lúc này, đột nhiên lại ở bên ngoài đi tới một cái bóng đen, nhưng thanh âm vẫn là vị này lão thái thái, ta cùng trương tiểu mạn các nàng đều hiểu, cái kia tốt lão thái thái quỷ đến, chỉ có Hoàng Nghĩa Thành cùng Thúy Liên có chút ngây ngốc. Cái này, này sao lại thế này, có hai cái mẹ, Hoàng Nghĩa Thành không hiểu nhìn qua ta, hy vọng ta có thể đưa ra đáp án. Ta nói ngươi không cần hoài nghi, hai con quỷ đều là mẹ ngươi, chỉ là cái này đối các ngươi không có hận ý, mà con kia tất cả đều là oán niệm tốt con quỷ kia đi tới, sau đó đỡ dậy run lẩy bẩy Thúy Liên nói, người đến hoàng gia nhiều năm như vậy, cũng đích thật là ủy khuất ngươi, trừ chiếu cố nhi tử, chiếu cố lão công, còn muốn chiếu cố nàng lão bất tử này, lại muốn làm việc nhà, chính nàng cái này bệnh cũng phiền phức, chị không hết lại chết không đi, phải bỏ tiền lại cần người chiếu cố, nàng cũng biết cho Thúy Liên thêm không ít phiền phức. Trường 236, tìm hồn. Tốt cái kia lão thái thái còn nói, nàng như là đã chết rồi, cũng không muốn truy cứu cái gì, chỉ muốn Hoàng Nghĩa Thành hai người bọn họ vợ chồng thật tốt sinh hoạt, An Tử còn nhỏ, nàng không nghĩ cháu trai không có mama. Hoàng Nghĩa Thành nghe thấy mẫu thân vừa nói như vậy, đau ken một tiếng liền rơi trên mặt đất, sau đó ngồi xổm ôm đầu khóc ồ lên. Mẹ, ta có lỗi với ngươi, ta bất hiếu, cưới dạng này một cái nàng dâu hại ngươi, ngươi cho ta hết thảy, ta lại không để ngươi hưởng qua một ngày phúc, ta vô dụng. Mẹ, ngươi không cần lại nói, coi như ngươi có thể tha thứ nàng, nhưng ta không thể, ta coi như không làm thịt nàng, thời gian này cũng không cách nào qua, ly hôn. Ta sẽ không theo giết mẫu Cửu Nhân sinh hoạt chung một chỗ. Ai, Lão Thái Thái thở dài một hơi, lại sẽ Hoàng Nghĩa Thành đỡ lên, sau đó bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, Thúy Liên mặc dù đối nàng không tốt, nhưng nàng có thể cảm giác được, Thúy Liên là thật đối Hoàng Nghĩa Thành tốt, mà lại nàng cũng rất yêu Hoàng Nghĩa Thành, nếu như ly hôn, an tử làm sao bây giờ? Lão thái thái này là thật tốt, Thúy Liên đều như vậy đối nàng, thế mà còn khuyên nhi tử cùng với nàng tốt, bên cạnh Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết nghe cố sự sau đều giận đến nghiến răng, còn gọi lão thái thái tranh thủ thời gian giết Thúy Liên báo thù được, bởi vì các nàng thực sự là nhìn không được, không nghĩ tới lão thái thái thế mà còn cho bọn hắn hai vợ chồng khuyên giải. Hoàng Nghĩa Thành sau khi nghe, đã cảm động đến khóc không thành tiếng, quỳ trên mặt đất ôm lấy lão thái thái đùi, "Mẹ, người chính là quá thiện lương quá thực sự" nàng mới có thể ghi dễ, mẹ, đều là nhi tử không tốt. Lão thái thái sờ lấy Hoàng Nghĩa thành tóc nói, đứa nhỏ ngốc, ta không phải thương nàng, ta là thương ngươi, chỉ cần ngươi tốt, mẹ thế nào đều được, ghi nhớ mẹ nói lời nói, các ngươi cố gắng qua, mang hảo hài tử, còn có, mẹ giấu một chút tiền tại tivi dưới đáy, Người nhớ kỹ lấy ra, về sau an tử đi học phải tốn không ít tiền. Lão thái thái sau khi nói xong, lại đối Thúy Liên nói, oan có đầu nợ có chủ, coi như ta tha thứ ngươi, ta một cái khác tia quỷ hồn oán niệm cũng sẽ không tiêu, ngươi phải chặt xuống một cái tay làm đại giới, bằng không, nàng sẽ muốn mạng của ngươi. Thúy Liên sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua ghế bành bên cạnh oán niệm lão thái thái, dọa đến vội vàng gật đầu, không có một cái tay dù sao cũng so không có mệnh mạnh. Thúy Liên sau khi gật đầu, đột nhiên bên trên đao liền bay lên, sau đó đem Thúy Liên cánh tay sóng vai chặt xuống. Thúy Liên đau khổ hét lên một tiếng về sau, liền hôn mê bất tỉnh, máu ngay từ đầu không chút chảy ra, mấy giây qua đi lại cùng suối phun đồng dạng, phun ra ngoài, đem gian phòng tường trắng đều nhuộm đỏ. Thúy Liên tay chặt xuống về sau, hai cái lão thái thái quỷ đột nhiên biến thành hai đạo bóng đen hòa tan lại với nhau, biến thành một con quỷ, sau đó ngồi tại trên ghế bành, mèo suy nghĩ mỉm cười lung lay cái ghế, giống như oán niệm đã toàn bộ tiêu tán. Mau đưa nàng đưa bệnh viện, không phải không ngừng chảy máu, sẽ chết người lão thái thái dặn dò. Hoàng Nghĩa Thành vội vàng móc ra điện thoại di động, sau đó gọi 120 điện thoại, rất nhanh xe cấp cứu liền đến. Đem Thúy Liên mang lên sau xe, Hoàng Nghĩa Thành cũng không cùng đi lên, ta hỏi ngươi không đi chiếu cố vợ ngươi. Chúng ta giúp ngươi chăm sóc nhi tử là được. Vừa rồi An Tử trông thấy Thúy Liên cánh tay bị chặt xuống về sau, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, cũng không biết hiện tại thế nào, muốn hay không nhìn bác sĩ, về sau có thể hay không lưu lại ám ảnh. Hoàng Nghĩa Thành nói không cần, cái này xú bà nương trừng phạt đúng tội, đưa bệnh viện để nàng bảo trụ một cái mạng chó đã tính đối nàng tốt. Xem ra, Hoàng Nghĩa Thành vẫn không thể nào tha thứ Thúy Liên, chẳng qua cũng thế, giết mẫu mối thù không đội trời chung, liền xem như mình nàng dâu, cũng không có dễ dàng như vậy tha thứ. Hoàng Nghĩa Thành lại hỏi, mẫu thân hắn làm sao còn chưa có đi đầu thai, đã oán hận đều tiêu, vậy liền hẳn là đi âm phủ đầu thai a? Ta nói lúc bình thường đúng là như thế, nhưng mẫu thân hắn tình huống tương đối đặc thù nàng ba hồn sụp đổ hiện tại mặc dù hai hồn đã hòa tan nhưng còn kém một hồn chờ ba hồn tụ hội kia nàng mới có thể đi đầu thai mao sơn quỷ đạo bên trên ghi chép qua hồn không đủ không được đi vào u minh địa phủ hoàng nghĩa thành gãi đầu một cái nói còn lại con kia hồn đi đâu tìm nếu như tìm không thấy vậy hắn mẫu thân không phải vĩnh viễn không thể đầu thai ta kêu hắn không cần phải gấp gáp nếu như mặt khác con kia hồn không có tới tìm hắn, vô cùng có khả năng đi khi còn sống quen thuộc địa phương du đáng. Hoàng Nghĩa Thành nhíu mày, hắn suy nghĩ sau khi mới đột nhiên a à một tiếng, nói muốn đến, mẫu thân hắn khi còn sống thích nhất đi một cái sân chơi trước cửa đứng đấy nhìn, bởi vì Hoàng Nghĩa Thành lúc nhỏ mẫu thân liền đáp ứng qua hắn, nhất định sẽ dẫn hắn đi vào đem bên trong tất cả hạng mục đều chơi một lần, nhưng lúc đó bây giờ không có tiền, cho nên Hoàng Nghĩa Thành mẫu thân luôn luôn lần lượt thất ước, Hoàng Nghĩa Thành khi đó nhỏ còn không hiểu chuyện, bởi vì việc này náo qua nhiều lần. Mẫu thân của nàng luôn luôn áy náy cúi đầu, không nói gì thêm. Hiện tại có tiền, nhưng Hoàng Nghĩa Thành đã sớm qua thích tiến công viên trò chơi niên kỷ, mà lại bận rộn công việc, cũng không rảnh lại đi vào chơi, chẳng qua mẫu thân hắn lại thường xuyên tại công viên trò chơi trước cửa du đáng, cũng không đi vào, liền đứng nơi đó nhìn, hoặc là ra ngoài áy náy, cũng hoặc là tâm nguyện chưa hết. Nghe Hoàng Nghĩa Thành dạng này một giảng, ta cảm thấy lão thái thái một cái khác tia hồn vô cùng có khả năng là ở chỗ này, Hoàng Nghĩa Thành trực tiếp liền đem xe mở ra tới, gọi ta mau lên xe. Ta nói người cũng quá gấp đi, ít nhất phải chờ An Tử tỉnh lại, mà lại muộn như vậy, sân chơi đã từ lâu đóng cửa đi. Hoàng Nghĩa Thành nói không cần phải để ý đến, An Tử trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, phải tranh thủ thời gian tìm đủ hồn để mẫu thân đi đầu thai, mẫu thân của nàng đã khổ hơn nửa đời người, không thể thương tổn để nàng làm quỷ cũng khổ như vậy. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy không quá thỏa, đành phải gọi Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn lưu lại chiếu cố an tử, mình thì bên trên Hoàng Nghĩa thành xe, sau đó hai người cùng một chỗ tiến về hắn nói sân chơi. Hiện tại đã hơn 11 giờ, sân chơi đã sớm đóng cửa, chúng ta đành phải tay không bỏ đi vào, sau đó ta tại hai vai bao lấy ra mini bản chiêu hồn phiên. Hỏi Hoàng Nghĩa thành mẫu thân bát tự về sau, liền bắt đầu để Hoàng Nghĩa Thành cầm chiêu hồn phiên gọi hồn, nhìn có thể hay không đem hắn mẫu thân cho kêu đi ra. Nhưng chúng ta vòng quanh sân chơi hô một vòng, liền nửa cái quỷ ảnh cũng không thấy, chẳng lẽ lão thái thái cuối cùng một tia hồn không ở nơi này. Ta hỏi Hoàng Nghĩa Thành hắn trước kia khi còn bé thích nhất chơi sân chơi cái nào hạng mục. Hoàng Nghĩa Thành chỉ chỉ phía trước, nói muốn nhất chơi đu quay ngựa. Ta nói vậy không bằng chúng ta ngồi lên thử một chút đi, người giờ chiêu hồn phiên tiếp tục gọi hồn, nói không chừng có hiệu quả. Hoàng Nghĩa Thành nhẹ gật đầu, nói thành: hai người chúng ta gión dén bò lên trên đu quay ngựa, mặc dù sẽ không động, nhưng ngồi lên vẫn là không có vấn đề. Nhưng chúng ta vừa ngồi lên, đột nhiên đu quay ngựa liền bắt đầu chuyển động. Hoàng Nghĩa Thành trong lòng vui mừng, nói cái này hơn nửa đêm khẳng định không phải nhân viên công tác, cái kia hẳn là là có quỷ, có thể là mẫu thân hắn quỷ hồn. Ta nhẹ gật đầu, nhưng luôn cảm giác có chút không thích hợp đu quay ngựa càng chuyển càng nhanh, Hoàng Nghĩa Thành cũng càng ngày càng hưng phấn, không ngừng la lên lão thái thái, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Hoàng Nghĩa Thành thanh âm đình chỉ, ta có chút kỳ quái, ra hỏa này kêu như thế ra sức, làm sao đột nhiên không có tiếng. Coi ta hướng hắn nhìn sang thời điểm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Hoàng Nghĩa Thành thân thể vẫn ngồi ở đu quay ngựa bên trên, nhưng đầu đã không gặp. chương 237, Thí Mẫu Ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao trong chớp mắt, Hoàng Nghĩa thành đầu liền không gặp rồi? Lúc này đu quay ngựa đột nhiên ngừng lại, ta cúi đầu nhìn một chút, phát hiện Hoàng Nghĩa thành đầu rơi trên mặt đất, trên mặt của hắn còn lưu lại vẻ mặt sợ hãi, giống như trông thấy chuyện kinh khủng gì, khả năng liền ngay lập tức, đầu của hắn liền từ trên cổ rớt xuống. Hoàng Nghĩa thành cổ còn tại bốc lên máu, liền cùng suối phun đồng dạng, phần phật tuôn, ta nhìn toàn thân đều tại run lên, cảnh tượng này đã khủng bố lại quỷ dị, mới vừa rồi còn người sống sờ sờ, chỉ chớp mắt liền đầu người rơi xuống đất, vẫn là trước mặt mình, tâm lý năng lực chịu đựng yếu một điểm người, đoán chừng tại chỗ liền sẽ dọa ngất đi qua. Ai, đến cùng là ai, khẳng định không phải cố ý, cái này sân chơi trăm phần trăm có quỷ. Mỗ mỗ, có gan giết người, không có can đảm hiện thân sao. Coi như người ẩn nấp, lão tử cũng nhất định phải tìm tới ngươi ta đối sân chơi giống lớn một tiếng, mặc dù nơi này tà môn, nhưng Hoàng Nghĩa Thành là cùng ta tiến đến, cũng là chết ở trước mặt ta, loại kia cảm giác ái náy cùng cảm giác bất lực để ta lập tức cảm thấy rất phẫn nộ. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên trông thấy đu quay ngựa bên trong ngồi một bóng người, nàng mặt hướng lấy Hoàng Nghĩa Thành, mặt nhân thành một đoàn, tựa như là đang khóc, lại hình như đang cười. Ta rụi rụi mắt, đồng thời đi gần mấy bước, chờ ta rốt cục thấy rõ bóng người bộ dáng thời điểm, lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ con quỷ kia thế mà là lão thái thái lão thái thái nhìn ta liếc mắt bắt đầu tuyệt không nhận biết nàng khóc một tiếng lại cười một tiếng bộ dáng cực kỳ đắng chát sau đó gọi ta đi thôi oan có đầu nợ có chủ nàng không muốn giết người vô tội nghe nàng nói như vậy giống như đây chính là lão thái thái cuối cùng một tia quỷ hồn mà lại hoàng nghĩa thành cũng rất giống là nàng giết ta có chút không hiểu lão thái thái là con dâu nàng phụ thúy liên hại chết Nàng tại sao phải giết mình nhi tử, mà lại thủ pháp cực kỳ độc ác, liền cái toàn thây cũng không lưu lại, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Chẳng lẽ cuối cùng này một tia quỷ hồn là ác nhất quỷ? Cũng không quá giống, bằng không nàng làm sao lại bỏ qua ta? Ta đối lão Thái Thái nói, người kia hai hồn đã tìm tới, con dâu cũng dùng một cái tay đại giới giải trừ ân oán, vốn muốn cùng con của ngươi tới đem cái này gần đây quỷ hồn gọi trở về đi ba hồn hợp nhất đưa ngươi đi đầu thai vì cái gì ngươi lại đột nhiên đem ngươi nhi tử cho giết rồi. Lão thái thái sau khi nghe, đột nhiên mặt lộ vẻ hung quang, sau đó hung dữ nhìn chầm chầm hoàng nghĩa thành thi thể, lúc này toàn bộ sân chơi đều cuồng phong gào thét lên, đu quay ngựa cùng những vật khác đều cùng mất khống chế đồng dạng, điên cuồng mình vận hành lên, cái này hơn nửa đêm, nhìn quỷ dị dị thường cùng khủng bố. Hỏng bét, cuối cùng này một tia hồn oán khí càng thêm lớn, đến cùng là vì cái gì? Bởi vì hắn đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lão thái thái mắt biến thành xích hồng sắc, há hốc mồm đối Hoàng Nghĩa Thành thi thể giận dữ hết. Thật là lớn oán khí, đến cùng Hoàng Nghĩa Thành đối mẹ của mình làm cái gì, vì sao lại để nàng sau khi chết có như thế lớn oán khí. Sớm biết ta sinh nhi tử sẽ là dạng này, vậy ta năm đó sinh khối xoa thiêu cũng tốt hơn sinh hắn. Lão thái thái y nguyên tức giận bất bình mắng lấy, giống như Hoàng Nghĩa Thành chết đều như cũ bình không được trong lòng oán khí, còn muốn đối với hắn mắng to đặc biệt mắng mới giải hận. Ta nói lão thái thái người chớ mắng, người đều chết người mắng cũng vô dụng, vẫn là nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra a. À. Ta cũng muốn nghe một chút Hoàng Nghĩa Thành đến cùng làm cái gì thật xin lỗi mẫu thân sự tình, thế mà để nàng oán khí như thế lớn. Lúc này, lão thái thái rốt cục trở nên yên lặng, sân chơi tất cả công trình cũng ngừng, nàng bắt đầu cùng ta giảng thuật Hoàng Nghĩa Thành làm sao đối đãi nàng sự tình. Ngày ấy, Lão Thái Thái tại gian phòng bệnh phát, nàng nằm ở trên giường kém chút hít thở không thông, toàn thân đều run lên, thế là vội vàng kêu cứu, hy vọng nàng dâu lấy thuốc tới cứu nàng. Có thể để nàng cảm thấy lo lắng chính là, con dâu chẳng những không có cứu nàng, ngược lại đem cửa gian phòng cho khóa ngược lại, đưa nàng khóa tại gian phòng. Lão Thái Thái lập tức liền nản lòng thoái chí, chẳng qua đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bình thường liền cùng con dâu quan hệ bất hòa, khả năng con dâu đã sớm muốn nàng chết sớm một chút hiện tại tìm được cơ hội, khẳng định không thể bỏ qua. Chỉ là nàng không rõ, lòng người sao có thể như vậy ác độc. Nói thế nào nàng cũng là bà bà, lại thế nào không đối cũng không thể xuống tay giết nàng a. À. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe đến thanh âm của con trai, tựa như là đang gọi Thúy Liên, lão thái thái lúc đầu đã nản lòng thoái chí nằm ở trên giường chờ chết, nhưng nàng vừa nghe đến thanh âm của con trai, lập tức liền giấy lên hy vọng sinh tồn nàng chịu đựng đau đớn cùng dùng hết cuối cùng một hơi liều mạng kêu cứu một phút đồng hồ sau giống như hoàng nghĩa thành rốt cuộc chú ý tới lão thái thái gian phòng tình trạng hắn tại trước của phòng gọi vài tiếng mẹ về sau liền dùng thân thể phá tan cửa phòng mẹ ngươi làm sao rồi hoàng nghĩa thành nhìn thấy lão thái thái tình trạng về sau vội vàng hỏi thăm tình huống thuốc ta phải uống thuốc lão thái thái mặc dù đã nhanh đến thoi thóp thời khắc nhưng nàng nhìn thấy nhi tử về sau trong lòng một khối đá lớn vẫn là để xuống nàng biết mình sống hoàng nghĩa thành minh bạch lão thái thái ý tứ về sau vội vàng đi trong ngăn kéo lấy thuốc sau đó nhanh chóng xoay mở nắp bình đem thuốc đưa đến lão thái thái bên miệng lão thái thái gạt ra một cái hư nhược mỉm cười sau đó hé miệng dự định uống thuốc thời điểm đột nhiên hoàng nghĩa thành tay co lại mở sau đó hắn cắn răng đem thuốc thả lại trong bình một lần nữa xoay bên trên nắp bình nhi tử ngươi ngươi làm gì lão thái thái nụ cười cứng đờ, tái nhợt lại suy yếu trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng không hiểu. Mẹ, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, công ty của ta nhanh gần như phá sản, cần một số lớn tài chính cứu vãn, lúc trước cho người mua bảo hiểm, nếu như người chết rồi, vậy ta liền có thể đạt được một bút to lớn bồi thường tiền. Mẹ, thật xin lỗi, người đã sống hơn nửa đời người, cũng đủ, mà lại người cái này một thân bệnh lại phải tốn tiền, lại chịu tội, không bằng người đi tìm ta cha đem đi. Hoàng Nghĩa Thành than thở khóc lóc, quỳ gối lão thái thái đầu giường. "Có thể, nhưng ta là Tân Tân khổ khổ đưa ngươi nuôi lớn mà mà a, ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi." Lão thái thái gắt gao nắm lấy Hoàng Nghĩa Thành tay, thẳng đến cầm ra năm đạo vết máu thật sâu, nàng mới tắt thở. Lão thái thái chết thời điểm mắt đều không có nhắm lại, khóe mắt bên trên phân biệt có một giọt máu nước mắt, Hoàng Nghĩa Thành sợ người khác phát hiện những cái này không thích hợp. Vội vàng dùng khăn tay đem huyết lệ lau khô, nhưng là lão thái thái mắt làm sao đều bế không lên. Hoàng Nghĩa Thành không có cách nào, đành phải dùng kim khâu tại mí mắt bên trong đưa chúng nó khâu lại lên, nếu như nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn đoán không ra cái này mắt là cho khâu lại bên trên, dạng này liền không có người nói lão thái thái chết không nhắm mắt. Chương 238, hùng hài tử. Giải quyết hết thảy về sau, Hoàng Nghĩa Thành liền đi ra cửa về sau tự nhiên mà vậy hai ông bà liền đối ngoại tuyên bố nói lão thái thái là chết bệnh, bởi vì trong lòng hai người đều có quỷ. Lão thái thái sau khi nói xong, ta nhìn qua đầu một nơi thân một nẻo hoàng nghĩa thành, đột nhiên không có chút nào bi phẫn, ngược lại có chút thống khoái, cực kỳ thống khoái. Cái này còn là người sao? Bà mẹ đơn thân một châm một tuyến đem hắn nuôi lớn, cung cấp hắn đọc sách, bởi vì tiền bảo hiểm mà thí mẫu, đây quả thực không bằng heo chó trách không được hắn một mực đang thúc ta đem lão thái thái quỷ hồn đưa đi đầu thai, hóa ra là trong lòng có quỷ, ta còn tưởng rằng hắn là có hiếu tâm, hóa ra là nhẫn tâm, hắn so Thúy Liên còn muốn ngoan độc, Thúy Liên nói thế nào còn cùng lão thái thái không có quan hệ máu ngủ, nhưng hắn khác biệt, đây chính là hắn mẹ ruột A. À. Trách không được lão thái thái oán khí như thế lớn, bị mình trả giá hết thảy che trở lớn lên nhi tử hại chết, cái này oán khí có thể nhỏ sao. Sinh chi nuôi dưỡng, chặt đầu nhưng báo, lần này Hoàng Nghĩa Thành thật chặt đầu đem mệnh còn cho lão thái thái, loại người này, nên. Chẳng qua có chút kỳ quái, mặt khác hai cái lão thái thái quỷ hồn giống như cũng không biết những sự tình này. Lão thái thái nói, các nàng ba hồn tách rời về sau, ký ức cũng sẽ phân tán, cho nên cái này đoạn ký ức các nàng không có cũng đúng là bình thường, nếu như các nàng cũng có cái này đoạn ký ức. Đoán chừng oán khí cũng cùng hiện tại sân chơi cái này lão thái thái đồng dạng lớn. Bị con trai mình giết chết cảm giác, Thật nhiều đau khổ, rất thương tâm, nhưng nàng Y Nguyên niệm mẹ con chi tình, một mực không có ý định về nhà muốn Hoàng Nghĩa Thành mệnh, ngay tại khi còn sống thích nhất địa phương du đáng. Nhưng đêm nay làm Hoàng Nghĩa Thành đột nhiên xuất hiện ở đây thời điểm, oán khí của nàng trực tiếp liền bạo phát ra, muốn hắn mệnh. Kỳ thật ta biết, cái này thật đúng là Hoàng Nghĩa Thành đáng đời, nếu như hắn bồi nàng Dâu Thúy Liên đi bệnh viện, có lẽ liền bảo vệ một đầu mạng nhỏ, cũng chính ứng câu nói kia, ngẩng đầu nhìn, Thương Thiên bỏ qua cho ai? nên đến vẫn là được đến, trốn không thoát. Ta gọi lão thái thái cũng không cần khổ sở, loại này bạch nhãn lang coi như không có nuôi qua đi, dù sao ân oán đã, vẫn là an tâm lên đường, còn lại những cái kia liền giữ lại nàng đến âm phủ lại nói. Lão thái thái đổ cũng dễ nói, nhẹ gật đầu đi theo ta chiêu hồn phiên về nhà, ta đem ba hồn hợp tụ về sau, liền niệm một đoạn vãng sinh chú đưa nàng đi đầu thai. Lâm tuyết cùng Trương Tiểu Mạn nhìn Hoàng Nghĩa Thành không cùng lấy trở về, liền hỏi ta người khác đi đâu rồi, ta nói chết. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết lập tức kinh ngạc phải há to miệng, cái này tốt đẹp người làm sao đột nhiên liền chết rồi, vội hỏi là thế nào chết, là cho giết. Ta nói là cho lão thái thái giết, chết tại đu quay ngựa bên trên, thi thể tách rời, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết vẫn là rất kinh ngạc, một mặt không hiểu, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đem sự tình từ đầu tới đuôi cho các nàng nói một lần. Các nàng sau khi nghe vừa tức vừa hận, hai người đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, chướng đến một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc đầu coi là Thúy Liên đã đủ xấu, không nghĩ tới Hoàng Nghĩa Thành tệ hơn, thật sự là một đôi trời sinh, may mắn bọn hắn đều chiếm được vốn có trừng phạt. Ta nói là a, à, chỉ có điều khổ an tử, lão ba chết rồi, lão mụ lại đoạn mất một cái tay, cái này cuộc sống sau này làm như thế nào qua, khẳng định phải nhịn đến chính hắn lớn lên. Ngay tại ta vì an tử cảm thấy lo lắng thời điểm, đột nhiên hắn liền từ bên trong phòng vọt ra, cầm súng bắn nước tư ta, còn nói hai cái này đại tỷ tỷ là của hắn, không cho phép ta cùng hắn đoạt. Ta đùa hắn nói hai cái này tỷ tỷ là ta mang tới, chờ xuống còn muốn mang về đâu, làm sao liền biến thành hắn rồi. Ta vừa mới dứt lời, đột nhiên An Tử liền móc ra một cây ngân châm đâm về bắp đùi của ta, may mắn ta tránh nhanh, không phải liền biến thành tử vi. Ta dựa vào, cái này hùng hài tử sao, làm sao cầm kim đâm người. Hoàng Nghĩa Thành dạy thế nào tiểu hài. Ta vội vàng bắt đầu giáo dục hắn, nói dạng này là không đúng, dùng kim đâm người rất đau, mà lại rất nguy hiểm, tiểu hài tử không nên tùy tiện chơi châm. An tử đối ta lời nói giống như một điểm cảm giác đều không có, còn cần châm chỉ vào người của ta cười, nói nàng ma ma chính là như vậy dùng kim đâm nãi nãi, nãi nãi liền lập tức trở nên rất nghe lời, về sau hắn cũng học dạng này, quả nhiên tại tất cả tiểu đồng bọn cũng bắt đầu ngoan ngoãn nghe hắn, ai không phục tùng liền đâm ai, hắn còn nói vừa rồi dùng kim đâm ta thời điểm, ta không phải liền là sợ sao. Ta dựa vào, cái này cái gì logic, tiểu hài này ai giáo. Về sau còn phải rồi, tại chúng ta nông thôn, kia đã sớm đánh gãy năm đầu trúc roi, hùng hài tử cứ như vậy, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Trương tiểu mạn nói dẹp đi đi, tiểu hài này ra nhiều, căn bản nói không nghe, vừa rồi hắn sau khi tỉnh lại, nàng cùng lâm tuyết một mực bồi tiếp hắn chơi, ngay từ đầu còn tốt, về sau động một chút lại đối các nàng quyền đấm cước đá, cái này kim đâm tính nhẹ, hắn mới vừa rồi còn nói muốn Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn làm lão bà hắn, nếu như không chịu, hắn liền đi phòng bếp cầm dao chém chết các nàng. Lúc đầu hai người cho là hắn nói đùa, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà thật chạy vào phòng bếp cầm dao, dọa đến hai người vội vàng làm bộ đáp ứng, mới lừa gạt đi trên tay hắn dao. Nghe Trương Tiểu Mạn, ta lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc cái này hùng hài tử cũng quá khủng bố đi. Hắn hiện tại đại khái năm tuổi trái phải, cái này sẽ sách đao cùng dùng kim đâm người. Đến cùng là học ai? Ngay tại ta khiếp sợ thời điểm, An Tử lại bắt đầu dùng súng bắn nước tư ta, nhưng ta lần này không có quản hắn, đồng thời lộ ra biểu tình hung ác, đối phó loại hài tử này, không thể lại cùng hắn cười đùa tí từng, cũng xấu hổ chính là hắn thế mà không có chút nào sợ, còn thừa dịp ta không chú ý đoạt ta chiêu hồn phiên, sau đó nhanh chóng chạy xuống lâu mỗ mỗ cái cầu, người cái này hùng hài tử chính là thích ăn đòn, vốn đang cho là hắn thật đáng thương, nhưng hôm nay lão tử không giáo huấn một chút hắn, ta liền không họ lâm. Ta vội vàng cùng lâm tuyết các nàng đi theo đằng sau đuổi theo, chờ an tử hạ đến lầu một thời điểm, đột nhiên ta nghe thấy meo ô một tiếng, sau đó một đạo hắc ảnh hiện lên, ta lập tức cảm giác đến không ổn, an tử cũng rất giống bị hù dọa, có chút sợ hãi, muốn đi về chạy, ngay tại lúc này, đột nhiên bóng đen từ khía cạnh vọt ra, sau đó cắn một cái tại an tử trên cổ, ta định trừ xem xét, thế mà là mới vừa rồi bị tiểu bạch đánh chạy miêu anh. Tiểu hai tử cổ rất yếu đuối, mà lại miêu anh răng cực kỳ sắc bén, miệng vừa hạ xuống cổ trực tiếp liền đoạn mất, máu chảy đầy đất, an tử liền kêu rên cũng không kịp phát ra tới liền tắt thở. Đáng ghét, lại là người quái vật này, chủ nhân của ngươi lão thái thái đều đi đầu thai, vì cái gì ngươi không đi, còn ra tới hại người. Ta đối miêu anh phẫn nộ mắng, An tử mặc dù là một cái làm người ta ghét hùng hài tử, nhưng tội không đáng chết, mà lại miêu anh là Thúy Liên bán cho mèo con buôn, muốn tìm tìm Thúy Liên, đến giết an tử tính cái gì sự tình. Nếu như cái này miêu anh chỉ là xính việc ác hung, vậy ta đêm nay tuyệt không bỏ qua nó, thể phải đưa nó đánh cái hồn phi phách tán. chương 239, Ác nhân một nhà Miêu Anh trông thấy An Tử tắt thở về sau, đối chúng ta chính là meo meo vài tiếng, tay của nó điên cuồng khoa tay, giống như đang giải thích lấy cái gì, nhưng ta nghe không hiểu, cũng không nghĩ lại để ý tới. Giết tiểu hài tử âm hồn không thể nhất tha thứ, ta tay trái hoàng phù, tay phải bát quái kính, thể phải đem yêu nghiệt này chém trừ. Ngay tại lúc này, miêu anh con người đột nhiên biến lớn, trong mắt càng là bịch một tiếng, lăn ra hốc mắt, rơi trên mặt đất. Miêu anh hành vi này cực kỳ quỷ dị, đem chúng ta ba giật nảy mình, lâm tuyết đơn thuần, nói cái này miêu anh có phải là tại sám hối, cho nên mình đào mắt của mình đến chuộc tội ta đối lâm tuyết cười khổ một cái, không nói gì thêm, bởi vì thực sự không muốn đả kích nàng thiện lương. Vừa rồi miêu Anh cắn đứt an tử như vậy quả quyết cùng hung tàn, gần như không có một tia dừng lại cùng do dự, trừ tàn nhẫn vẫn là tàn nhẫn, nó là không thể nào sẽ sám hối. Đúng vào lúc này, đột nhiên miêu Anh hai tròng mắt lăn đến cùng một chỗ, sau đó hợp hai làm một, biến thành một viên đại đại trong suốt trong mắt. Trong mắt phát ra một tia sáng, chiếu vào trên tường, liền cùng chiếu phim đồng dạng, rất nhanh liền xuất hiện hình tượng. Hình tượng bên trong biểu hiện, Thúy Liên đem một con mèo đen dẫn vào phòng, sau đó đóng lại cửa gian phòng, tiếp lấy bắt đầu đuổi bắt con kia mèo đen. Mèo đen trốn tránh, giấy ruộng, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát bị bắt lại vận mệnh, nó bị Thúy Liên cất vào một cái trong bao bố, sau đó mang đi. Cất vào bao tải thời điểm hình tượng trở tối, xem ra hình tượng này phát ra chính là mèo đen ký ức, miêu anh cái này ánh mắt đoán chừng liền cất giấu mèo đen ký ức, bởi vì Miêu Anh chính là mèo đen sau khi chết huyễn hóa thành. Chờ khôi phục hình tượng thời điểm, mèo đen đã bị giam tại lồng bên trong, chung quanh còn có rất nhiều chiếc lồng, trong lồng cũng giống vậy giam giữ mèo, thỉnh thoảng sẽ có mặc đầu bếp quần áo nam nhân đi tới, đây chính là tiệm cơm. Thúy Liên đem mèo đen bán cho mèo con buôn, mèo con buôn lại chuyển tay bán cho tiệm cơm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mèo đen đem gặp phải được bưng lên bàn ăn nguy hiểm. Có thể ra có ta dự kiến sự tình phát sinh, mèo đen tại người mở ra chiếc lồng trong nháy mắt đó, thế mà trốn thoát, đây quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh, mèo đen trốn thoát, cũng nhanh chóng trốn hướng nhà phương hướng. Không quá mức đau chính là, cái này mèo đen giống như quên đi nhà vị trí cụ thể, nó lạc đường, ngay tại lúc này, nó trông thấy mình tiểu chủ nhân, An Tử. An Tử cùng một đám tiểu đồng bọn đang chơi đùa, bên cạnh cũng không có đại nhân đi theo, trọng yếu nhất chính là Thúy Liên không tại là được. Mèo đen buông xuống cảnh giác, vui vẻ chạy đến an tử dưới chân dùng đầu cọ, muốn an tử dẫn nó về nhà tìm mình chủ nhân lão thái thái. Nhưng an tử nhìn thấy nó về sau, cũng không có đem nó mang về nhà, mà là tìm đến một sợi dây thường đưa nó cột vào một cái vắng vẻ địa phương, sau đó một lần lại một lần dùng kim đâm. An tử nói, nãi nãi đau con mèo này so thương hắn nhiều, chỉ cần có nấp tại, hắn liền không cách nào hoàn toàn đạt được nãi nãi yêu, hắn chán ghét mèo đen, hắn muốn dùng thật dài châm đưa nó đâm chết. Cuối cùng, An Tử thật dùng châm đem mèo đen cho tươi sống đâm chết, tại mèo đen mắt cuối cùng nhắm lại một khắc này, An Tử đang cười, cười rất thiên chân vô tà, nhưng lại vô cùng ác độc. Đến nơi đây hình tượng liền kết thúc, sau đó trong mắt hoàn nguyên, trở lại miêu Anh trong hốc mắt, cuối cùng miêu Anh hóa thành một đảo hắc khí, trôi hướng thiên không. Xem hết những hình ảnh này về sau, ta không biết Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn cảm giác gì, nhưng ta toàn thân đều dùng mình, đây là một cái năm tuổi hài tử sao. Đây quả thực là ác ma, Hoàng Nghĩa Thành cái này một nhà đến cùng là thế nào rồi? Chẳng lẽ cả nhà đều là ác nhân đầu thai sao? Audio điện tử võ tấn bền Ta từng nghe nói qua dạng này một cái cố sự là liên quan tới ác nhân đầu thai, không biết thật giả. Tại cổ đại Pháp trường trên có ba phạm nhân, hai nam một nữ, một nam một nữ là trung niên nhân, một cái khác là Tiểu Thanh Nam, bọn hắn tất cả đều là việc ác bất tật, phạm phải tội lớn ngập trời đại ác nhân, ra hình tra tấn trận chặt đầu ngày ấy, bọn hắn không khóc không náo, ba người ngược lại phá lên cười, bọn hắn còn ước định đời sau làm người một nhà, bởi vì đương thời chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Về sau ba người đầu bị chặt xuống về sau, trên mặt một điểm hoảng sợ cùng sợ hãi biểu lộ đều không có, ngược lại trên mặt lưu lại cuồng vọng cùng cao hứng, đao phủ đều gọi bọn hắn là ác nhất người. Nói chặt mấy trăm cái đầu người, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thức, quá ác. Thật đúng là đừng nói, bọn hắn kiếp sau thế mà thật làm người một nhà, hai trung niên nam nữ làm vợ chồng, cái kia tiểu thanh niên trở thành con của bọn hắn. Khi đó bọn hắn toàn bộ thôn đều sợ bọn hắn một nhà, không ai dám tới gần cùng đắc tội bọn hắn, bọn hắn đời này so sánh với đời càng ác, cuối cùng bọn hắn còn làm một kiện càng thêm phát dồ sự tình, đó chính là phóng hỏa đốt thôn, đem trong thôn 300 nhân khẩu đốt sống chết tươi, sau đó ba người đứng tại cửa thôn cười. Ngoài thôn có một tòa miếu, trong miếu này lão hòa thượng đã từng bị người trong thôn đã cứu, cuối cùng còn giúp hắn đóng ngôi miếu này, về sau trong miếu hương hỏa cường thịnh, lão hòa thượng chẳng những áo cơm không lo, còn thu rất nhiều đồ đệ, cái này đều dựa vào người trong thôn ân huệ. Lão hòa thượng nghe được ân nhân của mình đều bị thiêu chết, tức giận đến mặt đều phát xanh, cầm thiền trượng liền xuống núi đem ba cái kia ác nhân cho đánh chết tươi đánh chết ba cái ác nhân về sau, lão hòa thượng cũng tự biết nghiệp chướng nặng nề, thế là liền lên treo cổ tự sát, trước khi chết gọi đệ tử đem ba cái ác nhân táng cùng một chỗ, sau đó đem đỉnh đầu của mình xương đặt ở bọn hắn trước mộ phần, để bọn hắn không thể lại đầu thai, để tránh bọn hắn kiếp sau lại làm ác hại người hại mình. Cái này ác nhân cố sự là lão nhân trong thôn nói, cũng không biết là thật hay giả, nhưng có lẽ thật sự có một loại ác nhân, bọn hắn đầu thai thành người một nhà, sau đó tiếp tục hành hung làm ác không phải một cái năm tuổi hài tử vì sao lại có ác độc như vậy tâm địa. Đêm nay Hoàng Nghĩa thành một nhà đều xảy ra chuyện, mà ba người chúng ta người tham dự trong đó, tự nhiên thiếu không được tiến cục phiền phức, chẳng qua lần này có trương tiểu mạn tại, tăng thêm chúng ta lại là học sinh, cho nên rất nhanh liền bị thả đi, ta còn trông thấy trương hổ mang một cái màu đen cái dương tiến lãnh đạo văn phòng, cái này sự tình đoán chừng đã thỏa thỏa. Chẳng qua trương hổ tiếp đi trương tiểu mạn thời điểm chừng ta liếc mắt, ánh mắt kia giống như hận không thể muốn giết ta đồng dạng, hắn còn đối Trương Tiểu Mạn nói về sau không thể đón thêm gần ta, không phải tháng này tiền tiêu vặt không có. Trương Tiểu Mạn đi về sau, ta liền đem Lâm Tuyết đưa về nhà, thời điểm ra đi còn hôn một cái, nhưng không cho hôn môi, nói sợ nàng cha mẹ đột nhiên xuống lầu trông thấy, thật sự là khá là đáng tiếc, đây chính là nụ hôn đầu tiên, sớm cầm sáng sớm tốt lành tâm a. Trở lại trường học về sau, ta đã mệt mỏi thành chó, nằm xuống liền ngủ mất nhưng một ngủ hãy nằm mơ, mộng thấy cái kia lão thái thái. Lão thái thái nói cảm ơn ta hỗ trợ, mình giấu ở phim truyền hình dưới đáy những số tiền kia cũng không biết để lại cho ai, cho nên đều cho ta làm tạ ơn phí, sau khi nói xong ta liền tỉnh. Chương 240, chết chắc. Ta tỉnh về sau, phát hiện trên giường của mình có cái màu đen cái túi, làm ta sợ hết hồn, mở túi ra xem xét, phát hiện là nhất điệp điệp tiền mặt, có chút nhìn qua đã rất cố kỹ cũng không biết những cái này tiền mặt giấu bao lâu. Thật chẳng lẽ là lão thái thái để lại cho ta sao? Tối hôm qua nàng báo mộng cho ta sự tình đều là thật sao? Ta số một lần tiền mặt, khoảng chừng 3 vạn, cái này khiến ta có chút được sủng ái mà lo sợ, kỳ thật tối hôm qua ta cũng không chút xuất lực, giúp một tay càng là không có ý nghĩa, cái này ba vạn ta nhận lấy thì ngại. Thế là ta tan học về sau mua hai vạn người chết tiền đốt cho lão thái thái, Hy vọng nàng xuống dưới về sau thiếu nhận được tội, có thể sống yên ổn một điểm, người sống tiền nàng mang không đi, vậy liền mang nhiều điểm chết người tiền đi, dù sao đây là nàng cả một đời tích xúc. Lão thái thái sự tình xem như triệt để kết thúc, kia một nhà ba người cũng là chết thì chết, thương thì thương, đây đều là bọn hắn tạo nghiệp, oán không được người khác. Trở lại trong tiệm về sau, thì Ngôn đã trở về, nhưng A Thanh còn tại tìm kiếm thất lạc âm bài, mập mạp nói cũng không gặp nàng về cái tin không biết lúc nào là cái đầu, nói xong ngồi ở trên ghế salon than thở. Ta nói người đặt cái này sầu cái gì, lo lắng liền tự mình tìm nàng đi, đừng tại đây than thở, có cái bướm dùng. Sau đó lại hỏi thi ngôn, không nói cho ta kéo cái khách hàng lớn trở về sao. Làm sao tay không mà về. Thi ngôn trợn mắt nhìn ta một cái, nói nàng làm sao có thể tay không mà về, chỉ là cái này hộ khách nửa đường có chút việc, muốn trễ hai ngày mới tới, cam đoan là đầu cá lớn, Gọi ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thi Ngôn nói chưa dứt lời, nói chuyện ta lập tức liền lo lắng, nàng lần trước kéo cái trời vừa về đến kém chút không có hủy đi tiệm của ta cùng muốn mệnh của ta, lần này sẽ không lại mang cái gì đầu to Phật phiền phức a. À. Thi Ngôn gọi ta yên tâm, lần này hộ khách tính tính tốt vô cùng, người lại dễ nói chuyện, hơn nữa còn có tiền. Nghe Thi Ngôn nói thiên hoa loạn trụy, cũng không biết có phải hay không là, tạm thời liền tin tưởng nàng đi. Đột nhiên có chút chờ mong nàng nói người kia, thì ngôn tìm người tuyệt đối đều là có lai lịch lớn. Hỏi xong chuyện này, ta lại hướng Thi ngôn hỏi Quỷ Lê sự tình, nam nhân này sát thủ buổi sáng hôm nay thế mà một điểm động tĩnh đều không có, ta cảm giác đây là trước bão táp yên tĩnh, đoán chừng nghĩ đến thế nào giáo huấn ta đây. Vẫn là tranh thủ thời gian hướng Thi ngôn bộ điểm tư liệu của nàng, không phải ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Thi ngôn nói ta tại sao biết quỷ lê, chẳng lẽ nàng chuyển trường đi trường học các ngươi đi. Ta nói làm sao ngươi biết, hẳn là ngươi cũng nhận biết nàng. Thi ngôn nói đương nhiên nhận biết, quỷ lê chính là quỷ nương thân muội muội nàng chuyển trường sự tình có thể để quỷ người nhà đầu đều lớn, từ khi quỷ nương bởi vì trời một mà chết rồi, nàng liền đối với thiên hạ tất cả nam nhân đều tràn ngập hận ý, phàm là tới gần cùng đắc tội nàng nam nhân một cái đều không có kết cục tốt, nàng cũng là bởi vì nhà này chuyển mười mấy gian trường học, Quỷ người nhà cũng cầm nàng không có biện pháp nào. Thi Ngôn còn nói, Quỷ Lê trời sinh tính cách liền trách, mà lại cùng Quỷ Nương không hề giống, nàng tính khí nóng nảy, Quỷ Nương lại tính cách ôn hòa, hai tỉ muội là phản tính cách, Thi Ngôn không phải đặc biệt thích nàng, căn bản liền không có nói qua với nàng mấy câu. Ta còn tưởng rằng Quỷ Lê hận nam nhân là trời sinh dở hơi, không nghĩ tới là bởi vì Quỷ Nương, càng thêm không nghĩ tới hai người thế mà là thân sinh tỉ muội, nhưng ta nhìn ngang nhìn dọc hai người không hề giống, vô luận tướng mạo vẫn là khí chất, nếu như nhất định phải so nhan giá trị lời nói, quỷ nương căn bản là hơi thắng ba trù, nói trắng ra chính là vung nàng một con đường, quỷ lê kỳ thật cũng không tính xinh đẹp, chỉ có thể nói tướng mạo phổ thông, cũng không tính xấu. Thi ngôn đột nhiên dùng mắt gắt gao nhìn ta, thấy trong lòng ta cách ứng, ta nói ngươi nhìn chồng chọc ta nhìn làm gì, ngấp nghé mỹ mạo của ta. Thi ngôn làm một cái nôn mửa động tác về sau, liền hỏi ta có phải là đắc tội quỷ lê. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không nghĩ giấu giếm nữa, trực tiếp đem sự tình nói ra, thì ngôn thế mà lập tức dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn ta, để ta toàn thân dùng mình một cái. Ta nói không có khoa trương như vậy chứ, quỷ lê trước đó tổn thương đều là người bình thường, ta thế nhưng là mau sơn quỷ đạo truyền nhân, nàng lợi hại hơn nữa chúng ta ít nhất cũng phải chia ba bảy, coi như đấu không lại nàng, ta tránh đi nàng có lẽ còn là không có vấn đề. Thi ngôn gọi ta dẹp đi đi, chúng ta những người này ở đây quỷ quái trước mặt coi như có chút năng lực, nhưng là gặp được bác sĩ, vậy liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau, quỷ gia nhân ở cổ đại liền được xưng là quỷ y, cái này mấy trăm năm truyền thừa xuống chữ y thuật, còn có độc thuật, nàng muốn đối người hạ độc, lấy hiện tại y thuật căn bản không ai có thể nhìn ra được, đây cũng là vì cái gì quỷ lê mỗi lần xuống tay đều không ai có thể định nàng tội. Lúc đầu ta còn trong lòng còn có may mắn, nhưng nghe thi ngôn vừa nói như vậy, ta đột nhiên cảm giác mình giống như chết chắc. Lúc này ta không nói hai lời liền xông ra cửa tiệm, chờ trở, trở về thời điểm trong tay sách một bao lại một bao đồ ăn vặt, còn có sát vách đường phố nổi danh nhất ăn mày, hóa gà, cũng chính là mọi người thường nói tên ăn mày gà, nó màu sắc đỏ thấm sáng tỏ, hương thơm xông vào mũi, tấm xốp giòn thịt mềm, cửa vào xốp giòn nát mập mạp, phong vị đặc biệt, là thi ngôn yêu nhất. Thi ngôn sau khi thấy, chảy nước bọt đối ta làm nũng nói, lâm nguyên ca ca, ngươi thật sự là quá tốt, yêu ngươi, a à a à đát. Đây là thi ngôn lần thứ nhất gọi ta Lâm Nguyên ca ca, cũng là một lần cuối cùng, nguyên nhân gây ra chính là vì một con gà ăn mày. Nói xong nàng đẩy ra ta, đem gà cướp đến tay ăn như hổ đói lên, ta nói cái này gà ngươi cũng không thể ăn không, quỷ lê sự tình phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta cũng không muốn chết. Đầu này mạng nhỏ còn phải giữ lại lo liệu rất nhiều chuyện, sao có thể gãy tại một cái không hiểu thấu nữ nhân trong tay thi ngôn nói không có cách gọi ta mua tốt bảo hiểm chuẩn bị tiến nằm bệnh viện đi ta vội vàng đem gà đoạt trở về không có cách nào ngươi mẹ nó còn ăn ta gà phi không muốn mặt ta nói cầm cho chó ăn được có 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 biện pháp lão bản tỉnh táo tỉnh táo thi ngôn ăn một nửa bị cướp đi đều nhanh muốn khóc lên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bằng không cái này gà ngươi cũng đừng ăn còn có cái này đồ ăn vặt ta cho mập mạp được ta uy hiếp nói có, có, ngươi cho ta ngẫm lại, Thi Ngôn bắt đầu liếm tay đầu ngón tay, trong phòng đi tới đi lui, giống như đang suy tư. Có, lão bản ngươi nghe nói qua đường môn sao? Thi Ngôn hỏi. Ta nói nhận biết a, à, nhìn qua võ hiệp kịch đều biết, đường môn lấy ám khí cùng độc nghe tiếng nha, chẳng qua những cái này đều chỉ là xuất hiện ở tivi cùng trò chơi trong tiểu thuyết, trong hiện thực nào có cái gì đường môn? Thi Ngôn nói trong lịch sử có hay không đường môn môn phái này nàng không biết nhưng là cũng có cái cùng đường môn không sai biệt lắm gia tộc. Gia tộc này họ Hoàng phủ, nghe nói là danh y Hoàng phủ Mật Hậu đại, gia tộc này tại một lần trong chiến loạn chết gần một nửa người, về sau bọn hắn vì tránh né chiến loạn, chỉ có thể trốn vào trong núi lớn. Gia tộc những người còn lại tổng kết lần này giáo huấn, minh bạch y thuật chỉ có thể cứu người, nhưng gặp được thời điểm nguy hiểm lại không thể tự cứu, cho nên bọn hắn quyết định chuyên tâm nghiên trị độc thuật cùng ám khí. Dân ra, y thuật của bọn hắn lùi bước rất nhiều, nhưng độc thuật cùng ám khí lại cực kỳ lợi hại, mới ra đại sơn bọn hắn hai thứ này bản lĩnh liền văn danh thiên hạ. chương 241, Mạnh nhất chuyển di đại Pháp Chẳng qua về sau gia tộc này giống như đắc tội rất nhiều người, cuối cùng càng là giảm âm thanh không để lại dấu vết, đã có rất ít người nghe nói qua tin tức của bọn hắn. Nhưng ở thi ngôn 10 tuổi thời điểm, có cái họ hoàng phủ tìm nàng cha xem bói, nàng thế mới biết nguyên lai like trong lịch sử có cái dạng này gia tộc, giống như cùng trong tiểu thuyết đường môn giống nhau đến mấy phần. Ta nghe xong có chút mộng, nói quỷ lê cái này sự tình cùng hoàng phủ gia tộc có quan hệ gì? Ngươi nói cái này làm gì? Thi ngôn nói ta có phải là ngốc, hoàng phủ gia tộc y thuật mặc dù so ra kém quỷ nhà, nhưng luận độc thuật, đây chính là toàn thắng quỷ nhà. Nếu như có thể tìm tới hoàng phủ gia tộc người giúp ta đối phó quỷ lê, vậy ta còn sợ cái truy. Ta nghe xong giống như có chút đạo lý, nhưng hoàng phủ cái này họ ta chỉ nghe qua, trong cuộc sống hiện thực chưa từng thấy qua họ hoàng phủ cái này người ta đi đâu mà tìm đây lúc này thi ngôn thừa dịp ta không chú ý một tay lấy gà ăn mày đoạt trở về sau đó trực tiếp hướng miệng tắc sợ ta lại đoạt lại đi tìm cái gì tìm a à, hắn ngay tại người trường học thi ngôn một bên ăn như hổ đói ăn gà vừa nói tại ta trường học người thế nào biết đến ta hỏi thi ngôn nói nàng đương nhiên biết năm đó người của hoàng phủ ra tìm nàng cha xem bói ba nàng liền gọi hắn hài tử cao trung nhất định phải tại kia trường học đọc, nói có tên tiểu tử sẽ giúp hắn né qua cái này sinh tử đại nạn, bằng không mà nói, ai cũng cứu không được con của hắn, chẳng qua hắn hiện tại học lớp mấy thi ngôn cũng không biết, hẳn là không tốt nghiệp. Ta nghe xong cái này sự tình thật đúng là xảo, thế mà người ngay tại trường học của chúng ta, vậy ta xế chiều hôm nay tan học muốn đi tìm tìm, nhìn xem cái này hoàng phủ gia tộc người đến cùng như thế nào, ta khi còn bé nhìn tiểu thuyết phó hiệp rất là ưa thích đường môn, không nghĩ tới trong cuộc sống hiện thực thật là có đường môn nguyên hình. lại nói thi ngôn tướng thuật quẻ học không phải sư phó của nàng giáo sao? làm sao ba nàng cũng hiểu tướng thuật mà lại thế mà có thể tính tới nhiều năm như vậy sau sự tình, cái này đạo hành phải có cao bao nhiêu? thi ngôn liếm liếm ngón tay nói, ai nói ta tướng thuật quẻ học là lão đầu kia giáo? ta cái này thân bản lĩnh duy chỉ có cái này không phải hắn giáo, đoán mệnh là nhà ta sống một mình gia tộc truyền thừa, lão đầu kia đoán mệnh còn không có ta chuẩn đâu, còn dạy ta, hừ. Nguyên lai like thi ngôn trong nhà là thế hệ coi bói, ta nói vậy ngươi làm sao ra tới ăn xin đây. Cái niên đại này kẻ có tiền nhiều, coi bói tại bọn hắn trong túi bỏ tiền có thể dung dễ, có bản lĩnh đoán mệnh lão trên cơ bản đều là eo quấn bạc triệu, ở dương lâu lái xe xịn, thi ngôn thế nào liền lấy cái chén bể khắp nơi lắc, nếu không phải ta thu lưu nàng, đoán chừng còn phải lắc, no bụng dừng lại đói dừng lại, thời gian nhiều không dễ chịu. Lan, Lan, quấy giày lão nương ăn cái gì? Các người những phàm nhân này làm sao biết chúng ta những cái này tiểu tiên nữ phiền não? Thi ngôn chẳng những không đáp vấn đề của ta, ngược lại đem ta cho đuổi mở cũng được. là thời điểm về trường học lên lớp. trở lại phòng học về sau, ta quen thuộc lấy ra sách giáo khoa, nhưng rất nhanh ta liền phát hiện cái này sách giáo khoa ra trên có một chút màu trắng bột phấn. mình vừa rồi cầm sách lúc sau đã dính một tay. Ta vội vàng dùng khăn tay lau sạch sẽ tay, nhưng tay lại ở thời điểm này ngứa là vô cùng, ta lập tức hiểu rõ ra, những cái này bột phấn có vấn đề, ta nhịn không được bắt mấy lần, phát hiện càng gãi càng ngứa, mà lại toàn bộ tay đều là tinh hồng vết chảo. Đừng bắt, nếu không càng gãi càng ngứa, thẳng đến ngươi nhịn không được sẽ dùng đao chém đứt mình tay. Bên cạnh quỷ lê sâu kín nói, nàng khóe môi vỉnh lên, khắp khuôn mặt là đắc ý biểu lộ. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? ta hoảng sợ nhìn qua nữ nhân này, nàng chẳng lẽ đối ta hạ độc đi. Quỷ lê cười một tiếng, chỉ chỉ ta trên sách bột màu trắng, sau đó một tay nâng cầm lên, giống như đang chờ nhìn màn kịch hay của ta. Cho tới bây giờ còn không có nam nhân dám nói chuyện với ta như vậy, có, đều tiến nằm bệnh viện, người tình tiết đặc biệt ác liệt, cho nên ta phải từ từ tra tấn ngươi, cái này bột phấn sẽ chỉ làm ngươi ngứa bên trên mấy giờ, sẽ không đả thương đến ngươi, nhưng mấy canh giờ này bên trong ngươi sẽ sống còn khó chịu hơn chết." Quỷ Lê lẳng lặng nhìn, trên mặt biểu lộ rất là đắc ý, thật giống như ta là nàng nuôi nhốt sinh vật đồng dạng, nàng muốn làm sao cha tấn ta liền làm sao cha tấn ta. "Chẳng qua đâu, nếu như ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, ta liền suy tính một chút đem giải dược cho ngươi." Quỷ Lê nói. "A, à, cái này Quỷ Lê cũng quá xem thường ta Lâm Mỗ người, nam nhi dưới đầu gối là vàng, bên trên lại trời địa." Quỳ xuống phụ mẫu, muốn ta quỳ nàng, ta nhổ vào, coi như ta đem cái tay này chặt cũng sẽ không thỏa hiệp nàng. Ta mặc dù không phục lắm, rất không cam tâm, nhưng nàng cái này độc quá ngứa, lại không thể cào, thật sự là sống còn khó chịu hơn chết. Không được, ta phải đi nhà vệ sinh tẩy một chút tay, có lẽ có thể đem cái này độc cho rửa sạch sẽ, coi như chỉ có thể hóa giải một chút cũng được, đây cũng quá mẹ nó ngứa, người kia có thể nhận được. Không thể đụng vào nước cái này độc đụng một cái nước liền sẽ sôi trào, đến lúc đó da của ngươi liền sẽ hư thối, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Quỷ lê cảnh cáo nói, dựa vào, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cứ như vậy ngồi không mấy giờ, ai có thể chống được, liền hiện tại ta đều đã ngứa phải đầu đầy mồ hôi, toàn thân khó chịu. Cầu ta a, à, quỷ xuống đến cầu ta liền cho ngươi giải dược. Quỷ lê lại một lần nữa nói, trong lúc biểu lộ tràn đầy chờ mong, nàng chờ mong ta quỷ xuống đến một khắc này, đó chính là nàng thắng lợi một khắc. Lần này nội tâm của ta bắt đầu dao động, bởi vì quá tra tấn người, thật giống như có vô số con kiến tại trên tay người bò đồng giạc, người còn không thể cào, loại cảm giác này các người có thể trải nghiệm đạt được sao. Ta thậm chí đều nghĩ đến mau đem ta cái tay này chặt rơi được, mặc dù ta không có ưng, cũng không có tiểu long nữ, nhưng ta y nguyên tình nguyện làm dương quá. Không được, không được, không thể nhận thua, không thể quỳ, làm sao cũng phải chống đỡ, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chuyển di lực chú ý, chỉ có dạng này ta khả năng chống qua mấy giờ độc phát thời gian. Lão sư đến về sau, ta bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, ý đồ dùng phương pháp như vậy phân tán lực chú ý, nhưng về sau ta phát hiện căn bản vô dụng, ngược lại càng mẹ nó ngứa. Dựa vào, kia không có cách nào, ta chỉ có thể dùng hàng nội địa lăng lăng sơn bên trong tinh ra một chiêu kia. Ta nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại di động đem ra, lại mở ra yên lặng, tiếp lấy đem điện thoại di động ta bên trong chân tàng nhiều năm loại kia phim đem ra. Đúng, tại giờ đi học, ngồi cùng bàn vẫn là cái nữ đồng học, ta cứ như vậy chẳng biết xấu hổ dùng di động tại dưới đáy bàn nhìn xem loại kia phim, lần này ta liều, ta đem tất cả mặt mũi đều đánh cược, đừng để lão tử thắng, lão tử nếu là lần này không có việc gì, khẳng định tìm hoàng phủ gia tộc người tới chơi chết ngươi. Quỷ lê, ngươi chờ đó cho ta. Trước đó ta đối nàng là sợ hãi, nhưng bây giờ đã biến thành phẫn nộ, âm hiểm hạ độc thì thôi, thế mà còn muốn ta quỳ xuống dùng cái này đến nhục nhã ta, nữ nhân này quá mức, ta liền không tin trên thế giới này không ai có thể trị được ngươi. Nói trở lại, cái này không khí xem phim, thật có chút khẩn trương cùng hưng phấn, cái này ngứa lập tức liền bị phương diện nào đó hóa giải một nửa. Chương 242, Lori học kỳ. Cứ như vậy, ta dựa vào phim một mực dáng chống đỡ đến nghỉ, may mắn ngồi cùng bàn không có phát hiện không phải ta liền thảm, cái này sự tình truyền đi, vậy ta trên cơ bản sẽ đỏ thấu nửa bầu trời, tăng thêm mấy lần trước sự kiện, hẳn là cái này trường học sẽ không có người không biết ta. Sau khi tan học, ta phát hiện mình tay thế mà không có việc gì, vừa rồi loại kia muốn mạng ngứa là hoàn toàn biến mất, dựa vào, lão tử rốt cục mình gắng gượng qua đến, ngẫm lại đều là lòng chua sót nước mắt. Cố lấy cảm khái, trên điện thoại di động phim còn không có đóng, quỷ lê cực kỳ hiếu kỳ ta là thế nào chịu nổi, Thế mà ngứa thành dạng này còn không rên một tiếng, chỉ là cúi đầu nhìn cái bàn, khẳng định là bên trong có cái gì mờ ám. Quỷ Lê vội vàng thăm dò hướng ta bàn này dưới đáy xem xét, chờ nhìn thấy điện thoại di động ta bên trên nội dung thời điểm, nàng ngay lập tức mặt đỏ lên, há to mồm liền nghĩ phát ra rít lên một tiếng, may mắn ta tay mắt lanh lẹ, cuống quýt che miệng nàng lại, gọi nàng câm miệng cho ta, đừng ồn ào, sau đó vội vàng đem trên điện thoại di động phim đóng lại chính mình mới thở ra một hơi dài. Ngươi, ngươi, hèn hạ vô sỉ, đồ lưu manh, quỷ lê đỏ mặt, đối ta mắng. Ai, lời kịch này làm sao quen thuộc như vậy, giống như ai cũng thường xuyên dạng này mắng ta tới. Làm sao liền hèn hạ vô sỉ, người mới hèn hạ vô sỉ đâu. Thế mà tại ta trên sách học hạ độc, hèn hạ nhất chính là ngươi, phi, số nữ nhân. Vừa rồi ta ngứa tay không tâm tư mắng nàng, hiện tại ta tốt, lão tử không đồng nhất miệng nước ga mặn phun chết nàng. Ngươi thế mà lên lớp nhìn loại đồ vật này, còn có lý rồi. Quỷ lê nhìn ta mắng nàng như vậy ra sức, bắt đầu không vui vẻ, còn muốn vạch trần ta. Ta nhìn làm sao vậy, còn không phải ngươi xú nữ nhân này ép, nếu không phải ngươi đối ta hạ độc, ta sẽ làm loại chuyện này sao? Ngươi có kế trương lương, ta có thang trèo tường, không nghĩ tới sao? Hừ, ta lười nhắc cùng ngươi nhao nhao, lâm nguyên, ngươi chờ đó cho ta, ta hiện tại đối cửu hận của ngươi gia tăng đến gấp một vạn lần, Ta muốn người muốn chết không xong, muốn chết không được." Quỷ Lê sau khi nói xong, hất đầu chạy ra phòng học. Nhìn nàng khí mặt đều phát xanh, đoán chừng lần sau độc sẽ càng thêm hung ác, nếu như ta không nhanh chút tìm tới người của Hoàng phủ ra, đoán chừng mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, đã cử oán đã kết xuống, ta cũng sẽ không sợ sệt, quỷ lê lợi hại hơn nữa, cũng có người có thể đối phó nàng. Ta chạy ra phòng học, sau đó mời trường học đăng ký lão sư ăn một bữa cơm. Ngay từ đầu hắn còn không chịu hỗ trợ, nói trường học cái này sự tình quản được nghiêm, không thể tùy tiện nói, về sau ăn vào một nửa thời điểm ta lại cho hắn nhét một đầu đại trung hoa hắn mới bằng lòng hỗ trợ. Sau khi trở về không tới một cái giờ kia đăng ký lão sư liền gọi điện thoại cho ta, nói trường học hoàn toàn chính xác có cái họ Hoàng phủ, gọi Hoàng phủ Uyển, đọc lớp 12, tại lớp 12 năm ban, nói xong còn căn dặn ta không muốn ra bên ngoài nói, bị trường học biết muốn mất chén cơm sau đó liền đưa điện thoại cho treo. Ai u, vẫn là cái học tỷ, tưởng rằng cái nam đâu, may mắn cái này sự tình sớm một chút, nếu không nàng nên tốt nghiệp đi, chẳng qua thi ngôn nói nàng có cái sinh tử kiếp khó, không biết vượt qua không có, cái kia có thể giúp nàng độ khó khăn tiểu tử nàng đã tìm được chưa? Mặc kệ, ngày mai lại đi tìm nàng. Ngày thứ hai khi đi học, ta vô cùng cẩn thận kiểm tra hết thảy, chẳng qua giống như không có có gì không ổn, thẳng đến nghỉ quỷ lê cũng không có ra tay với ta, nhưng nàng trên mặt một mực treo âm trầm nụ cười, cười đến ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Sau khi tan học, ta cùng như bị điên chạy ra phòng học, sợ quỷ lê lại đột nhiên đối ta hạ độc, người nói âm thuật đạo thuật ta còn có thể ứng đối một chút, nhưng cái này độc thuật ta thật sự là nhất khiếu bất thông, rốt đặc cán mai, nàng coi như đối ta hạ độc ta cũng không biết, cho nên chỉ có thể tận lực rời xa nàng. Rời đi phòng học về sau, ta sợ cái kia gọi Hoàng Phủ Uyển Nhi chạy, vội vàng chạy lên lâu, sau đó tìm được lớp 12 năm ban, tùy tiện tìm người hỏi ai là Hoàng Phủ Huyền. Người anh em này cũng sảng khoái, trực tiếp liền hướng phòng học hô một cuống họng, Uyển Nhi, có người tìm ngươi. Lúc này từ trong phòng học đi tới cả người cao không tới 1 mét năm nhỏ Lori, nàng ghim đáng yêu xong đuôi ngựa, mặc trắng noãn váy đồng phục, dưới chân mặc phấn hồng tiểu hài, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, dùng đến đáng yêu bé con âm hướng ta hỏi, ngươi là ai? Tìm ta làm gì? La, Ly, ta dựa vào, không có nghĩ đến cái này gọi Hoàng Phủ Huyền Nhi học tỷ thế mà là cái thân cao không đủ 1m5 nhỏ lori điều này cùng ta trong tưởng tượng độc môn hậu duệ hoàn toàn khác biệt a à, hồn đạm học tỷ ngươi ta đột nhiên không biết nói cái gì cho phải đứng tại lori trước mặt lại có loại khẩn trương cảm giác đây là cái gì quỷ chẳng lẽ là bởi vì ta hôm qua xem chiếu bóng cùng lori có quan hệ sao mà lại ta đặc mèo còn phải gọi nàng học tỷ hoàng phủ uyển nhi kỳ thật dáng dấp cũng không kém chính là loại kia nhỏ lên tinh xảo, lớn sẽ khuynh quốc khuynh thành loại kia, điểm này không khoa trương, Lori kỳ thật trong cuộc sống hiện thực không nhiều, lại trừ bỏ xấu những cái kia, chân chính đẹp mắt Lori liền càng ít, Hoàng Phụ Huyển Nhi xem như trong đó một cái đi. Niên đệ A, à, tìm ta có chuyện gì đâu? Hoàng Phụ Huyển Nhi hỏi, kỳ thật thanh âm của nàng không hề giống bé con âm, hẳn là dùng sữa âm càng thêm thích hợp đi, nghe lại manh lại đáng yêu, thanh âm này, giống như cùng với nàng người đồng dạng, hoàn toàn không có nảy nở giống như ta vừa định đem sự tình nói cho nàng nhưng nàng lúc này lại đối ta làm một cái chớ lên tiếng động tác suỵt người đừng nói trước hoàng phủ huyền nhi y nguyên dùng đến manh manh sữa âm nói ngón tay nhỏ đặt ở trong miệng ở giữa gọi ta đừng lên tiếng ta có chút không hiểu nhưng vẫn là ngậm miệng lại hoàng phủ huyền nhi đột nhiên dắt ta tay sau đó dụng lực nắm bắt lòng bàn tay của ta đau đến tạo hoa một tiếng sau đó vội vàng rút tay về cái này nhỏ Lori đừng nhìn vóc dáng không lớn, khí lực lại không nhỏ, bóp lòng bàn tay ta đau chết, ta nói học tỷ ngươi làm gì, vì cái gì đột nhiên bóp lòng bàn tay ta. Hoàng Phủ Huyền Nhi gọi ta hiện tại nhìn xem cánh tay của mình có biến hóa gì hay không. Nghe nàng kiểu nói này, ta lập tức giơ cánh tay lên xem xét, thế mà phát hiện có một vệt đen từ lòng bàn tay một mực kéo dài đưa ra ngoài. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta không hiểu hỏi, mới vừa rồi còn không có đầu này hắc tuyến, làm sao Hoàng Phủ Uyển Nhi bóp lòng bàn tay ta liền ra tới cái này, chẳng lẽ nàng đối ta hạ độc? Hẳn là sẽ không, ta cùng với nàng lần thứ nhất gặp mặt, không oán không cừu, nàng vì sao lại đối ta hạ độc? Sẽ không phải là quỷ lê a, nhưng hôm nay nàng giống như không đối ta làm cái gì, chẳng lẽ nàng đã xuống tay, nhưng ta còn không biết. Niên đệ, người chúng độc biết sao? Hoàng Phủ Uyển Nhi nãi thanh nãi khí nhắc nhở. Chúng độc, quả nhiên, khẳng định là quỷ lê cái kia xú bà nương, nhưng ta đến cùng là thế nào chúng độc? Cái này lại là cái gì độc? Hoàng Phủ Uyển Nhi nói, cái này độc gọi hắc khổng tước, chúng độc người ba ngày sau khả năng trông thấy đầu này hắc tuyến, nếu như không có giải dược, làm hắc tuyến leo đến khuỷu tay thời điểm, chúng độc người liền sẽ một mệnh ô hô, vừa rồi Hoàng Phủ Uyển Nhi dùng sức theo lòng bàn tay của ta, để huyết dịch tăng tốc tuần hoàn, cho nên nọc độc cũng tăng tốc phát tác, không cần ba ngày hắc tuyến liền hiện ra ta dựa vào, Lori học tỷ, người nói cho ta chúng độc là được, có dùng hay không giúp ta tăng tốc chúng độc A, à, vậy ta không phải chết được càng nhanh một chút sao? chương 243, Lạc Đường Hoàng Phủ Uyển Nhi nói không cần lo lắng, điểm ấy nhỏ độc nàng còn không để vào mắt, 3 phút liền có thể cho ta giải, bọn hắn Hoàng Phủ ra hạ độc và giải độc đều là thiên hạ vô song, nhà bọn hắn nhận thứ hai, vậy liền không ai dám nhận thứ nhất. Ta nhíu mày, nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, có chút không dám tin, Hoàng Phủ gia thật có nghiêu như vậy. Thật có thể cùng TV trong tiểu thuyết đường môn đánh đồng. Hoàng Phủ Uyển Nhi nhìn ta một bộ không tin biểu lộ cũng không có sinh khí. Ngược lại không chút hoang mang cầm cái kiêu kiêu đường ngầm tại miệng bên trong. Bộ dáng phi thường đáng yêu, để ta đều có một loại muốn hôn nàng một hơi xúc động. Chẳng qua ngấm lại liền tốt, hiện tại đã trúng một loại độc, ta cũng không muốn lại trúng loại thứ hai. Hoàng Phủ Uyển Nhi một bên nhai lấy kiêu kiêu đường một bên lấy ra một cây ngón trỏ dài ngắn ngân châm nàng đem ngân châm phân biệt vào ta năm ngón tay trước mặt dẫn xuất thứ nhất giọt máu đen về sau nàng đột nhiên lập tức đem ngân châm cắm ở mạch đập của ta bên trên đem ta dọa gần chết còn tưởng rằng gặp tên niên đây không phải muốn mạng của ta sao nào có người ngân châm cắm mạch đập nhưng căn này ngân châm cắm ở mạch đập của ta bên trên ta cũng không có bất kỳ cái gì đau khổ thậm chí liền một giọt máu đều không có chảy ra ngược lại có chút dễ chịu Hoàng Phủ Huyền Nhi nhẹ nhàng giấy ruộng ngân châm, qua bốn người mấy giây sau, ta trên bàn tay cây kia hắc tuyến thế mà chậm rãi biến mất. Hoàng Phủ Huyền Nhi nở nụ cười, như cái đáng yêu tiểu thiên sứ, sau đó rút ra ngân châm, nói đi, nàng nhìn một chút thời gian, nói vừa vặn ba phút, không nhiều cũng không ít. Ta lắc lư xuống tay cánh tay, phát hiện không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại nhẹ nhõm không ít, cái này độc xem ra là thật dài ta hỏi Hoàng Phủ Huyền Nhi cái này độc có phải là quá nhẹ, cho nên giải nhẹ nhóm, không phải 3 phút liền giải quyết, cũng quá nhanh một chút. Hoàng Phủ Huyền Nhi lắc đầu, nói cũng không phải là, hắc khổng tước là mãn tính kịch độc, thậm chí có thể cùng hạc đỉnh hồng đánh đồng, chính là một cái nhanh, một cái chậm, nhưng hắc khổng tước càng tra tấn người, thật giống như được màn cuối ung thư đồng dạng, để thể xác và tinh thần của ngươi đều chịu nghiêm trọng sợ hãi cùng đả kích, nó không giống hạc đỉnh hồng, uống hết liền ở ra rắm, cũng chính là một loại đơn giản muốn mạng người độc dược, cho nên nói, Hoàng Phủ Uyển Nhi cảm thấy hắc khổng tước càng hơn một bậc. Nghe Hoàng Phủ Uyển Nhi vừa nói như vậy, ta tức giận đến nghiến răng, thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà, cái này quỷ lê cũng quá ác đi. Thế mà tại trên người ta dùng loại độc dược này, nàng chẳng những muốn ta mệnh, còn muốn tra tấn ta, chẳng qua cái này cũng nói rõ Hoàng Phủ Uyển Nhi giải độc năng lực mạnh, xem ra nàng thật đúng là có thể đối phó quỷ lê. Nhiên đệ, Người cái này độc là ai cho ngươi hạ? Trong trường học còn có loại này cao nhân A. Ngươi tới tìm ta chính là vì giải độc sao? Hoàng Phủ Uyển Nhi gãi đầu hỏi. Ta lắc đầu, nói không phải, ta căn bản liền không biết mình chúng ta độc, ta đến tìm nàng là vì đối phó quỷ lê. Ta đem sự tình đều nói với nàng, hy vọng nàng có thể trợ giúp ta, thù lao đều có thể thương lược. Hiện tại đối với ta mà nói, mệnh so tiền trọng yếu, mặc dù ta là một người nghèo rất mồng tơi, nhưng ai kêu ta chọc quỷ lê cái này con mụ điên. Ai biết Hoàng Phủ Uyển Nhi nghe thỉnh cầu của ta sau lại một tiếng cự tuyệt, một là nàng cùng ta không phải rất quen, không cần thiết hỗ trợ, mới vừa rồi giúp ta giải độc đã là tận học tỷ trách nhiệm, hai là nàng đối tiền không có hứng thú gì, ba là nàng không muốn cùng người dính vào cái gì ân oán, cũng không có cái kia nhàn công phu, nàng muốn tại tốt nghiệp trước đó tìm tới cái kia ân nhân cứu mạng của mình, bằng không, nàng liền sẽ chết. Ta có chút kỳ quái, hoàng phủ uyển nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao phải nhất định tìm tới kia cá nhân tài năng cứu nàng ta hỏi nàng lại không chịu nói gọi ta đi nhanh lên nàng sự tình cũng không phải cái gì chuyện đùa nói ra cực kỳ khủng bố sợ dọa ta nói rụt rụt đầu làm một cái sợ hãi biểu lộ mặt khác thêm le lưỡi manh ta một mặt máu nàng nói xong ta liền cười nàng đột nhiên bĩu môi hừ một tiếng giống như có chút tức giận hỏi ta là không là không tin nàng Ta nói tin tưởng A, à, học thì ta làm sao có thể không tin. Hoàng Phủ Uyển Nhi hỏi vậy ta vì cái gì cười? Ta nói mình không phải cười cái này, ta là cười nàng lại làm sao biết có thể cứu nàng người kia không phải ta. Lúc đầu câu nói này ta chỉ là che, mục đích đúng là hống nàng đem chính mình sự tình nói ra, nhưng về sau ta mới phát hiện, mình thế mà đặc meo đoán đúng, thiên hạ sự tình, thật sự là không khéo không thành sách. Hoàng Phủ Uyển Nhi nghe xong, thế mà thân thể giật cả mình sau đó chăm chú nắm tay của ta không thả, là ngươi sao? Là ngươi sao? Ta vội vàng hất ra nàng tay, gọi nàng đừng kích động, ta nói có thể là ta, nhưng không nhất định là ta, ngươi trước tiên cần phải đem sự tình cho ta nói một lần. Hoàng Phủ Uyển Nhi mặc dù nhíu mày, do dự một hồi lâu, nhưng ở ta quấy giày đòi hỏi cùng vừa dỗ vừa lừa dưới, nàng cuối cùng đem chính mình sự tình cho chiêu. Hoàng Phủ Uyển Nhi đại khái 10 tuổi năm đó Tết Thanh Minh, nàng đi theo các trưởng bối cùng đi tảo mộ, bởi vì nghịch ngợm, nửa đường thời điểm nàng liền tự mình chạy đi, ở quen thành thị hài tử, nào có cơ hội tiếp xúc đại sơn, lên núi sau tự nhiên là cùng dã giống như con khỉ chạy khắp nơi, về sau bất chi bất giác càng chạy càng xa, đợi đến mình phát hiện về sau, đã tìm không thấy đường trở về, nàng mê thất tại trong núi lớn. Hoàng Phủ Uyển Nhi bắt đầu hoảng, không ngừng đang tìm đường trở về, nhưng nàng càng chạy càng xa, hoàn toàn tìm không thấy đường trở về, mà lại bên cạnh tất cả đều là mộ bia, Dọa đến nàng khóc giống lên, trước đó mộ bia đều là người, bởi vì là Tết Thanh Minh, cho nên mới bái mộ rất nhiều người, nhưng những cái này mộ đều là cỏ dại, mà lại vị trí rất hoang vu, không có bất kỳ ai, đừng đề cập nhiều làm người ta sợ hãi, hoàng phủ uyển nhi một đứa bé, có thể không dọa khóc sao? Khóc mệt mỏi về sau, nàng liền bắt đầu cảm thấy đói bụng, nàng xoa xoa nước mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Đi đại khái sau 5 phút, nàng đột nhiên trông thấy có một cái mộ cùng cái này bên cạnh tất cả mộ cũng khác nhau, nó không có cỏ dại, chung quanh sạch sẽ, phía trước đặt vào rất nhiều tế bái phẩm, có gà cùng thịt heo, còn có bánh bao hoa quả, mọi thứ đầy đủ, mộ bên cạnh còn có tiền giấy cho cùng pháo hôi, xem ra cái này mộ vừa mới có người đảo qua, có thể để Hoàng Phủ Huyền Nhi cảm thấy kỳ quái là, làm sao quét xong mộ không cầm tế phẩm đi, cái này thật lãng phí nha. Hoàng Phủ Uyển Nhi liếm môi một cái, cũng chịu không nổi nữa đói, mặc dù người trong nhà không để nàng ăn tế phẩm, nhưng bây giờ bụng gục gục đang gọi, đâu còn quản được những thứ này? Nhưng hoàng phủ uyển nhi tay còn không có động phải, đột nhiên liền có một cái hai mươi mấy tuổi tỷ tỷ hung hăng vỗ một cái nàng tay, dọa đến nàng mau đem tay cho rụt về lại. Tỷ tỷ này dáng dấp rất thấp, đại khái một mét bốn mấy, mặc một thân quần áo đỏ, hóa thành nùng trang, trên chân là một đôi màu đỏ dài thêu, trên tay còn chống đỡ một cái màu đen dù che mưa cái này khiến Hoàng Phủ Huyền Nhi rất kỳ quái, hôm nay là trời đầy mây, không mưa vô tình, lớn trời đầy mây, tỷ tỷ này chống đỡ cái gì dù, vẫn là dù đen, cái này không vẽ vời thêm chuyện sao. chương 244, Kỳ Quái Nữ Nhi Tỷ tỷ đột nhiên lớn tiếng quát lớn Hoàng Phủ Huyền, nói nàng trộm đồ, những cái này ăn đều là nàng, sao có thể tùy tiện cầm, cái này cùng kẻ trộm có gì khác biệt. Hoàng Phủ Huyền Nhi chu mỏ một cái, có chút hủy khuất, Nàng còn tưởng rằng những cái này tế phẩm đều không ai muốn nàng mới ăn, không nghĩ tới chủ nhân ngay tại bên cạnh còn bị tóm gọn. Đã bị bắt được, nàng cũng không thể nói gì hơn, đói bụng đến nỗi ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, nàng càng thêm không có giải thích, chỉ là đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu hối hận mình tinh nghịch, không nên một người rời nhà người, hiện tại ngược lại tốt, lạc đường, bụng lại đói, nào có khí lực tiếp tục đi đường. Tỷ tỷ nhìn Hoàng phủ Uyển Nhi không nói gì, mắng cũng không có gì hay liền không lại trách tội nàng, chỉ là đem chọn con gà xé ra, sau đó hướng miệng bên trong thu, ngẫu nhiên lại gặm hai miệng thịt heo, thấy bên cạnh Hoàng Phủ Uyển Nhi nước bọt đều lưu dài hơn một thước, còn có kia gà quay hương khí, quả thực để nàng thèm ăn muốn cắn đứt đầu lưới của mình. Tỷ tỷ, có thể hay không phân ta một điểm, ta lạc đường, thật đói. Hoàng Phủ Uyển Nhi nuốt một ngụm nước bọt, ao ước nhìn xem hồng y tỷ tỷ. Không thể, cái này là của ta, người ăn không được. Hồng Y tỉ tỉ liếm liếm ngón tay, trực tiếp liền cự tuyệt. "Thật ao ước, muốn ta là ngươi liền tốt." Hoàng phủ Uyển Nhi che lấy bụng sôi lột rột, tội nghiệp nhìn qua Hồng Y tỉ tỉ, trong ánh mắt tràn ngập ao ước. "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi muốn làm ta?" Hồng Y tỉ tỉ đột nhiên dừng lại động tác trên tay, miệng bên trong đùi gà còn nửa cắn, miệng đầy mập dầu. "Nghĩ a, à, có nhiều như vậy ăn ngon, cái này gà quay nghe lên thơm quá a, à, thật muốn ăn." hoàng phủ uyển nhi lại liếm liếm đầu lưỡi bụng kêu lợi hại hơn ha ha nếu như ngươi làm ta những cái này đều cho ngươi không y tỉ tỉ đột nhiên đem tất cả tế phẩm đều đẩy lên hoàng phủ uyển nhi phía trước tốt tốt hoàng phủ uyển nhi vỗ tay sau đó cầm lấy một con cá liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn vậy liền một lời đã định nha không y tỉ tỉ nói ừm ừ hoàng phủ uyển nhi đã cực kỳ đói nàng ăn lên đồ vật đến nơi nào còn quản người khác nói cái gì chỉ cần có ăn là được chờ hoàng phủ huyền nhi ăn no về sau nàng sờ sờ bụng nằm trên mặt đất đã no bụng đến không động đậy hoàng phủ huyền nhi đánh liên tiếp ở một cái về sau mới phát hiện vừa rồi cái kia hồng y tỉ tỉ đã không gặp nhưng nàng bởi vì quá mệt mỏi ăn no sau bối rối đột kích cũng quản không được nhiều như vậy trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ chờ lúc nàng tỉnh lại đã là ban đêm nàng là cho ba ba đánh thức nhìn thấy ba ba sau nàng hoa một tiếng liền khóc lên, nói về sau cũng không tiếp tục tinh nghịch, cũng không dám lại một thân một mình chạy đi. Hoàng Phủ Uyển Nhi ba ba an ủi nàng một chút về sau, mới đột nhiên phát hiện bên cạnh nàng trên bia mộ thế mà dính lấy nữ nhi của hắn ảnh chụp, hắn vội vàng hỏi Hoàng Phủ Uyển Nhi có phải là chính nàng dán đi lên. Hoàng Phủ Uyển Nhi lắc đầu, nói làm sao có thể, ai thanh minh tảo mộ còn mang ảnh chụp. Hoàng Phủ Uyển Nhi ba ba đột nhiên biến sắc, không hề nói gì, sau đó liền đem ảnh chụp cho đốt, đốt xong sau liền mang theo nữ nhi cùng nhau xuống núi. Sau khi về đến nhà một đoạn thời gian, Hoàng Phủ Uyển Nhi trở nên có chút kỳ quái, trời vừa tối liền xuyên quần áo đỏ cùng giày thêu, sau đó chống đỡ một cái tiểu hắc dù trong phòng đi tới đi lui, người nhà nói chuyện với nàng cũng không để ý tới, cũng chỉ là cười khanh khách. Hoàng Phủ Uyển Nhi ba ba trong cơn tức giận liền đem nàng quần áo đỏ cùng giày thêu, tiểu hắc dù đều cùng một chỗ đốt, nhưng kỳ quái là, Hoàng Phủ Huyền Nhi ngày thứ hai ban đêm lại mặc những vật này ra tới lắc lư, kỳ quái hơn chính là trong nhà đại hắc cầu trời vừa tối liền sông nàng sủa. Phải biết trước kia đại hắc cầu cùng Hoàng Phủ Huyền Nhi tình cảm tốt nhất, làm sao có thể sủa nàng, cái này sự tình để người cả nhà đều không an lòng lên, đặc biệt là Hoàng Phủ Huyền Nhi ba ba. Còn có một lần, Hoàng Phủ Huyền Nhi 12 giờ khuya thế mà cầm tấm gương ở trước cửa chiếu, một bên chiếu còn một bên nói thầm lấy, làm sao còn không thay đổi, kỳ quái, làm sao chỉ biến một nửa. Người nhà kỳ quái, vội vàng đi ra ngoài xem xét, cái này không nhìn còn khá, xem xét tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong gương hoàng phủ huyển như thế mà nửa bên mặt là mình, một nửa khác mặt thì là một nữ nhân khác. Cái này sự tình nếu như đổi thành người bình thường nhà, kia xác định vững chắc cả nhà đều dọa gần chết, nhưng hoàng phủ gia tộc dù sao cũng là thấy qua việc đời, lá gan lại lớn, nhìn thấy tình huống này, tăng thêm hoàng phủ huyển nhi bình thường biểu hiện, lập tức liền có thể lấy biết nàng là chúng ta. Hoàng phủ ba ba vội vàng đem Hoàng phủ huyền nhi trong tay tấm gương quảng cái nhão nhuệt, Hoàng phủ huyền nhi mặt mới khôi phục bình thường, sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai, Hoàng phủ huyền nhi liền bị ba ba đưa đến một cái thầy bói kia, nói là chúng ta, mang nàng đi xem một chút, gọi nàng đừng sợ, tận lực phối hợp là được, cái này thầy bói có lai lịch lớn, hẳn là có thể cứu nàng. Hoàng phủ huyền nhi khi đó còn nhỏ, cũng không biết sợ hãi, ba ba nói cái gì nàng liền gật đầu. Coi bói thời điểm, thầy bói gọi Hoàng Phủ Uyển Nhi viết xuống tên của mình cùng ngày sinh tháng đẻ, xong việc về sau, thầy bói thế mà khổ một gương mặt, biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn nói Hoàng Phủ tiên sinh nữ nhi không phải hẳn là cũng họ Hoàng Phủ sao? Làm sao họ trần? Hoàng Phủ ba ba cầm qua tờ giấy xem xét, xác định chính là Hoàng Phủ Uyển Nhi A, không có viết sai. Cái này lớn chừng cái đầu bốn chữ chẳng lẽ còn không biết sao. Thầy bói nhướng mày, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm trên giấy danh tự nhìn xem, cuối cùng hắn vẫn là nói kia trên giấy danh tự không phải Hoàng Phủ Huyền, mà là Trần Tư Tư. Hai người phát hiện vấn đề về sau, lập tức đồng thời nhìn xem, nhưng hai người nhìn thấy chữ thế mà còn là không giống nhau. Thầy bói gọi thẳng tà môn, quả thực quá tà môn, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua tà môn như vậy sự tình. Hoàng Phủ Huyền Nhi ba ba cũng cảm thấy ra đầu run lên, cái này giữa ban ngày, một cái tiểu nữ hài viết xuống danh tự, làm sao hai người thế mà nhìn thấy không giống danh tự, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thầy bói lại đối đối ngày sinh tháng đẻ, may mắn lần này hai người đều nhìn thấy đồng dạng, mà lại cũng đích thật là Hoàng Phủ Uyển Nhi ngày sinh tháng đẻ, không có chút nào sai lầm. Xác nhận về sau, thầy bói vội vàng tính toán một cái ngày sinh tháng đẻ, nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại trở nên cực kỳ khó coi, sau đó nhiều lần hỏi cái này thật sự là Hoàng Phủ Uyển Nhi ngày sinh tháng đẻ sao hoàng phủ uyển nhi ba ba nói đây chính là căn bản không hề lầm nhưng hắn nhìn thầy bói sắc mặt này biết sự tình có chút không ổn vội vàng thúc giục thầy bói đến cùng tính xảy ra điều gì thầy bói cũng không trả lời mà là lại tính một lần ba lần qua đi hắn mới sắc mặt tái nhợt nói cái này ngày sinh tháng đẻ có vấn đề lớn để người dùng mình vấn đề lớn hoàng phủ uyển nhi ba ba nghe xong càng kịch liệt hơn nói có cái vấn đề lớn gì ngươi mau nói a à, cái này đều có thể đem người gấp chết Thầy Bói nhìn xem Hoàng Phủ Uyển, sau đó hoảng sợ nói: "Đứa nhỏ này ngày sinh tháng đẻ, căn bản liền đã dương thọ đã hết, nàng là cái người chết." Chương 245: Sống tạm bợ. Hoàng Phủ Uyển Nhi Ba Ba nghe xong, lập tức vỗ bàn lên, nói ngươi tận nói nhảm, đứa nhỏ này rõ ràng liền sống sờ sờ ngồi tại cái này, làm sao liền dương thọ đã hết? Chẳng lẽ ngồi ở chỗ này chính là quỷ sao? Cái này giữa ban ngày, quỷ còn có thể ngồi ngươi cái này cùng ngươi nói chuyện phiếm? Thầy bói ha ha cười một câu, nói Hoàng Phủ Tiên sinh nhiều năm như vậy, tính tình vẫn là bốc lửa như vậy, sau đó gọi hắn đừng nóng vội, cái này sự tình mặc dù quỷ dị, nhưng tất cả sự tình đều là có đầu có đuôi, chỉ cần lột tơ rút kén, nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Thầy bói sau khi nói xong, liền đem Hoàng Phủ Uyển Nhi ba ba đặt tại trên ghế, nói cũng kỳ quái, trên đời này còn không có ai dám dạng này đối Hoàng Phủ gia tộc người, nhưng kia thầy bói đè lại Hoàng Phủ Uyển Nhi ba ba về sau, hắn thế mà động cũng không dám động, chỉ có thể ngồi tại trên ghế phụng phịu. Thầy bói lúc này lại quay đầu sang hỏi Hoàng Phủ Huyền, hỏi nàng đều trải qua cái gì cổ quái sự tình, thế là Hoàng Phủ Huyền Nhi liền đem ngày đó tại mộ địa chuyện phát sinh nói cho hắn. Chuyện về sau Hoàng Phủ Huyền Nhi ba ba cũng nói ra, thầy bói lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ mộ nói một câu, hóa ra là dạng này. Trông thấy thầy bói có mặt mày, Hoàng Phủ Huyền Nhi ba ba vội vàng thúc giục thầy bói nói ra đến cùng là chuyện gì xảy ra con gái nàng đến cùng gặp phải cái kia nữ nhân áo đỏ là ai nữ nhi của hắn vì sao lại biến thành như thế thầy bói liên tiếp nói hai cái từ gặp ta sống tạm bỡ kỳ thật hoàng phủ uyển nhi ba ba sớm đã có điểm dự liệu được là gặp ta nhưng cái này sống tạm bợ hắn lại không nghĩ tới đến cùng như thế nào sống tạm bợ mệnh cũng có thể mượn sao thầy bói nói người cùng người mệnh tự nhiên là không thể mượn nhưng quỷ lại có thể mượn người mệnh tục ngữ gọi mượn dương thọ sống tạm bỡ cùng tìm thế thân khác biệt, tìm thế thân là quỷ tìm kẻ chết thay, quỷ đem ngươi giết về sau, hắn liền có thể đi đầu thai, nhưng ngươi liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này, mãi cho đến ngươi tìm tới kế tiếp kẻ chết thay mới thôi. Mà sống tạm bỡ chính là quỷ mượn người sống dương thọ, nàng thay thế ngươi sống, mà ngươi lại thay thế nàng chết rồi, đây chính là sống tạm bỡ, mà Hoàng Phụ Huyền Nhi gặp phải cái kia nữ nhân áo đỏ chính là cái lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ sử dụng thủ đoạn đem Hoàng Phủ Huyền Nhi Dương Thọ lừa gạt đến tay hiện tại Hoàng Phủ Huyền Nhi ngay tại chậm rãi biến thành nàng, hiện nay chỉ là nửa gương mặt, đoán chừng qua một tháng nữa, Hoàng Phủ Huyền Nhi liền sẽ triệt để biến thành con kia hồng y nữ quỷ. Thầy bói sau khi nói xong, đem lúc trước trường viết danh tự giấy đem ra, nói vừa rồi hắn không biết nguyên nhân gì, nhưng bây giờ hắn biết. Hiện tại Hoàng Phủ Huyền Nhi trong cơ thể có cái kia đồ vật, tại Hoàng Phủ Huyền Nhi viết thời điểm, trong cơ thể nàng kia đồ vật cũng đồng thời viết xuống tên của mình, nhưng nàng viết xuống chính là âm chữ, cho nên Hoàng Phủ Huyển Nhi ba ba nhìn không thấy, thầy bói lại thấy được. Thầy bói sợ hắn không tin, thế là đem Hoàng Phủ đốt cho, lại đem cho rót vào trong nước, sau đó đem nước vẩy vào trên giấy, lập tức Hoàng Phủ Huyển Nhi bốn chữ liền từ phía trên biến mất, biến thành trần tư tư ba chữ. Thầy bói nói âm hiện dương mất, dương ra âm trừ, cùng một trang giấy bên trên, nếu như ngươi có thể trông thấy dương chữ, kia âm chữ liền không nhìn thấy, nếu như ngươi có thể trông thấy âm chữ, như thế dương chữ ngươi liền không nhìn thấy. Đây chính là vì cái gì vừa rồi Hoàng Phủ Uyển Nhi viết xuống một cái tên, hai người nhưng nhìn ra không cùng tên chữ nguyên nhân. Hoàng Phủ Uyển Nhi ba ba minh bạch về sau, vội vàng hỏi thầy bói có biện pháp nào bổ cứu, kia quỷ quá hèn hạ, thế mà lừa gạt tiểu hài tử cho mình sống tạm bỡ, cái này thật sự nếu không đưa nàng đuổi đi, kia nữ nhi của mình một tháng sau liền phải biến thành người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật. Đúng vào lúc này, đột nhiên Hoàng Phủ Huyền Nhi nửa gương mặt chậm rãi đang vặn vẹo, giống như muốn biến hình thành một người khác đồng dạng. Ha ha, coi như thiên vương lão tử đến cũng không tốt lắm, là tiểu nữ hài này mình đáp ứng muốn làm ta, nàng muốn cùng ta đổi, kia nàng liền đi làm quỷ, để ta làm người đi. Hoàng Phủ Huyền Nhi một nửa khác miệng đột nhiên cũng rất giống không bị khống chế, lúc nói chuyện một nửa động, một nửa khác bất động. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, thầy bói rút Hoàng Phủ Huyền Nhi một bên khác mặt một bà tai, lập tức bên kia mặt liền khôi phục bình thường, không còn tiếp tục vặn vẹo biến hình. Hoàng Phủ Uyển Nhi ba ba thấy tình huống này, có chút gấp, gọi lớn thầy bói nghĩ biện pháp, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, thầy bói liền thẳng lắc đầu, nói chuyện này hắn đã không có biện pháp, là Hoàng Phủ Uyển Nhi mình đáp ứng nàng, ai cũng thay đổi không được, vừa rồi bát tự đã tính qua, đã sớm một người chết, đoán chừng mệnh đã cho kia đồ vật mượn xong, đứa nhỏ này mệnh đỉnh không qua một tháng hoàng phủ uyển nhi ba ba sau khi nghe đột nhiên bịch một tiếng liền quỳ xuống cái quỳ này để hoàng phủ uyển nhi suốt đời khó quên hoàng phủ gia tộc kia là cỡ nào gia tộc từ cổ đại bắt đầu liền bốn phương e ngại nhưng cho tới bây giờ không cho người khác quỳ qua lần này ba ba của nàng bởi vì nàng cho quỳ xuống nàng lúc ấy rất rung động muốn khóc lại khóc không được đồng thời nàng rất sợ hãi kia thầy bói lại còn nói nàng sống không quá một tháng bởi vì nội tâm quá sợ hãi muốn khóc lại khóc không được thầy bói vội vàng đem hắn đỡ lên, sau đó nói hắn định đem hết toàn lực, hy vọng có thể bảo trụ Hoàng Phủ Uyển Nhi đứa nhỏ này. Thầy bói bắt đầu đối Hoàng Phủ Huyền Nhi bắt tự không ngừng đang suy tính, một lát sau, hắn đột nhiên lớn tiếng hô câu, có. Hắn nói, Hoàng Phủ Huyền Nhi có thể ở trên mặt phân cái âm dương thiêu, âm dương thiêu chính là âm dương hình xăm, có thể chấn trụ kia hồng y nữ quỷ không để nàng chiếm hữu Hoàng Phủ Huyền Nhi mặt, nhưng chỉ có thể chấn đến 18 tuổi. Tại Hoàng Phủ Huyển Nhi 19 tuổi trước đó, sẽ gặp phải một cái tiểu tử, nếu như mạng lớn, tiểu tử kia sẽ giúp nàng hóa giải cái này kiếp nạn, nếu như không được, vậy liền sẽ tại 18 tuổi xong chết mất, Dương Thọ cùng thân thể sẽ bị con quỷ tiếp nhận, mà chân chính Hoàng Phủ Huyển Nhi thì lại biến thành quỷ. Còn có, nhất định phải tìm về trước đó cái kia mộ bia, nếu không có gì ngoài ý muốn, coi như người đốt ảnh chụp, nó đồng dạng sẽ khôi phục, cho nên đốt mộ bia về sau, muốn đem mộ bia dán đầy Hoàng Phủ. Dạng này ảnh chụp liền sẽ không khôi phục lại. Thầy Bói còn nói đây là biện pháp duy nhất, mỗi một cái dặn dò đều muốn nhớ kỹ, không thể có một bước sai lầm, mà cái kia cao trung danh tự liền gọi dục Hiền Trung học, cũng chính là ta hiện tại đọc cao trung. Hoàng phủ Uyển Nhi cùng ba ba sau khi trở về, dựa theo thầy Bói dặn dò, tìm được âm dương hình xăm, sau đó tại trên mặt của nàng văn một cái đen bạch vô thường. Kỳ thật rất ít người dám văn quỷ sai, nhưng Hoàng phủ Uyển Nhi mệnh cách bát tự thuần âm tăng thêm từ nhỏ cùng độc vật xen lẫn trong cùng một chỗ, thể chất càng thêm âm, cho nên văn quỷ sai hẳn là không có vấn đề gì. Trên mặt văn quỷ sai, kia hồng y nữ quỷ tự nhiên không còn dám ra tới, mà loại kia hình xăm vật liệu là đặc thù, văn sau có thể ẩn hình, người khác nhìn không thấy, không phải văn cái đen bạch vô thường ở trên mặt, cô bé nào dám đi ra ngoài. Có âm dương theo về sau, Hoàng Phủ Uyển Nhi liền cùng ba ba cùng nhau lên núi tìm cái kia mộ bia, thật đúng là đừng nói, kia trên bia mộ thế mà còn là dán hoàng phủ huyền nhi ảnh chụp, thật sự là kỳ quái, rõ ràng đều đã thiêu hủy, lại khôi phục. chương 246, cựu hận thăng cấp. Có âm dương theo về sau, hoàng phủ huyền nhi liền cùng ba ba cùng nhau lên núi tìm cái kia mộ bia, thật đúng là đừng nói, kia trên bia mộ thế mà còn là dán hoàng phủ huyền nhi ảnh chụp, thật sự là kỳ quái, rõ ràng đều đã thiêu hủy, lại khôi phục. Mà lại kia đen trắng chiếu phía trên hoàng phủ huyền nhi có chút kỳ quái, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, mắt giống như đang ngó chừng hai người nhìn. Hoàng Phủ Uyển Nhi cùng ba ba hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hai người rất khó coi, bọn hắn vội vàng đem trên bia mộ ảnh chụp cho đốt, sau đó hướng trên bia mộ dán đầy thầy bói cho Hoàng Phủ, hai người giải quyết sau liền cũng không quay đầu lại xuống núi, nửa khắc cũng không dám ngốc. Thầy bói vẫn là có có chút tài năng, từ ngày đó về sau, Hoàng Phủ Uyển Nhi trên thân không còn xuất hiện bất luận cái gì việc lạ, nếu như nhất định phải nói kỳ quái lời nói, đó chính là chiều cao của nàng. Hoàng Phủ Huyền Nhi ba ba thân cao chừng một thước tám, mẫu thân của nàng cũng một mét bảy, nó huynh đệ tỉ muội của hắn thân cao cũng tại một mét bảy đến một mét tám ở giữa, chỉ có chiều cao của nàng không đủ một mét năm, cùng lúc ấy nhìn thấy cái kia hồng y nữ quỷ thân cao giống nhau như đúc. Chẳng qua nàng hiện tại cũng không rảnh đi quan tâm những chuyện kia, trước tiên đem mệnh bảo trụ lại nói, nhưng nàng tìm thật lâu, vẫn là không có tìm tới cái kia có thể giúp nàng tiêu trừ kiếp nạn người. Hoàng phủ Uyển Nhi sau khi nói xong, không ngừng than thở, một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, còn nói mình nhanh tốt nghiệp, lớp 12 vừa tốt nghiệp nàng liền qua 19 tuổi sinh nhật, ngày đó đoán chừng là sinh nhật của mình, cũng là ngày rỗ. Nói thật, nàng cái này sự tình thật đúng là khó giải quyết, đáp ứng quỷ sự tình, trên cơ bản là không thể dễ ngoặt, nàng có thể lừa ngươi, nhưng ngươi không thể lừa nàng đây chính là người chết cùng người sống khác nhau. Con kia nữ quỷ rất giảo hoạt, dùng sáo lộ cướp đi hoàng phủ huyền nhi tuổi thọ, người còn cầm nàng không có biện pháp gì. May mắn thầy tướng số kia nghĩ cái biện pháp đem hoàng phủ huyền nhi bảo đảm cho tới bây giờ, cái này thầy bói hẳn là thi ngôn ba ba. Uy, niên đệ, người đang suy nghĩ gì? Hoàng phủ huyền nhi nhìn ta mặt mày ủ rũ đang suy tư, đẩy ta một cái. Ta nói không có việc gì, nếu như cái này sự tình ta giúp ngươi giải quyết, người có phải hay không liền sẽ giúp ta. Hoàng Phủ Uyển Nhi ngây ra một lúc, nửa tin nửa ngờ nhìn ta, nói ta thật có thể giải quyết. Ta gãi đầu một cái, ngốc nở nụ cười, nói không chắc, nhưng là có thể thử một chút, chẳng qua ta sợ trong thời gian này quỷ lê sẽ gây bất lợi cho ta, kia bà điên, còn không biết sẽ đối ta hạ bao nhiêu độc, cho nên Hoàng Phủ Uyển Nhi trong thời gian này coi như không giúp ta đối phó quỷ lê, vậy cũng phải giúp ta giải độc. Không phải ta sợ mình nhịn không được chết được nhanh hơn nàng. Hoàng Phủ Uyển Nhi vỗ nhẹ mình nho nhỏ lồng ngực, nói không có vấn đề, chỉ cần có thể giúp nàng vượt qua cái này kiếp nạn, bất kỳ cái gì độc đều tổn thương không được ta. Có nàng câu nói này liền đầy đủ, mặc kệ có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn tiểu tử kia là ai, cái này khó ta trước hết giúp nàng cho độ. Sau này trở về, ta bắt đầu không ngừng lật xem cuốn thứ hai Mao Sơn Quỷ Đạo, hy vọng có thể tìm ra chế phục cái này hồng y nữ quỷ biện pháp. Vì không sai lầm bất kỳ một cái nào chi tiết, ta mỗi một trang đều rất chăm chú nhìn, đại khái nửa giờ sau, rốt cục để ta cho tìm được. Mao Sơn quỷ đạo bên trên ghi chép, mượn dương thọ là quỷ hồn tục mệnh một loại phương pháp, cướp đoạt người sống dương thọ, để cho mình quay về dương gian, mà bị mượn dương thọ người sống hoặc là chết già, hoặc là chết đột ngột bỏ mình. Pháp này phá hư nhân quả luân hồi, nghịch thiên mà đi, giết hại nhân mạng, rất là âm độc. Muốn phá giải pháp này, nhất định phải sống tạm bỡ người tiến vào trạng thái chết giả, sau đó tại quỷ hồn cướp đoạt sống tạm bỡ nhân thọ mệnh cùng thân thể đồng thời, đem quỷ hồn cho giết chết, nhưng pháp này rất là hung hiểm. Nếu như xử lý không thích đáng, sống tạm bỡ người sẽ từ giả chết biến thành chết thật. Xem hết biện pháp này về sau, ta nhíu mày, không biết cái này nguy hiểm Hoàng Phủ Uyển Nhi có dám hay không gánh chịu. Mặc dù ta cũng không có có bao nhiêu nắm chắc, nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh a. À. Buổi chiều khi đi học, quỷ lê đắc ý nhìn ta, giống như đang nhìn một người chết đồng dạng, nhưng một lát sau sắc mặt của nàng liền trở nên cực kỳ khó coi, nàng thì thào đến, làm sao lại như vậy? Vì cái gì độc không có, hắn rõ ràng chúng hắc khổng tước. Ta nở nụ cười gần, người có kế trương lương, ta có thang trèo tường, người có hắc khổng tước, ta có hoàng phủ huyền, muốn làm chết ta, dài đủ lông lại tới đi. Sau khi tan học, nàng khả năng thực sự nhịn không được, chạy tới nổi giận đùng đùng hỏi ta, độc là ai giúp ngươi giải ta mặc kệ nàng, đào đào lỗ tai, sau đó hướng nàng gảy một cái, nàng không có né tránh, sau đó buồn nôn nghĩ dơ lên nắm đấm đánh ta, ta vội vàng nói người chớ làm loạn, đây chính là phòng học, không phải chợ bán thức ăn, có thể dung không được đàn bà đanh đá tại cái này ổ ta. Quỷ lê nghe thấy ta mắng nàng đàn bà đanh đá, tức giận đến mặt đều xanh lét, nhưng nàng giống như lại bắt ta không có biện pháp gì, hiện tại nàng cùng ta khoảng cách này, nếu như đối ta hạ độc, ta xảy ra chuyện gì người khác khẳng định sẽ hoài nghi nàng. a à, đột nhiên rít lên một tiếng trong phòng học vang lên, tan học còn chưa đi đồng học đều dọa đến che lỗ tai, ta thậm chí đều cảm thấy có loại pha lê muốn bị vỡ nát cảm giác. thanh âm qua đi, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem quỷ lê, giống như đang nhìn một người điên đồng dạng. lâm nguyên, ta, ta.